Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 98. Làm càn thì đã làm sao? Khuôn mặt Tiểu Phàm nhìn tứ trưởng lão không chút biểu hiện, giọng điệu bá đạo vang vọng trong không trung, những người này thay nhau ra trận, cứ tưởng là hắn dễ bắt nạt chắc. Quan trọng nhất là, Tiêu Phàm sớm đã cảm nhận được sự tồn tại của tứ trưởng lão, hắn núp trong bóng tối ngay từ lúc mới bắt đầu, lúc trước, khi bản thân đang ở thế hạ phong thì không thấy hắn xuất hiện. Giờ thì hay rồi, bản thân đã chiếm thế thượng phong, giết chết Tả Vân Mặc khiến hắn không chịu được phải thò ra quát lớn, trên đời này làm gì có chuyện tốt đến vậy. Cảm nhận được khí thế lạnh lẽo trên người Tiêu Phàm, lời tứ trưởng lão định nói lại được nuốt ngược vào trong. Đôi mắt lạnh lùng kia quá đáng sợ, như thể là ma thần lâm thế vậy. Tứ trưởng lão biết rằng chỉ cần ông nói thêm một câu thì tên tiểu tử này chắc chắn sẽ không khác nào một con sói đói nhào lên. Trong đầu hắn không khỏi hồi tưởng lại các đời Tu La Điện Chủ, đám người đó, chẳng phải cũng mạnh như vậy sao? Lần nào bọn họ cũng cho rằng Tu La Điện Chủ rất dễ bắt nạt, nhưng cuối cùng, những kẻ xui xẻo lại chính là những vị trưởng lão như hắn. Đám người này quả thật là những tên điên thật sự, còn điên cuồng hơn cả đám người của Tu La Sơn, dù nói dăm ba câu cũng không phải loại trực tiếp khai chiến như bọn họ. Đám đông nhìn thấy khí thế của tứ trưởng lão bị Tiêu Phàm đè ép xuống thì tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Nếu như nói lúc đầu họ chỉ coi Tiêu Phàm như một kẻ đã chết thì bây giờ, sau khi trải qua mọi việc, trong mắt mọi người, địa vị của Tiêu Phàm đã được nâng cao tới vô hạn. Vậy thì hiện tại, cảm giác mà Tiêu Phàm mang tới cho mọi người chính là cảm giác về một sự tồn tại cao ngất ngưỡng không thể chạm tới, giống như sát thần có thể nắm giữ quyền sinh tử của người khác vậy. Lúc này, cái nhìn của Thanh Phong Lão Tổ và Xích Vân Lão Tổ dành cho Tiêu Phàm cũng đã thay đổi, bọn họ luôn cho rằng Tiêu Phàm chỉ mạnh có chút xíu mà thôi. Vậy mà giờ đây, cuối cùng bọn họ cũng đã biết rằng, Tiêu Phàm chính là nhân vật để họ ngưỡng vọng. Bây giờ, ta cần lấy lại thứ vốn thuộc về ta, kẻ ngăn ta, giết. Tiêu Phàm một lần nữa phun ra một câu, thực lực càng lúc càng cường mạnh, hắn đột nhiên phóng bước chân, lao về phía Tả Lân. Đám đông bỗng nhiên rung động, tên tiểu tử này đúng là muốn nghịch thiên hay sao? Khi nãy, thừa dịp đám đông không để ý, lén giết chết Tả Vân Mặc thì cũng coi như xong, giờ còn muốn giết Tả Lân ngay trước mặt tam trưởng lão, tứ trưởng lão và thần vô tâm hay sao? Nếu như đúng là hắn bị giết theo cách như vậy thì tam trưởng lão, tứ trưởng lão bọn họ biết giấu mặt vào đâu? Tứ trưởng lão, cứu con! Rốt cuộc Tả Lân cũng hoảng sợ. Trước đó hắn cho rằng Tiêu Phàm không dám giết hắn, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không dám nghĩ nữa rồi, Tả Vân Mặc đã chết, hắn làm sao có thể là đối thủ của Tiêu Phàm được. Huống hồ, Tả Lân bị dọa tới mức muốn bể mật rồi, làm gì còn dũng khí mà giao đấu với Tiêu Phàm. Tiểu tử, người vẫn đang cho rằng nơi đây là chiến hồn đại lục sao? Tứ trưởng lão nhe răng, trợn mắt nhìn Tiêu Phàm, trong lòng hắn có chút thất vọng về chính sự sợ hãi lúc nãy của mình. Hắn là tứ trưởng lão của Tu La Sơn, lẽ nào tên tiểu tử này lại dám giết chết hắn sao? Nếu hắn giết chết ông thì sẽ trở thành kẻ địch của toàn bộ Tu La Sơn, thấy hắn cũng không có thực lực và sự can đảm đến vậy đâu. Dường như Tiêu Phàm không nghe thấy lời nói của tứ trưởng lão, bước chân hắn không hề có dấu hiệu dừng lại. Tiêu Phàm, người đúng thật là làm càn, vô lễ với bọn ta thì thôi cũng cho qua, vậy mà lại còn dám vô lễ với tứ trưởng lão như vậy. Lúc này, Lãnh Lưu Cảnh đột nhiên quát mắng. Lời vừa nói ra, thân ảnh của Lãnh Lưu Cảnh cũng chợt lóe lên, xuất hiện bên cạnh tứ trưởng lão, trong tư thế cùng tiến cùng lùi với tứ trưởng lão. Được lắm, phạm vào người Tu La Sơn của ta, bất luận là ai cũng đều đáng chém. Lãnh Đồng quát lớn, đứng bên cạnh tứ trưởng lão. Gần như đồng thời, những tu sĩ của Tu La Sơn ở xung quanh cũng lần lượt xuất hiện phía sau tứ trưởng lão, thân hình tạo thành bức tường người. Khí thế đáng sợ phát thẳng tới Tiêu Phàm. Mỗi một người tại hiện trường đều không phải là những kẻ yếu, sức mạnh linh hồn của mấy chục cường giả chiến thần cảnh ngưng tụ lại, dù không thể hủy diệt thiên địa nhưng chắc chắn những chiến thần cảnh đỉnh phong thông thường cũng không thể chịu đựng được. Có điều, một luồng kiếm khí kết giới bỗng ngưng tụ lại xung quanh Tiêu Phàm, ngăn chặn tất cả các sức mạnh bên ngoài lại, bước chân của hắn chậm đi nhiều nhưng vẫn không hề có ý dừng lại. Thần sắc của toàn bộ đám đông ở Tu La Sơn bỗng trở nên nghiêm trọng vô cùng, tu sĩ xung quanh cũng rất lo lắng, có một cảm giác như đang lạc vào một cảnh giới kỳ lạ vậy. Lúc này,
có ba đạo thân ảnh đang đứng ở phía xa, nếu Tiêu Phàm nhìn thấy thì chắc chắn sẽ nhận ra, người đứng đầu tiên chính là Cổ Nhược Trần. Cổ Nhược Trần không tiến lên ngay lập tức mà đứng từ xa quan sát. Đôi mắt hắn nhíu lại, như thể cảm thấy vô cùng kinh ngạc với những cử động của Tiêu Phàm. Công tử, có cần tới chúng ta? Một tên thuộc hạ bên cạnh Cổ Nhược Trần mở miệng nói, hắn biết tình nghĩa giữa Cổ Nhược Trần và Tiêu Phàm nên không đành lòng thấy Tiêu Phàm bị người của Tu La Sơn ức hiếp. Không cần, Cổ Nhược Trần lắc đầu. Qua một thời gian tiếp xúc với Tiêu Phàm, hắn cũng thấu hiểu được Tiêu Phàm ít nhiều. Mỗi lần mà Tiêu Phàm biểu hiện cực kỳ tự tin thì chắc chắn là hắn nắm chắc cơ hội mới dám làm như vậy. Chỉ có điều Cổ Nhược Trần không biết tại sao Tiêu Phàm lại tự tin đến vậy, hắn đương nhiên không biết thực lực của Tiêu Phàm đã mạnh lên không ít. Ở nơi xa, một mình Tiêu Phàm giằng co với hơn chục người của Tu La Sơn trong một tư thế chuẩn bị đại sát một trận, dùng sức lực của một người đối kháng với khí thế của hơn chục người đúng chỉ là có duy nhất một người làm được mà thôi. Đám đông nhìn Tiêu Phàm bằng ánh mắt tràn đầy sự kính sợ, nhất là những người đã từng bị Tu La Sơn ức hiếp. Tiêu Phàm, nể tình ta, bỏ đi. Nhìn thấy Tiêu Phàm chuẩn bị ra tay, tam trưởng lão đột nhiên mở lời. Nể tình ngươi, sĩ diện của ngươi đáng giá mấy đồng. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường. Sắc mặt tam trưởng lão cứng đơ, hắn cảm thấy mọi chuyện đã vượt qua dự liệu của mình, Tiêu Phàm giống như một con ngựa hoang mất cương, thoát khỏi sự kiểm soát của ông. Tốt nhất là thu hồi tâm tư nhỏ của ngươi lại, nếu không đừng trách tại sao ta giết cả ngươi. Tiêu Phàm nói thêm một câu đầy ý vị. Con ngươi của tam trưởng lão co rụt lại, nhìn ánh mắt Tiêu Phàm có chút biến đổi khác thường, trong lòng ông thầm tự nhủ, lẽ nào hắn đều biết cả rồi. Không, không thể nào, Tu La Điện chủ các đời trước đều không biết, chắc chắn hắn cũng không thể biết được. Tiêu Phàm không có tâm trạng mà để ý tới tâm tư của tam trưởng lão. Hắn biết rằng tam trưởng lão đối tốt với các Tu La Điện chủ trước không phải là sự tốt đơn thuần mà người ngoài thường biết đến, hắn đã từng kết bái huynh đệ với một vị Tu La Điện chủ. Mà là bởi hắn đang tiến hành một âm mưu, hơn nữa âm mưu này có liên quan đến cái chết của đại trưởng lão. Một lần nữa ánh mắt sắc bén của Tiêu Phàm lại dồn về phía Tả Lân, một khắc sau, hắn đột nhiên cử động, cơ thể bỗng hóa thành một tia điện lao thẳng vào bức tường người kia. Giết! Tứ trưởng lão hét lên, khí thế đáng sợ bùng phát ra trên người của hắn, những người đứng phía sau đồng loạt ra tay, không phải ai cũng có thể ngăn chặn được sức công kích của hơn chục chiến thần cảnh cường giả như thế. Ao ao, nhưng đúng lúc này, từng tiếng xé gió vang lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, thân ảnh của Tiêu Phàm đột nhiên lóe sáng, trong hư không xuất hiện thêm bốn Tiêu Phàm nữa. Bốn Tiêu Phàm động thời điên cuồng vung chém, từng luồng kiếm khí hung mãnh nở rộ trong hư không. Bản thể Tiêu Phàm đạp thái huyền thần du bộ, một lần nữa xuất hiện ngay bên cạnh Tả Lân. Cứu ta, Tả Lân hoảng sợ kêu to, có lẽ là do sự sợ hãi đã lấn chiếm hết trong lòng nên khi đối mặt với việc Tiêu Phàm tập sát, căn bản hắn không có bất kỳ phản kháng gì. Cái đầu bị ném lên cao, sau đó một luồng ánh sáng lóe lên chụp lấy cái đầu kia, đó chính là Tiêu Phàm. Sắc mặt Tiêu Phàm nhìn cái đầu của Tả Lân một cách lãnh đạm. Sau đó lạnh lùng nói, người mà ta muốn giết thì không ai cứu được. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm biến mất tại chỗ, đồng thời một cột máu tươi cả trượng phun ra từ thi thể không đầu kia. Sắc mặt mọi người thay đổi liên tục, Tả Lân được nhiều người bảo vệ như vậy mà còn bị Tiêu Phàm lấy mất đầu, thực lực này quả thật quá đáng sợ. Người của Tu La Sơn nhìn thấy thi thể không đầu của Tả Lân thì cảm giác cổ của chính mình phát lạnh. Nhất là câu nói vừa rồi của Tiêu Phàm cứ vang vọng thật lâu trong đầu của đám đông. Người mà ta muốn giết, ai cũng không cứu được. Đây chính là sự tự tin của Tiêu Phàm, hắn muốn giết người, dù số lượng đông hơn thì đã sao, dù là bản thân ở trong thiên quân vạn mã, hắn cũng có thể lấy thủ cấp của đối phương. Thân ảnh của Tiêu Phàm xuất hiện lần nữa, đã là ở bên ngoài vài trượng, đồng thời, bốn đạo phân thân linh hồn kia cũng biến mất, trận chiến đột nhiên dừng lại. Tất cả bọn người tứ trưởng lão đều hung hăng nhìn Tiêu Phàm, thế nhưng lại không dám tùy tiện tới gần. Thật sự là thực lực của Tiêu Phàm quá cường hãn, giết chết Tả Lân, tựa như bóp chết một con giun dế, nếu như Tiêu Phàm liều chết đối phó bọn chúng, thì chắc chắn không ai có thể sống sót. Tứ trưởng lão có thể mạnh, nhưng cũng không phải tồn tại vô địch, tối đa cũng chỉ mạnh hơn một chút so với đám người kế thừa Tu La Sơn mà thôi. Nếu như Tiêu Phàm muốn giết hắn, tứ trưởng lão tuyệt đối không phải là đối thủ.
tiểu tử, bất luận ai cầu tình cho ngươi, bản trưởng lão cũng sẽ không thừa nhận thân phận ngươi là người kế thừa Tu La Sơn. Tứ trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn đối với Tiêu Phàm đã hận thấu xương, hắn ủng hộ hai người kế thừa là Tả Lân và Tả Vân Mặc đều đã chết, chuyện này làm sao khiến hắn không giận. Phải biết rằng, hắn còn muốn sau khi Tả Lân và Tả Vân Mặc đoạt được Tu La Vương truyền thừa, thì mang theo hắn cao chạy xa bay nữa. Ta nói rồi, không cần bất cứ kẻ nào thừa nhận thân phận của ta, kiếm trong tay của ta công nhận là đủ rồi. Thần sắc Tiêu Phàm lạnh nhạt nói. Nói đến đây, hắn không khỏi nhìn lướt qua Tu La kiếm trong tay, Tu La kiếm rung động, tựa như đang phụ họa cho Tiêu Phàm. Lập tức Tiêu Phàm xuyên qua huyết hải mênh mông, ngắm nhìn Tu La Sơn đằng xa, nơi đó mặc dù không có cái gì gọi là Tu La Vương truyền thừa, nhưng Tiêu Phàm bất luận như thế nào cũng phải đi một chuyến. Không chỉ vì Nhạc Nhân tộc, cũng là vì Tu La Điện. Lệnh của Sơn Chủ, sau 3 ngày mở ra Tu La Vương truyền thừa, sau 3 ngày vào lúc giữa trưa các người kế thừa tập hợp tại quảng trường Tu La của Tu La Sơn. Cũng vào lúc này, hư không đột nhiên truyền đến một giọng nói dõng dạc, vang vọng tại hư không của Tu La Cổ Thành. Lại sắp bắt đầu tranh đoạt Tu La Vương truyền thừa rồi. Lần này, hy vọng Lão Hủ có thể được công tử lựa chọn, bước vào cổ mộ Tu La Sơn, trợ giúp công tử cướp đoạt vô thượng truyền thừa kia. Coi như chọn lựa các ngươi thì đã làm sao, truyền thừa lần này, người đoạt được tất nhiên là Vô Tâm công tử, người sẽ tạo ra chiến tích vạn năm. Vậy cũng chưa chắc chắn, người kế thừa của các thế hệ trước cũng không kém gì Vô Tâm công tử, nhưng cuối cùng không phải là cũng không đạt được Tu La Vương truyền thừa đó thôi, không, chuẩn xác mà nói, là ngay cả bóng dáng của Tu La Vương truyền thừa cũng không thấy đâu. Ồ, Tu La Vương truyền thừa quả là mơ hồ, ai biết nó có tồn tại hay không nữa. Đám người nghe được những lời kia, trong nháy mắt khí thế sôi sục, rất nhiều người đã siết chặt bàn tay, hy vọng có thể đi theo các người kế thừa tranh đoạt Tu La Vương. Hừ, tiểu tử, nếu như ngươi dám bước vào Tu La Sơn, ngươi tất chôn xương tại nơi này. Tứ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hất áo bào lên, lao về phía chân trời. Thần Vô Tâm nhìn Tiêu Phàm một cái, cũng mang theo đám người rời đi, tứ trưởng lão cũng không nhắc tới việc báo thù cho Tả Lân và Tả Vân Mặc. Hắn hiển nhiên không bắt buộc phải nhúng tay vào. Đồng tử lạnh lẽo u ám nhìn Tiêu Phàm một chút, trong lòng cười lạnh nói, coi như ngươi có tư cách tham gia tranh đoạt Tu La Vương truyền thừa, cuối cùng người đạt được vô thượng truyền thừa cũng là ta. Chờ ta kế thừa vô thượng truyền thừa, luyện lên vô thượng công pháp, sẽ hết lòng dày vào ngươi, để ngươi sống không bằng chết. Lãnh Đồng khinh khỉnh liếc qua Tiêu Phàm một chút, cũng quay người rời đi, một mình Lãnh Lưu Cảnh hiển nhiên cũng không dám ở lại đây. Chỉ một lát sau, Tam Trương đến, tứ trưởng lão và các người kế thừa đều mang theo người của mình biến khỏi Thiên Vân Các. Ánh mắt của mọi người lần nữa nhìn về Tiêu Phàm, một ngày chém giết hai người kế thừa, vậy mà không gặp chuyện gì, đây quả thực là kỳ tích. Dưới con mắt của rất nhiều người, Tiêu Phàm cho dù không chết, đoán chừng cũng sẽ bị lột ra, nhưng bọn chúng không ngờ được, bọn người tứ trưởng lão vậy mà lại thấy sợ. Câu uy hiếp cuối cùng. Đám người bỗng cảm thấy hết sức coi thường, như vậy thì ai không biết nói. Có bản lĩnh ngươi giết Tiêu Phàm ngay tại đây đi. Bọn chúng biết, tứ trưởng lão quả thực hận không thể giết Tiêu Phàm, nhưng mấu chốt là hắn không có thực lực đó. Ở thế giới này, bất luận là ở đâu, nắm đấm lớn chính là đạo lý quyết định, đây mới là chân lý duy nhất. Đi thôi, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, nhìn Tu La Sơn một màu đỏ máu phía trước mặt, tinh quang trong mắt lập lòe. Nhóm Chọc Thiên Hồng vội vàng đi theo Tiêu Phàm rời đi, trên đường, đám người dáng vẻ trầm mặc. Đang lúc tiến vào trong viện lạc của quán trọ, Chọc Thiên Hồng rốt cục nhịn không được hỏi, công tử, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy từ bỏ Tu La Vương truyền thừa? Ai nói ta từ bỏ nào? Tiêu Phàm quay đầu nhìn Chọc Thiên Hồng nói. Ủa, Chọc Thiên Hồng không hiểu nhìn Tiêu Phàm, lập tức trong nháy mắt lấy lại tinh thần, cười ha ha một tiếng nói, ta biết công tử sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Công tử, mỗi một người kế thừa Tu La đều có thể mang 20 người tham gia, bấy nhiêu người của chúng ta cộng lại mới chỉ 7 người, có cần tìm thêm một số người hay không? Kiếm La đột nhiên mở miệng nói. Đám người cũng gật đầu nhẹ, bọn họ chỉ có 7 người, đến lúc đó khi tranh đoạt truyền thừa gặp được những người kế thừa Tu La khác, xét về số lượng người là đã ở vào thế hạ phong. Tiêu Phàm cũng có chút im lặng, thực lực của đám người Lãnh Đồng hắn không quan tâm lắm.
nhưng cái tên thần vô tâm này lại cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Mặt khác, trước đó còn đánh thức một linh hồn khác trong Tả Giang Lê, cũng là nhân vật nguy hiểm, thậm chí trong mắt Tiêu Phàm, Tả Giang Lê còn nguy hiểm hơn so với thần vô tâm. Tiêu huynh, Cổ Nhược Trần cầu kiến. Đang lúc Tiêu Phàm trầm tư, bên ngoài viện lạc đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc. Rốt cuộc đã đến, Tiếu Thiên Dương đột nhiên híp híp hai mắt, tựa như đã sớm biết Cổ Nhược Trần muốn tới. Tiêu Phàm ý vị thâm trường nhìn Tiếu Thiên Dương một chút, ngay cả hắn cũng không thể không tán thưởng trí tuệ của Tiếu Thiên Dương. Trước khi tiến vào Tu La Cổ Thành, Tiếu Thiên Dương đã nhận ra Cổ Nhược Trần muốn cầu cạnh hắn. Chỉ có điều Tiêu Phàm không nghĩ tới chính là, Cổ Nhược Trần nhiều lần trợ giúp mình, tất cả việc nhờ vả, vậy mà đều có liên quan tới Tu La Vương truyền thừa. Cổ huynh mời vào, nghĩ một chút, Tiêu Phàm vẫn là chuẩn bị tiếp đón Cổ Nhược Trần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ít lâu sau, ba bóng người tiến vào bên trong gian phòng của Tiêu Phàm, Cổ Nhược Trần mang theo hai người tiến vào, người còn chưa đến, tiếng cười của Cổ Nhược Trần đã vang lên, Tiêu huynh, hành động vĩ đại trước đó đã khiến Cổ mỗ mở rộng tầm mắt. Cổ huynh khách khí rồi, Tiêu Phàm mỉm cười, lập tức nghi ngờ nói, không biết Cổ huynh tới đây là có việc gì. Dù biết Cổ Nhược Trần có khả năng muốn cầu cạnh mình, Tiêu Phàm vẫn mở miệng hỏi, Cổ Nhược Trần nhiều lần trợ giúp hắn là sự thật. Tiêu Phàm cũng không thể không nể mặt Cổ Nhược Trần. Nếu như là chuyện có thể làm, Tiêu Phàm hiển nhiên cũng không tiện từ chối. Cổ Nhược Trần cười cười nói, biết Tiêu huynh muốn tham gia tranh đoạt Tu La Vương truyền thừa, chỗ ta có một vài người không dùng đến, có thể cung cấp cho Tiêu huynh sử dụng. Khẳng định không có ý tốt, Tiếu Thiên Dương bĩu môi, nhỏ giọng thì thầm. Tiêu Phàm mắt giận dữ chừng Tiếu Thiên Dương một cái, Tiếu Thiên Dương vội vàng ngậm miệng không nói. Tiêu Phàm xin lỗi, Cổ huynh thứ lỗi, Tiêu mỗ quản giáo không nghiêm. Không sao, Thiên Dương huynh cũng là người thẳng thắn. Thần sắc Cổ Nhược Trần vô cùng bình tĩnh, lập tức đổi ngữ điệu, huống chi, Cổ mỗ tới đây, quả thực có một chút việc nhỏ muốn thương lượng với Tiêu huynh. Cổ huynh mời nói, Tiêu Phàm cũng hết sức khách khí nói. Cổ Nhược Trần nhìn đám người sau lưng Tiêu Phàm một chút, Tiêu Phàm đã nói như vậy, khẳng định là tin tưởng những người này. Dừng một chút. Cổ Nhược Trần nhẹ gật đầu, cười nói, Tiêu huynh cảm thấy Vạn Bảo Các như thế nào? Vạn Bảo Các, thần bí mà cường đại, hiển nhiên bất phàm. Tiêu Phàm không biết Cổ Nhược Trần hỏi mình như vậy là có ý gì, nhưng hắn vẫn nói sự thật. Vạn Bảo Các có thể tung hoành thiên địa lao ngục, ngay cả Thương Sinh Thần Quốc và Tu La Sơn cũng không dám nhằm vào, làm sao có thể đơn giản. Không biết Tiêu huynh có hứng thú với việc Vạn Bảo Các liên thủ với Tu La Điện hay không? Cổ Nhược Trần khẽ mỉm cười, đồng tử của hắn lại nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sợ bỏ qua cái gì. Tiêu Phàm hơi ngạc nhiên nhìn Cổ Nhược Trần, hắn không ngờ rằng Cổ Nhược Trần lại có ý nghĩ như vậy. Nếu như Tu La Điện thật sự có thể liên thủ với Vạn Bảo Các, sự bảo đảm khi Tu La Điện đối mặt Huyết Ma Bộ Lạc và Chiến Thần Điện sẽ lớn hơn vài phần. Việc này đối với Tiêu Phàm mà nói, đúng là một việc vui, có điều hắn cũng biết, chuyện chắc chắn không phải đơn giản như vậy. Tình hình của Tu La Điện, Cổ huynh có biết không? Vẻ ngoài Tiêu Phàm vẫn duy trì bình tĩnh nói. Biết một chút, địch nhân của Tu La Điện không phải chỉ có Tiếu Thương Sinh. Cổ Nhược Trần nhẹ gật đầu, hắn cũng chỉ biết đến như vậy, nhiều hơn nữa hắn cũng không rõ ràng. Tính toán kỹ càng, địch nhân của Tu La Điện có tới 5 cường giả thiên thần, mà Tu La Điện ta một thiên thần cảnh đều không có. Sắc mặt Tiêu Phàm có chút nghiêm nghị. Lúc nói chuyện, đồng tử của hắn cũng nhìn Cổ Nhược Trần, hắn muốn biết suy nghĩ của Cổ Nhược Trần, đối mặt năm thiên thần cảnh, nếu như hắn vẫn không thẹn với lời nói, Tiêu Phàm đúng là có thể cân nhắc liên thủ với Vạn Bảo Các. Đồng thời hắn cũng biết, Cổ Nhược Trần muốn liên thủ với Tu La Điện, hiển nhiên cũng không hẳn là đến giúp đỡ mình, mà là có chuyện khác cần Tiêu Phàm làm. Chỉ là Cổ Nhược Trần không nói, Tiêu Phàm hiển nhiên cũng không rõ ràng. Cổ Nhược Trần nhíu mày, chìm vào trong suy tư, hồi lâu mới nói, ngươi nói thiên thần cảnh hẳn là tại Chiến Hồn Đại Lục, nếu là như vậy, Vạn Bảo Các có lẽ nước xa không cứu được lửa gần. Thật sự muốn liên thủ, ta đương nhiên sẽ để các ngươi có năng lực ra vào thế giới này. Tiêu Phàm vô cùng chắc chắn nói. Nói như vậy, Tiêu huynh đã đồng ý. Trên mặt Cổ Nhược Trần đột nhiên nở một nụ cười. Ngươi cũng không sợ, thì ta tất nhiên không có ý nghĩ cự tuyệt. Tiêu Phàm cũng tươi cười.
Trong lòng của hắn hết sức tò mò, Cổ Nhược Trần rốt cuộc mưu đồ cái gì trên người của hắn. Từ giờ trở đi, Tu La Điện cần bất cứ tài nguyên gì, đều có thể đạt được giá cả ưu đãi nhất từ Vạn Bảo Các, ta tin tưởng, chúng ta hợp tác rất vui vẻ. Cổ Nhược Trần cười sảng khoái nói. Hợp tác vui vẻ, Tiêu Phàm cũng cười cười. Hai người lại thương lượng công việc cụ thể một chút, lúc này Cổ Nhược Trần mới mang theo hai người kia rời đi. Công tử, Cổ Nhược Trần này cũng thật có lòng tốt đó, đây quả thực là ngủ gật liền đưa gối tới đầu. Tiếu Thiên Dương rốt cục nhịn không được hỏi. Những người khác cũng nhẹ gật đầu, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, nói, hắn cũng đã nhận được vật hắn muốn. Thứ gì, Kiếm La không chút nghĩ ngợi hỏi, những người khác cũng nghi hoặc không thôi. Từ đầu đến cuối, cuộc nói chuyện của Tiêu Phàm và Cổ Nhược Trần bọn họ đều nghe vào trong tai, căn bản cũng không biết Cổ Nhược Trần muốn đạt được cái gì từ trên người Tiêu Phàm. Về sau ngươi sẽ biết, Tiêu Phàm lắc đầu. Trong lòng của hắn lại bổ sung một câu, dã tâm của Cổ Nhược Trần cũng không nhỏ, để Vạn Bảo Các mọc lên như nấm, đưa bàn tay vươn ra chiến hồn đại lục, thậm chí tương lai, còn có thể liên thủ với Tu La Điện, để Vạn Bảo Các vươn ra thái cổ thần giới. Thấy Tiêu Phàm không nói, mấy người Kiếm La hơi có chút thất vọng. Kỳ thật đó cũng chỉ là một sự phỏng đoán của Tiêu Phàm, cụ thể Cổ Nhược Trần muốn lấy cái gì, hắn cũng không rõ ràng. Nhưng chắc chắn có quan hệ tới sự lớn mạnh của Vạn Bảo Các. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, còn có thời gian 3 ngày, mọi người tận dụng một chút. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, sau đó lại đưa tay vung lên, từng đạo lưu quang thoáng hiện, ở trước mặt mọi người, xuất hiện từng con áo nghĩa thần ngư to lớn. Áo nghĩa thần ngư, hơn nữa đều là cửu văn áo nghĩa thần ngư. Mấy người Kiếm La nhìn từng con áo nghĩa thần ngư, không khỏi thở ra một hơi lạnh. Bọn họ cũng câu được mấy con áo nghĩa thần ngư, nhưng đều là tam văn trở xuống. Thật không ngờ được, Tiêu Phàm tiện tay xuất ra đều là cửu văn áo nghĩa thần ngư, hơn nữa chí ít đều cho mỗi người 2 con. Nếu như bọn họ biết, thập văn áo nghĩa thần ngư trên người Tiêu Phàm đều có 10 mấy 20 con, đoán chừng bọn họ không chỉ kinh ngạc như vậy. Đi tu luyện đi, cố gắng để bản thân khôi phục đến trạng thái tốt nhất, sau 3 ngày có lẽ sẽ có một trận ác chiến. Thần sắc Tiêu Phàm có chút trầm xuống nói. Rõ, đám người gật gật đầu, cưỡng ép để cho bản thân bình tĩnh trở lại, cầm 2 con áo nghĩa thần ngư đi luyện hóa. Thời gian 3 ngày để bọn họ luyện hóa hoàn toàn 2-3 con áo nghĩa thần ngư kia là hoàn toàn không thể nào, nhưng để thực lực bọn họ có chỗ tiến bộ vẫn là có thể. Tiêu Phàm về đến phòng, cũng lấy ra mấy con áo nghĩa thần ngư bắt đầu luyện hóa, mấy con thần ngư này đều là hắn lựa chọn từ ngàn vạn con. Chúng đều ẩn chứa sinh mệnh áo nghĩa và tử vong áo nghĩa. Trận chiến trước đó với huyết linh minh côn, Tiêu Phàm đã chạm tới 10 thành sinh tử áo nghĩa, lờ mờ cảm thấy phương hướng đột phá. Hiện tại, hắn đúng lúc cần dùng mấy con áo nghĩa thần ngư ẩn chứa sinh tử áo nghĩa này để xác minh sở ngộ trong lòng. Bên trong thần cung, sinh tử luân hồi đồ không ngừng xoay tròn, mấy con áo nghĩa thần ngư kia bị một luồng sức mạnh kỳ lạ không ngừng ma diệt, tản ra 2 luồng khí tức kỳ lạ. Tiêu Phàm lặng lặng cảm ngộ 2 luồng khí tức kỳ lạ kia, lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa, thời gian 3 ngày cố nhiên không cách nào làm cho hắn đột phá chiến thần đỉnh phong, nhưng chạm tới cánh cửa chiến thần đỉnh phong vẫn là có thể làm được. Thời gian chậm chậm trôi qua, Tiêu Phàm lặng lặng cảm ngộ sự biến đổi sinh tử áo nghĩa, sinh tử nhị khí một đen một trắng lơ lửng quanh thân, 2 luồng sức mạnh va chạm nhau, nhưng lại dung hợp lẫn nhau, hết sức quỷ dị. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, va chạm càng ngày càng kịch liệt, thanh thế mạnh mẽ, toàn thân Tiêu Phàm đều đang rung động dữ dội. 10 thành sinh mệnh và tử vong áo nghĩa. Trên trán Tiêu Phàm, thẩm thấu ra một giọt mồ hôi, hắn rốt cục đã lĩnh ngộ được 10 thành sinh mệnh áo nghĩa và tử vong áo nghĩa. Chỉ là, hắn lại cao hứng không nổi, bởi vì 10 thành sinh mệnh áo nghĩa và 10 thành tử vong áo nghĩa căn bản là không có cách nào dung hợp, không biết phải gian nan gấp bao nhiêu lần so với dung hợp 9 thành. Chẳng biết tại sao, 10 thành sinh mệnh áo nghĩa và tử vong áo nghĩa đều đạt đến cực hạn, căn bản là không có cách dung hợp lại cùng nhau, Tiêu Phàm càng muốn dung hợp, 2 luồng sức mạnh này lại càng đi ngược lại. Nhưng Tiêu Phàm vẫn không từ bỏ, hắn dùng toàn lực dung hợp 2 loại áo nghĩa, hắn không biết 2 loại áo nghĩa dung hợp đến 10 thành về sau sẽ có uy lực lớn bao nhiêu. Nhưng tuyệt đối phải cường đại hơn rất nhiều so với một loại áo nghĩa lĩnh ngộ 10 thành, chí ít cũng là chênh lệch mấy lần. Hừ, thật lâu,
Tiêu Phàm rốt cục nhịn không được, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, Tiêu Phàm bị đẩy lui, ngã xuống đất. Sau lưng hắn, sinh tử nhị khí cũng hết sức cuồng loạn, hung mãnh vô cùng, trực tiếp phá vỡ thần cung, quét sạch cả phòng. Nguy hiểm thật, Tiêu Phàm thở sâu, dáng vẻ còn chưa hoàn hồn, vừa rồi một tích tắc kia, hắn xem chút đã làm vỡ nát kinh mạch toàn thân, thậm chí thần cung xém chút bị đáy bay. Cũng may thời điểm then chốt, hắn từ bỏ cưỡng ép xung hợp 10 thành sinh mệnh áo nghĩa và tử vong áo nghĩa, bằng không hậu quả khó mà lường được. Thiếu một chút xíu, Tiêu Phàm lau đi máu tươi trên khóe miệng, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, hắn vội vàng vận chuyển vô tận chiến điển, nhanh chóng chữa trị thương thế của mình. Đồng thời, trong đầu hắn nhanh chóng suy tư, hắn nghĩ không hiểu, vì cái gì mà 10 thành sinh tử áo nghĩa khó dung hợp như vậy. 10 thành, đại diện cho viên mãn, đại diện cho cực hạn, vật cực tất phản. Tiêu Phàm trong miệng lẩm bẩm, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng. Vật cực tất phản, Tiêu Phàm rất rõ ràng đạo lý này, khi sinh mệnh áo nghĩa và tử vong áo nghĩa đạt tới cực hạn về sau, rất có khả năng biến thành thứ tương phản. Sinh mệnh áo nghĩa ẩn chứa khí tức tử vong, mà tử vong áo nghĩa lại ẩn chứa sức mạnh sinh mệnh, không cẩn thận, hai luồng sức mạnh này sẽ mất đi cân bằng, làm bị thương bản thân. Tiêu Phàm bình tĩnh suy nghĩ một chút, lần này hắn không dám cưỡng ép xung hợp, mới vừa rồi không làm chấn vỡ kinh mạch của mình đã là quá may mắn. Nếu như rủi ro có gì ngoài ý muốn, Tiêu Phàm hối hận cũng không kịp. Tu luyện ngoại trừ thiên phú và cố gắng ra, đôi khi còn phải nghiên cứu cơ duyên, hắn cưỡng ép xung hợp, như vậy cũng giống như dùng sức nắm chặt một nắm cát, càng là dùng sức, nắm cát chảy đi càng nhanh. Hơn nữa, 10 thành sinh mệnh áo nghĩa và tử vong áo nghĩa, không dễ gì khống chế sự cân bằng giữa chúng, cân bằng này rất dễ bị phá vỡ, đến lúc đó tự khắc sẽ làm bị thương chính mình. Nghĩ đến đây, Tiêu Phàm cũng không còn sốt ruột nữa, dù sao bây giờ hắn đã lĩnh ngộ 10 thành sinh mệnh áo nghĩa và 10 thành tử vong áo nghĩa, cũng coi là đột phá đến chiến thần cảnh đỉnh phong. Nhưng Tiêu Phàm cảm giác sức mạnh của mình cũng không có tăng lên bao nhiêu, bởi vì hai loại áo nghĩa phân tán ra, uy lực kém xa khi dung hợp lại. Mà dị biến áo nghĩa, cũng không chỉ đơn giản là chèn lên nhau mà thôi. Rũ bỏ suy tư, Tiêu Phàm cảm ngộ lần nữa sự biến hóa của sinh mệnh áo nghĩa và tử vong áo nghĩa, đột nhiên cảm giác trước mắt một mảnh sáng tỏ, đối với hai loại áo nghĩa lĩnh ngộ được lại có cảm ngộ mới. Có lẽ, chỉ có trải nghiệm qua sinh tử chân chính, mới có được cảm nhận rõ ràng. Tiêu Phàm thầm nói. Sau một khắc, sinh cơ trong cơ thể Tiêu Phàm nhanh chóng xói mòn, cả người trở nên vô cùng già nua, sắc mặt trắng bệch, tóc cũng khô trắng dị thường. Có điều, Tiêu Phàm lại không mấy quan tâm, mà tiếp tục trải nghiệm sự huyền diệu của sinh tử áo nghĩa. Thời gian 3 ngày trôi qua cực nhanh, Tiêu Phàm khẽ thở phào, từ từ mở hai mắt ra, sắc mặt của hắn có chút trắng bệch, tựa như bị một trận bệnh nặng. Sinh tử áo nghĩa thật đúng là ảo diệu, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Tiêu Phàm âm thầm cảm thán nói, sau đó chậm rãi đứng dậy, bước chân có chút lảo đảo. Nếu như cẩn thận cảm nhận sẽ phát hiện, sinh cơ trong cơ thể Tiêu Phàm đã gần như cạn kiệt, nhìn qua tựa như một lão nhân gần đất xa trời. Két một tiếng, Tiêu Phàm đẩy cửa phòng đi ra ngoài, nhìn thấy Trọc Thiên Hồng bọn họ sớm đã chờ đợi ở ngoài cửa. Công tử, ngươi, Trọc Thiên Hồng bọn họ nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Phàm, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhất là khi bọn họ cảm nhận được huyết khí khô cạn trong cơ thể Tiêu Phàm, càng là lo lắng không thôi, hôm nay là ngày Tu La Sơn truyền thừa mở ra, bộ dạng này của Tiêu Phàm không ổn. Nếu như không phải khí tức hồn lực trên người Tiêu Phàm không thay đổi, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng người trước mắt chính là Tiêu Phàm. Công tử, hay là chúng ta không tham gia nữa? Tiếu Thiên Dương do dự một lát nói. Yên tâm, ta không sao. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu, không vui không buồn, giọng nói của hắn cũng có chút già nua và khàn khan. Đi thôi, chậm một chút nữa, chúng ta sẽ đến muộn. Lời vừa dứt, Tiêu Phàm đột nhiên đạp không mà lên, bay về phía Thiên Vân Các, muốn từ Tây Thành tiến vào Tu La Sơn, Thiên Vân Các là khu vực cần phải đi qua. Khi nhóm Tiêu Phàm xuất hiện tại Thiên Vân Các, Cổ Nhược Trần mang theo mười mấy người đi tới, khi hắn nhìn thấy trạng thái của Tiêu Phàm, sắc mặt cũng trở nên nhăn nhó. Tiêu huynh, ngươi, Cổ Nhược Trần lo lắng nói. Kia là Tiêu Phàm làm sao biến thành bộ dạng này,
ba ngày trước hắn không phải là hăng hái, khí huyết ngút trời hay sao? Theo ta thấy, chắc chắn là tu luyện xảy ra vấn đề, rất có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Ha ha, thật sự là báo ứng, dám giết người tu La Sơn ta không xử lý hắn, trời lại muốn xử lý hắn. Tu sĩ bốn phía xì xào bàn tán, nhất là tu sĩ tu La Sơn nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Phàm, trong lòng mừng thầm không thôi. Đây chính là người mà ngươi tìm cho ta. Tiêu Phàm cho Cổ Nhược Trần một cái ánh mắt yên tâm, sau đó nhìn về phía mười mấy người bên cạnh hắn nói. Tiêu Phàm thân là người kế thừa, có thể mang 20 người tham gia tranh đoạt tu La Vương truyền thừa, mấy người Chọc Thiên Hồng chỉ có 7 người, còn có thể mang thêm 13 người. Hắn có thể cảm nhận được huyết khí mênh mông trên cơ thể những người sau lưng Cổ Nhược Trần kia, đoán chừng yếu nhất cũng là tu vi cửu biến chiến thần. Không thể không nói, thành ý của Cổ Nhược Trần cũng không tệ lắm, không có đưa một vài kẻ yếu ra cho đủ số lượng. Cổ Nhược Trần nhẹ gật đầu, sau đó nhìn sang bên cạnh quát khẽ Cổ Ngạn, từ giờ trở đi, các ngươi chính là thuộc hạ của Tiêu Điện Chủ, tất cả các ngươi không còn liên quan gì đến ta, không còn có quan hệ gì với Vạn Bảo Các. Vâng, công tử, một nam tử cao giáo mang hắc bào cung kính thi lễ với Cổ Nhược Trần, sau đó có chút hiếu kỳ đánh giá Tiêu Phàm, sâu trong mắt có một tia không phục. Hắn không biết vì sao Cổ Nhược Trần đối với Tiêu Phàm khách khí như vậy, để bọn họ đi theo hộ tống Tiêu Phàm giờ đây xem chừng yếu hơn cả một ngọn gió, đừng nói đạt được Tu La Vương truyền thừa, còn chưa biết có đủ tư cách tham gia tranh đoạt truyền thừa hay không. Từ giờ trở đi, ta không còn là công tử của ngươi, Tiêu Điện Chủ mới là công tử của ngươi. Ngữ khí Cổ Nhược Trần vô cùng chắc chắn nói. Cổ huynh, kỳ thật không cần như thế, ta có 7 người này, đã đủ rồi. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói. Không phải Tiêu Phàm tự đại, với hắn mà nói, thiếu mười mấy người và nhiều hơn mười mấy người căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, đôi khi người ít một chút, làm việc lại dễ dàng hơn. Nếu như không phải Cổ Nhược Trần mãnh liệt yêu cầu, Tiêu Phàm căn bản sẽ không đáp ứng, những người này dù sao cũng là thuộc hạ của Cổ Nhược Trần, nếu để cho bọn họ xảy ra chuyện, Tiêu Phàm còn phải trình bày lại với Cổ Nhược Trần. Tiêu Điện Chủ xem thường chúng ta sao? Cổ Nhược Trần còn chưa mở miệng, Cổ Ngạn ra làm bộ mặt nghiêm nghị nói. Ngươi muốn nghe nói thật hay là nói dối? Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười, một dáng vẻ vô cùng bí ẩn. Nói thật thì làm sao, nói dối thì làm sao? Cổ Ngạn hơi nhíu mày. Nói thật chính là, các ngươi sẽ liên lụy đến ta, nói dối chính là, các ngươi có chút tác dụng. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, bọn người Cổ Ngạn tất cả đều xù lông, xém chút không nhịn được xông lên liều mạng với Tiêu Phàm. Lời nói của Tiêu Phàm, bất luận nói thật hay là nói dối, đều là nói bọn chúng không có gì cả. Đều muốn làm gì, Cổ Nhược Trần thấy thế, lập tức thét lên một tiếng, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm nói, Tiêu huynh, thật có lỗi, ta biết ngươi suy nghĩ cho sự an nguy của bọn chúng, có điều ta tin tưởng bọn chúng sẽ trợ giúp một chút cho ngươi. Công tử, thời gian sắp đến rồi, nếu người không đi sẽ không kịp. Tiếu Thiên Dương nhắc nhở Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhíu mày nhìn bọn người Cổ Ngạn, cuối cùng nhẹ gật đầu, lấy tay đưa ra, một luồng đại lực bỗng nhiên bao lấy đám người, nhằm phía huyết hồ bắn đi. Dưới luồng đại lực kia, trong lòng bọn người Cổ Ngạn giật mình, bọn chúng phát hiện mình vậy mà hoàn toàn không có bất kỳ sức phản kháng nào, thực lực của Tiêu Phàm trong lòng bọn họ bỗng chốc cao ngút trời. Khó trách Tiêu Phàm khinh thường. Nếu như Tiêu Phàm gặp nguy hiểm gì không thể giải quyết được, bọn chúng cũng chưa chắc có thể giải quyết. Tiêu Phàm bây giờ có thể băng qua huyết hồ, tốc độ hiển nhiên tăng lên rất nhiều, độ rộng của huyết hồ cũng tới 1.800 dặm, Tiêu Phàm bỏ ra không đến thời gian uống cạn nửa chén trà đã tới nơi, đây còn là do mang theo 20 người. Hắn có thể coi nhẹ áp chế của huyết hồ, nhưng những người khác thì không thể, đây cũng là nguyên nhân Tiêu Phàm đến hôm nay mới xuất phát. Mấy người lãnh đồng đoán chừng 2 ngày trước đã bắt đầu chạy tới Tu La Sơn. Mấy người vừa mới bước vào Tu La Sơn, tựa như bước vào một mảnh đại lục mới, một luồng khí tức vô cùng mênh mông trùng điệp lan đến. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn, nơi này, thậm chí ngay cả Tiêu Phàm giờ đây cũng không thể ngự không phi hành. Sức mạnh trận pháp ở nơi này so với bên trong huyết hồ lớn hơn không chỉ mấy lần. Trong lòng Tiêu Phàm cảm thán nói, Tu La Sơn mới là trung tâm trận pháp, có thể áp chế cả thiên thần cảnh, càng không cần phải nói đến chiến thần cảnh.
công tử, chỉ còn lại thời gian một nén nhang, chúng ta nhanh lên một chút. Tiếu Thiên Dương lại nói. Có vẻ như một số người không định để cho chúng ta leo núi. Tiêu Phàm đột nhiên híp híp hai mắt, sát khí ẩn hiện tỏa ra từ trên người hắn, thần sắc lạnh lùng nhìn về phía trước. Vù vù, Tiêu Phàm vừa dứt lời, lần lượt từng thân ảnh bỗng nhiên từ bên trong núi rừng xông ra, ngăn cản đường đi của đám người Tiêu Phàm, tất cả đều đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm lên đám người Tiêu Phàm. Các ngươi muốn làm gì? Giọng nói của Kiếm La thét lên, phẫn nộ nhìn thân ảnh người đối diện. Nhìn lướt qua, ở đây chỉ ít có 50, 60 người, hơn nữa huyết sát chi khí trên người mỗi một tên đều vô và nồng đậm, hiển nhiên đều là nhân vật bò ra trong núi thây biển xác. Làm gì, ngươi nói chúng ta sẽ làm gì? Một người trong đó cười lạnh nói, sau đó phất phất tay, 50, 60 người đồng thời xông ra, đánh tới phía đám người Tiêu Phàm. Người dám ngăn cản ta, giết không tha. Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, thần sắc băng lãnh đến cực điểm. Hắn rốt cuộc biết được Cổ Nhược Trần để hắn mang theo mười mấy người này tới là có dụng ý gì, nguyên do là hắn đã sớm dự liệu được dự định của một số người. Có lẽ những người này không giết chết được Tiêu Phàm, nhưng chỉ cần ngăn cản Tiêu Phàm thời gian một nén nhang là đủ rồi. Đến lúc đó Tu La Vương truyền thừa mở ra, coi như Tiêu Phàm đuổi tới, cũng không có khả năng tiếp tục tham dự, bởi vì hắn nhất định phải vào lúc chính ngọ đuổi tới quảng trường Tu La. Không thể không nói. Dụng tâm của những người ở Tu La Sơn này không phải hiểm ác bình thường, nhưng Tiêu Phàm hắn cũng không phải người dễ bị ức hiếp. Những người này đã chạy đến ngăn cản mình, đã sớm dự định cho mình chém giết. Huống chi, những người này xuất thủ cũng cực kỳ tàn nhẫn, căn bản không chỉ là muốn ngăn cản bước chân của Tiêu Phàm, nếu như có thể giết chết Tiêu Phàm, bọn họ tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự. Sinh tử hoàng tuyền lộ, Tiêu Phàm đưa tay chính là một kiếm. Một đường sinh tử tối tăm mờ mịt bỗng nhiên xuất hiện tại hư không, lực tử vong điên cuồng chém giết hư không, mấy người bị sinh tử hoàng tuyền lộ bao phủ, máu tươi tóe ra. Giết, mấy người Chọc Thiên Hồng và Kiếm La gầm thét, cũng không chút do dự nhào tới, mấy người đi theo Tiêu Phàm lâu như vậy, từ lâu không phải loại người nhát gan sợ phiền phức. Ngay cả Thanh Phong Lão Tổ và Xích Vân Lão Tổ cũng dám động thủ ở Tu La Sơn. Điều khiến Tiêu Phàm không ngờ chính là 13 người Cổ Nhược Trần cho hắn, thực lực vậy mà cũng hết sức cường hãn, chỉ ít cường đại hơn rất nhiều so với mấy chục người đối diện kia, điều này cũng làm giảm rất nhiều áp lực cho đám người Chọc Thiên Hồng. Tiêu Điện Chủ, các ngươi đi trước, những người này giao cho chúng ta tuyệt đối không làm ảnh hưởng tới ngươi. Cổ Ngạn đột nhiên quát to, trong giọng nói có một chút không phục, hiển nhiên còn đang khó chịu vì lời nói trước đó của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhìn Cổ Ngạn một chút. Trong mắt lóe lên một nét hài lòng, cuối cùng gật đầu, quát khẽ Chọc Thiên Hồng, Kiếm La, các ngươi đi theo ta. Dứt lời, thân hình Tiêu Phàm chớp động, kiếm khí tung hoành, mấy đạo thân ảnh bị hắn chém giết, trong nháy mắt hắn mở ra một con đường. Nếu có đầy đủ thời gian, Tiêu Phàm ngược lại cũng không sợ và bọn họ còn hết lòng chém giết một trận, nhưng những người này, chỉ là vì kéo dài thời gian mà thôi, Tiêu Phàm hiển nhiên không thể để cho bọn chúng đạt được. Một cái lắc mình, Tiêu Phàm đã xông vào cổ lâm rậm rạp, Chọc Thiên Hồng và Kiếm La vội vàng đuổi theo, chỉ có Cổ Ngạn bọn họ lưu lại hậu phương. Không được chạy, người Tu La Sơn quát lớn, muốn truy sát đi lên. Đối thủ của các ngươi là chúng ta. Thân thể Cổ Ngạn nhảy lên thật cao, giống như viên hầu, trường kiếm trong tay vung lên, một dải kiếm giận dữ chém ra. Những tu sĩ chuẩn bị đuổi theo, tất cả đều bị một kiếm kia đẩy lui, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy. Khẳng định sẽ kinh ngạc với thực lực của Cổ Ngạn, đoán chừng cũng có thể so sánh với người kế thừa Tu La Sơn. Giờ phút này, giữa sườn Tu La Sơn, có một mảnh quảng trường rộng lớn, trên quảng trường tập trung đầy tu sĩ, xung quanh quảng trường có không ít tu sĩ thỉnh thoảng quét mắt tứ phương, tựa như đang chờ đợi người nào đó đến. Tại trung tâm quảng trường, đứng đấy trên 100 người, tổng cộng chia làm 5 đội, cầm đầu mấy người, đều là người kế thừa Tu La Sơn. Vốn dĩ tất cả có 8 người kế thừa Tu La Sơn, nhưng mấy ngày nay, đã chết 3 người, vẻn vẹn chỉ còn lại 5 người. Tận cùng phía trước 5 chi đội đứng đó 4 đạo thân ảnh, 4 người không phải ai khác, chính là 4 đại trưởng lão Tu La Sơn, thần sắc 4 người không giống nhau. Thời gian sắp đến rồi, Tiêu Phàm kia làm sao còn chưa tới đến. Lão giả áo bào đen nhị trưởng lão âm dương quái khí cười nói,
đồng tử không khỏi quét về tam trưởng lão một chút. Sắc mặt tam trưởng lão có chút không dễ chịu, có điều vẫn trả lời, ta tin tưởng hắn sẽ xuất hiện. Vậy cũng chưa hẳn, ngữ khí tứ trưởng lão lạnh như băng nói, hắn hiện tại ước gì Tiêu Phàm chết. Tiêu Phàm giết Tả Lân và Tả Vân Mạc, hai người kế thừa dưới tay hắn đều đã chết, tranh đoạt Tu La Vương truyền thừa lần này, đã không có liên quan gì với hắn. Lần này Tu La Điện chủ quá mức tự tin, nếu như chuẩn bị tới đây sớm một chút, có lẽ đã có thể đã tới kịp. Một lão giả áo bào xám, chính là nhị trưởng lão khác thở dài nói. Trong giọng nói của hắn đều là tiếc nuối, nhưng trên mặt lại lộ ra một tia đắc ý, tựa như đã chắc chắn Tiêu Phàm không thể tới kịp. Coi như tới kịp thì đã sao? Sơn chủ chưa chắc sẽ thừa nhận thân phận của hắn, hơn nữa coi như sơn chủ thừa nhận, còn phải được bốn đại trưởng lão chúng ta thừa nhận. Tứ trưởng lão khịt mũi coi thường. Bất luận như thế nào, hắn cũng sẽ không để Tiêu Phàm tham gia tranh đoạt Tu La Vương truyền thừa. Nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, các ngươi chút tâm địa nhỏ nhoi kia, nhưng chưa hẳn có thể làm gì được hắn. Tam trưởng lão híp híp hai mắt nói, hiển nhiên, hắn đã sớm biết chuyện bọn chúng phái người ngăn giết Tiêu Phàm. Tam trưởng lão, ngươi trong nhiều năm như vậy một mực duy trì Tu La Điện nhất mạch, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn hai tay nhường truyền thừa của tộc vương chúng ta cho người khác? Giờ đã nói toạc ra rồi, tứ trưởng lão cũng không câu nệ gì nữa. Không sai, nếu như nói ngươi không có bất kỳ ý đồ gì với Tu La Điện, ngay cả ta đều không tin. Nhị trưởng lão cũng híp hai mắt nhìn tam trưởng lão. Tu La Điện nhất mạch, vốn dĩ được tộc vương giả chúng ta thừa nhận, hắn tất nhiên có tư cách tham dự tranh đoạt. Tam trưởng lão lắc đầu, sau đó lặng xuống. Trên thực tế, hắn vì sao chiếu cố với Tu La Điện như vậy, chỉ có chính hắn mới biết nguyên nhân. Hắn không muốn nói thêm cái gì với mấy vị trưởng lão, sợ bại lộ bí mật của mình, sau đó ánh mắt của hắn bất giác liếc qua Tả Giang Lê. Có điều lần này, chỉ sợ hắn làm ngươi thất vọng thôi. Tứ trưởng lão không mặn không nhạt đáp lại, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi, dọc theo con đường này bản trưởng lão đã bố trí rất nhiều cửa ải khó khăn, cho dù giết không chết hắn. Nhưng hắn muốn vượt qua trong thời gian còn lại, đó là điều không thể. Lời vừa dứt, đột nhiên một tiếng nổ vang từ nơi xa truyền đến, trong nháy mắt thu hút ánh mắt của mọi người, rất nhiều người rầm rầm chạy tới mép quảng trường. Mép quảng trường, là một vách núi cao lớn ngút ngàn, đứng ở trên vách núi, có thể nhìn thấy chân Tu La Sơn. Nơi này, cũng là con đường duy nhất có thể lên Tu La Sơn, những chỗ khác xung quanh Tu La Sơn, đều là vách núi treo leo. Nếu không thể bay được, thì dù là chiến thần đỉnh phong, cũng không có khả năng lên núi. Có vẻ như hắn đến rồi, tam trưởng lão híp híp hai mắt nói. Đến thì đã sao, nghe âm thanh này, hẳn là còn đang ở chân núi, hiện tại chỉ còn lại không tới thời gian một nén nhang, hắn không thể kịp. Thần sắc tứ trưởng lão chắc chắn nói. Giờ phút này, một chỗ trong cổ lâm dưới chân núi, Tiêu Phàm một kiếm chém giết mấy người, nhìn thi thể dưới chân. Thần sắc có chút trầm xuống, sau đó nhanh chóng vượt lên trên núi. Công tử, bọn chúng vì ngăn cản người lên núi, đoán chừng sẽ dùng mọi thủ đoạn, thời gian một nén nhang sợ là. Trọc Thiên Hồng lo lắng nói. Thời gian một nén nhang còn chưa đủ à? Thần sắc Tiêu Phàm lại lạnh nhạt, sát khí càng phát ra kinh người, trong lòng lạnh giọng nói, dùng một đám chiến thần cảnh đỉnh phong đến mài kiếm, thật đúng là xa xỉ. Đám người có chút kinh ngạc. Thời gian một nén nhang muốn giết lên giữa sườn núi, bọn họ có thể không làm được, có điều Tiêu Phàm đã tự tin như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể cùng Tiêu Phàm đại sát một trận. Đột nhiên, Tiêu Phàm ngừng lại, đằng trước là một khu rừng mờ mịt, bên trong tràn ngập sương mù màu trắng, lạnh lẽo vô cùng, tựa như từng đầu rắn độc lượn lờ trong đó. Khí độc, Thanh Phong lão tổ híp híp hai mắt, trầm giọng nói. Khí độc, sắc mặt mấy người Trạc Thiên Hồng đồng thời biến đổi. Trong lòng thầm mắng không ngừng. Tu La Sơn thật đúng là không biết xấu hổ, lại đi dùng độc để ngăn cản bọn hắn tiến lên. Nếu như là tu sĩ đến ngăn cản, bọn họ cũng không sợ hãi. Nhưng khí độc thì lại khó lòng phòng bị. Tất cả theo sát, ánh mắt Tiêu Phàm lạnh lẽo, nhanh như chớp chạy vào khu rừng phủ sương trước mặt. Ngay giây phút hắn tiến vào rừng sương mù, một đường kiếm ảnh đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, một con đường tối tăm. Mờ mịt xuất hiện giữa không trung, những nơi nó đi qua, chư thần đều phải tránh ra. Sinh tử hoàng tuyền lộ,
Đám người ngạc nhiên nhìn Tiêu Phàm, bọn hắn không ngờ chiêu sinh tử hoàng tuyền lộ của Tiêu Phàm có thể dùng như thế. Tiêu Phàm bước vào trong sinh tử hoàng tuyền lộ, lúc này, khí độc từ bốn phía tràn vào điên cuồng nhưng lại bị sinh tử áo nghĩa xua tan, không để lại gì. Đám người Trạc Thiên Hồng thấy thế vội vàng bước vào trong sinh tử hoàng tuyền lộ. Khí độc kia hoàn toàn không lại gần bọn hắn được, càng không phải nói đến độc hại bọn hắn. Chỉ trong mấy nhịp thở, đám người bỗng nhiên xuyên qua rừng xương độc, xuất hiện trên một đồng cỏ tương đối rộng lớn. Phút phút, nhóm Tiêu Phàm vừa xuất hiện đã bị từng đường kiếm ảnh bao vây, không trung bắt đầu trở nên cuồng bạo. Đối diện, có mười mấy người đang nhìn đám Tiêu Phàm mà cười lạnh. Xâm La Vạn Tượng, Bách Hoa Sát, từng tiếng quát vang lên. Trong chớp mắt, từng đường kiếm mang theo kiếm khí cuồng bạo như biển truyền ra. Có bốn người đang cười đột nhiên hay đổi sắc mặt. Bốn người chỉ cảm thấy thân thể lạnh ngắt, đột nhiên, ở mi tâm xuất hiện vết nứt, máu tươi theo đó chảy ra. Hiển nhiên là đã chết. Bên cạnh bốn thi thể, một bóng người mặc áo bào đen đứng đó, lạnh lùng nhìn những người còn lại. Kiếm Hồng Trần. Không ngờ chúng ta nhanh như vậy đã gặp lại. Một người đứng đối diện nhìn Tiêu Phàm cười một cách gian tà. Hắc Mộc Lão Tổ, Tiêu Phàm híp mắt, chớp mắt đã nhận ra người đang nói chuyện là ai. Đứng bên cạnh Hắc Mộc Lão Tổ còn có một người mặc áo bào đen, chính là Ô Bằng Lão Tổ. Lần trước để Hắc Mộc Lão Tổ và Ô Bằng Lão Tổ chạy trốn. Không ngờ hai người họ lại xuất hiện ở đây. Không cần nghĩ cũng biết, bọn hắn nhất định đã gia nhập Tu La Sơn. Kiếm Hồng Trần, xin lỗi. Hắc Mộc Lão Tổ lạnh lùng lắc đầu nói. Sau đó nhẹ nhàng phất tay, những người còn lại liền điên cuồng đánh về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, nơi này giao cho ta với Xích Vân Lão Tổ, xem như chuyện thứ ba ta thay ngươi làm. Lúc này, đám người Thanh Phong Lão Tổ từ sau tiến lên, Thanh Phong Lão Tổ dẫn đầu cản trước mặt Tiêu Phàm. Xích Vân Lão Tổ khẽ gật đầu với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chau mày, theo hắn thấy. Thanh Phong Lão Tổ với Xích Vân Lão Tổ cũng không phải đối thủ của đám người này. Dù sao, hai người Hắc Mộc Lão Tổ với Ô Bằng Lão Tổ đã đủ để cuốn lấy Thanh Phong Lão Tổ và Xích Vân Lão Tổ rồi. Nếu có thêm những người kia vây giết hai người vậy thì họ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, Sở Khinh Cuồng đột nhiên tiến lên nói, Tiêu Huynh, ta cũng ở lại giúp hai vị tiền bối, sau đó sẽ mau chóng đuổi theo các ngươi. Cẩn thận, lúc này Tiêu Phàm mới nhẹ gật đầu. Sau đó vòng qua đám người Sở Khinh Cuồng tiếp tục đi lên Tu La Sơn. Bây giờ đã không còn nhiều thời gian, hắn không thể để những người này cản trở. Dù là thời gian một nhịp thở cũng không thể lãng phí. Bốn người Trọc Thiên Hồng, Chiến La, Kiếm La, Tiếu Thiên Dương theo sát phía sau Tiêu Phàm. Bốn người cảm nhận được âm thanh kịch liệt ở phía sau, không khỏi quay đầu lại nhìn mấy lần, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Bây giờ mới cách sườn núi chưa đến 1/3 quãng đường mà đã nguy hiểm như thế. Không cần nghĩ cũng biết, bên trên chắc chắn còn có cửa ải càng nguy hiểm, càng khó khăn hơn đang đợi bọn họ. Tiêu Phàm giết Tả Lân với Tả Vân Mặc, tứ trưởng lão chắc chắn sẽ không dễ dàng để hắn tham gia tranh đoạt truyền thừa của Tu La Vương. Mặt khác, Lãnh Đồng cùng Lãnh Lưu Cảnh cũng căm hận Tiêu Phàm, chắc chắn cũng sẽ gây thêm khó khăn cho hắn. Có điều... Vẻ mặt Tiêu Phàm vẫn vô cùng lạnh nhạt. Nếu đã bắt đầu, hắn tất nhiên sẽ chơi với bọn hắn đến cùng. Tứ trưởng lão không muốn hắn vượt qua cửa ải này, Tiêu Phàm lại càng không để cho hắn được như ý. Sau nửa ngày, một cánh rừng đá xuất hiện trước mặt bọn hắn. Thoạt nhìn, rừng đá cũng bình thường, không có gì khác lạ. Nhưng đám Tiêu Phàm đều cảm nhận được sự nguy hiểm khôn lường. Đây là trận pháp, ánh mắt Trọc Thiên Hồng vô cùng kỳ diệu. Liếc mắt một cái đã nhận ra điểm bất thường của rừng đá này. Lập tức khinh thường nói, dám bố trí trận pháp trước mặt bản công tử. Đúng là múa rìu qua mắt thợ. Tiêu Phàm khẽ cười, nhìn Trọc Thiên Hồng một chút, đã lúc này rồi người này còn không quên tâng bốc bản thân mình. Có điều, Trọc Thiên Hồng cũng không nói sai. Tiêu Phàm cũng không quan tâm đến trận pháp rừng đá trước mắt này. Đây chỉ là mê trận mà thôi. Nếu người bình thường đi vào mê trận rừng đá, thường rất khó vượt qua. Nhưng Tiêu Phàm là hồn điêu sư cấp thủy tổ, năng lực về phương diện trận pháp không phải người bình thường có thể sánh bằng. Chỉ vẻn vẹn mấy nhịp thở, Tiêu Phàm đã nhìn ra chỗ ảo diệu của rừng đá này. Đi theo bước chân của ta, hắn gần như không chút do dự bay thẳng vào rừng đá, bước chân ảo diệu,
nhanh chóng xuyên thẳng qua rừng đá. Bước chân của hắn biến đổi rất nhanh, người bình thường thật khó mà bắt kịp. Nhưng đám người Chọc Thiên Hồng đều là cường giả chiến thần cảnh đỉnh phong, tất nhiên sẽ bắt kịp bước chân của Tiêu Phàm. Không đến 20 nhịp thở, đám người Tiêu Phàm đã xuyên qua rừng đá. Sau đó ngẩng đầu nhìn về chân trời, mặt trời đã sắp lên đến chính giữa đỉnh đầu. Thời gian không đến một chén trà, Tiêu Phàm híp mắt, xuyên qua rừng âm u, hắn có thể nhìn thấy vách núi kia. Nếu trực tiếp đi qua, hoàn toàn không cần đến thời gian một chén trà, thời gian nửa chén trà là đủ. Nhưng không thể đi lên vách núi kia được, Tiêu Phàm nhất định phải đi đường vòng. Mà trên đoạn đường này, chắc chắn còn có người ngăn cản bọn hắn. Quả nhiên, mấy người vừa đi được ít phút đã có khoảng mười mấy người ngăn cản bọn hắn. Những người này mạnh hơn những người lúc nãy không ít. Tiếu Thiên Dương, người với ta ở lại. Kiếm La quát khẽ công tử, các ngươi đi trước đi. Nếu không, để ta đi cùng công tử. Tiếu Thiên Dương nhún vai, dường như không muốn ở lại. Đồ hèn nhát, Kiếm La nhìn Tiếu Thiên Dương đầy khinh thường, khiêu khích nói. Ngươi nói ta là kẻ hèn nhát, Tiếu Thiên Dương phẫn nộ nhìn Kiếm La. Sau đó, nhìn hơn 10 người đối diện, sát khí nặng nề tràn ra, nói, nếu không, chúng ta đánh cược một ván. Ai giết ít người hơn, người đó là đồ hèn nhát. Ta cũng đang nghĩ thế. Kiếm La cười đắc ý, sau đó không chút do dự mà xông lên. Tiếp tục đi, Tiêu Phàm híp mắt, hắn cực kỳ tin tưởng thực lực của Kiếm La và Tiếu Thiên Dương. Nhìn quảng trường bên sườn núi ngày càng gần, trong lòng Tiêu Phàm cũng ngày càng lạnh. Hắn biết, dù hắn có thành công đi vào quảng trường trong thời gian quy định, chuyện này tuyệt đối không thuận lợi như vậy. Bây giờ mới chỉ là bước đầu làm khó hắn mà thôi. Nếu như ngay cả chút áp lực này cũng không chịu được, Tu La Sơn sẽ không thừa nhận hắn là người kế thừa. Thành thật mà nói, Tiêu Phàm cũng không quan tâm đến những trưởng lão và người kế thừa của Tu La Sơn kia. Nhưng Tiêu Phàm không thể không đối đãi thận trọng với Tu La Sơn chủ. Đây tuyệt đối là một nhân vật khó đối phó. Tiếu Thương Sinh đã mạnh như thế, càng không cần nói đến cường giả Tu La vương tộc của Thái Cổ Thần giới phái đến canh giữ Tu La Sơn. Cho dù không phải thiên thần cường giả, có lẽ thực lực cũng sẽ không kém hơn thiên thần tiền kỳ thông thường. Tiêu Phàm tập trung ý chí, tiếp tục mang theo Chọc Thiên Hồng và Kiếm La giết lên. Ba người đều có thực lực phi phàm, vượt mọi chông gai, từng bước tiến gần hơn đến quảng trường giữa sườn núi. Bọn hắn biết, phía trước còn những thứ nguy hiểm hơn đang đợi mình. Trong quảng trường ở giữa lưng chừng Tu La Sơn, đoàn người đứng bên vách núi quan sát tình hình bên dưới. Vẻ mặt mỗi người một khác, rất nhiều người không nhịn được mà thảo luận. Nhanh vậy đã vượt qua một nửa chặng đường. Ngươi nói xem, hắn có thể lên đến đây trong thời gian uống nửa chén trà cuối cùng không? Quá khó khăn, hắn mới đi được 3/4 chặng đường thôi. Còn 1/4 chặng đường, cũng chỉ còn lại 1/4 thời gian. Đừng quên, hắn có thể đi qua đoạn đường trước đó là nhờ có những người hắn mang theo chặn những người kia lại giúp hắn. Cũng đúng. Trên 1/4 chặng đường còn lại này, người ngăn giết hắn chỉ có mạnh hơn, một mình hắn muốn lên tới đây trong thời gian nửa chén trà thật sự là quá khó khăn. Đáng tiếc, nếu như hắn không ngông cuồng như vậy, các vị trưởng lão cũng sẽ không làm khó như thế. Đám người thầm thở dài đáng tiếc cho Tiêu Phàm. Trong mắt phần lớn những người ở đây, Tiêu Phàm chắc chắn không thể lên tới nơi trong thời gian quy định. Mà hậu quả của việc không lên đến nơi chính là tự động từ bỏ quyền tranh đoạt Tu La Vương truyền thừa. Đây cũng là nguyên nhân đám người tứ trưởng lão nghĩ trăm phương ngàn kế ngăn cản Tiêu Phàm đi vào quảng trường. Chỉ là bọn họ cũng không ngờ được Tiêu Phàm mạnh mẽ như thế, trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã vượt qua 3/4 chặng đường. Nếu như đám người Tiêu Phàm đến Tu La Sơn sớm hơn nửa canh giờ, không phải chắc chắn sẽ lên được đến này đúng thời hạn sao? Có điều đáng tiếc là gần sát giờ Tiêu Phàm mới đến Tu La Sơn. Nếu không, hắn cũng sẽ không rơi vào thế bị động như vậy. Tiêu Phàm cũng không ngờ người của Tu La Sơn lại vô liêm sỉ như thế. Hắn vốn dĩ cho rằng những trưởng lão này không thừa nhận thân phận của mình thì thôi, không ngờ lại còn phái người cản trở mình. Giờ phút này, trong lòng Tiêu Phàm thực sự phẫn nộ. Chỉ cần là kẻ cản đường hắn, hắn sẽ không buông tha cho bất cứ ai. Tốc độ của hắn rất nhanh, giống như một con khỉ xuyên thẳng qua khu rừng. Không thể không thừa nhận, Tu La Sơn thật sự rộng lớn đến bất thường,
còn hùng vĩ hơn cả thiên thần phong của chiến hồn đại lục. Cho dù không thể phi hành nhưng Tiêu Phàm tiêu tốn thời gian gần một nén nhang cũng không thể lên đến giữa sườn núi. Phải biết, bây giờ, hắn là cường giả cửu biến chiến thần. Cũng như vậy, thực lực của Chọc Thiên Hồng và Chiến La cũng không yếu, dù ba người đã hợp sức lại nhưng vẫn bị người của tứ trưởng lão cản trở. Kết trận, đột nhiên, từ phía trước truyền đến một tiếng nổ mạnh. Ngay sau đó, Tiêu Phàm cảm nhận được mấy bóng người xuất hiện ở khắp bốn phía rừng núi, vung tay tạo ra những thủ ấn. Trong chớp mắt, cả khu rừng tràn ngập ánh sáng, từng đường vân rườm rà hiện lên giữa không trung, kết thành một cái lưới lớn, chậm rãi bay về phía Tiêu Phàm. Thật hiển nhiên, những người này đã đợi ở đây từ sớm, chỉ cần Tiêu Phàm xuất hiện sẽ bố trí trận pháp bao vây Tiêu Phàm. Nếu như có thể giết chết hắn là tốt nhất, còn nếu không giết chết được, cũng có thể ngăn cản hắn. Vẻ mặt Tiêu Phàm hờ hững, vung tay chém một nhát kiếm. Kiếm khí như xé rách hư không, chớp mắt đã chạm tới luồng ánh sáng trải rộng bầu trời. Nhưng ngoài dự kiến của Tiêu Phàm chính là luồng ánh sáng kia đột nhiên tỏa ra càng thêm chói mắt, cản kiếm khí của Tiêu Phàm lại. Một tiếng nổ vang lên, kiếm khí đánh xuyên qua luồng ánh sáng. Tuy nhiên, chỉ trong chớp mắt, luồng ánh sáng kia đã khôi phục như ban đầu. Nếu như Tiêu Phàm đủ nhanh, một mình hắn có thể dễ dàng xuyên qua lực cản của luồng ánh sáng này. Nhưng Chọc Thiên Hồng và Chiến La phía sau hắn chưa chắc đã làm được như vậy. Dù sao, Tiêu Phàm có thể phá vỡ luồng ánh sáng này là vì hắn hiểu rõ trận pháp. Mà việc này Chọc Thiên Hồng lại không làm được. Mà Tiêu Phàm cũng không còn nhiều thời gian để lãng phí ở đây, bằng không, giết những người này cũng rất dễ dàng. Không cần nghĩ cũng biết, đám người tứ trưởng lão cố ý sắp xếp chướng ngại này chính là để ngăn cản Tiêu Phàm. Ít nhất cũng có thể ngăn cản người của Tiêu Phàm, chỉ để một mình hắn có thể lên núi. Những kẻ đang bao vây đám người Tiêu Phàm nhìn thấy trận pháp vẫn hoàn hảo như ban đầu, trên mặt cũng hiện ra vẻ đắc ý. Nếu như có thể ngăn cản bước chân của Tiêu Phàm, cũng xem như bọn họ đã lập được công lớn. Công tử, người đi lên trước đi, để ta làm thịt bọn hắn. Chọc Thiên Hồng vô cùng ngang ngược nói, sát khí đáng sợ điên cuồng tràn ra từ trên người hắn. Cùng lúc đó, hắn tiện tay hất lên, từng xúc tu lao về phía đám người đang bày trận chém giết. Vài tiếng phụt phụt vang lên, từ trên thân thể đám người đang bày trận kia không ngừng trào ra máu tươi, tất cả đều bị xúc tu hấp thụ hết. Mặc dù trận pháp kia có thể bao vây người nhưng lại không giam giữ được năng lực quỷ dị kia của Chọc Thiên Hồng. Vẻ mặt đám người bên ngoài đầy đau đớn nhưng vẫn liều chết cố chống đỡ. Cẩn thận một chút, Tiêu Phàm nhìn hai người, khẽ gật đầu. Sau đó, hắn lại chém một nhát kiếm. Lần này, thân thể Tiêu Phàm nhanh chóng đi theo vào. Ngay giây phút kiếm khí xé rách luồng ánh sáng kia, thân thể Tiêu Phàm giống như con cá, thoáng cử động đã biến mất khỏi bên trong luồng ánh sáng, không thấy bóng dáng đâu. Chọc Thiên Hồng có năng lực quỷ dị kia. Tiêu Phàm cũng không lo lắng hai người bị đám người này bao vây. Hai bên giằng co, cuối cùng, kẻ phải chết chính là người bên Tu La Sơn. Đám người bày trận kia chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Phàm bỏ đi. Lúc này, Tiêu Phàm chạy như bay, thân hình chỉ để lại cái bóng mờ, nhanh đến khó mà tin nổi. Cùng lúc đó, linh hồn lực của hắn cũng tản ra xung quanh, mọi thứ trong phạm vi vài dặm xung quanh đều được ghi lại trong bộ não của hắn. Nếu không phải trận pháp của Tu La Sơn kiềm chế hắn, trong phạm vi trăm dặm, không có gì có thể thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn. Sau một lát, lại có một vài người lần lượt xuất hiện trong đầu Tiêu Phàm. Từ trên thân những người đó đều tản ra sát khí đẫm máu, điên cuồng. Tiêu Phàm biết, mấy người này mới là những kẻ khó chơi thật sự, bởi vì bọn hắn đều là cường giả chân chính của Tu La Sơn, người bọn hắn giết đếm mãi không hết. Nếu như linh hồn lực của Tiêu Phàm không hùng mạnh đến khác thường như thế, có lẽ sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của những người này. Tiêu Phàm híp mắt, mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện thêm vài hòn đá. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện có từng đường cắt sắc bén đang cắt những hòn đá đó. Chỉ trong vài nhịp thở, Tiêu Phàm ném những hòn đá trong tay ra ngoài. Giữa không trung, đột nhiên những hòn đá nhỏ kia phát ra một luồng khí tức vô cùng hùng mạnh. Điều càng kỳ dị hơn chính là từng hòn đá nhỏ biến thành từng bóng người, mà những người này đều có cùng một khuôn mặt giống Tiêu Phàm như đúc, thậm chí ngay cả dao động của thần lực cũng không có gì khác biệt. Giải đậu thành binh,
Đây chính là năng lực của hồn điêu sư cấp thủy tổ. Đạt tới trình độ bây giờ, Tiêu Phàm chỉ cần tiện tay khắc hồn điêu cũng có thể đạt tới cấp độ của chiến thần cảnh, thậm chí, trong đó không thiếu hồn điêu chiến thần cảnh trung kỳ. Thực ra, những hồn điêu này cũng tiêu hao rất nhiều thần lực của Tiêu Phàm. Nếu như không phải muốn tiết kiệm thời gian, Tiêu Phàm cũng sẽ không lãng phí như thế. Mà đây cũng mới chỉ là khởi đầu, Tiêu Phàm liên tiếp ném mấy hòn đá nhỏ ra vài lần nữa, số lượng hồn điêu đều lên đến mấy trăm cái. Thời gian còn lại không nhiều, Tiêu Phàm không thể không liều mạng, việc này còn gian nan hơn là hắn tự đánh một trận thật lớn rất nhiều. Dù sao, bây giờ chính là đang thi chạy với thời gian. Vừa nghĩ, mấy trăm hồn điêu đã tản ra khắp bốn phía. Từ trên thân thể mỗi người đều tỏa ra hơi thở vô cùng đáng sợ, cả khu rừng đều hoàn toàn điên cuồng. Từng tiếng gào thét vang lên khắp khu rừng cổ trong Tu La Sơn, một vài hồn thú cảm nhận được tình hình ở đây cũng bị dọa phát sợ. Ngay giây phút này, tại quảng trường bên vách núi, đoàn người tứ trưởng lão nhìn toàn cảnh dưới núi, lại nhìn cây hương sắp đốt hết ở một góc xa xa, trên mặt không khỏi lộ vẻ đắc ý. Thời gian sắp hết rồi, nhị trưởng lão thản nhiên nói, trên mặt cũng mỉm cười. Tam trưởng lão híp mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới. Hắn biết tại chỗ gần nhất còn có một cửa ải của đám người tam trưởng lão. Nếu Tiêu Phàm đi tới đó, nhất định ở đó sẽ truyền ra tiếng đánh nhau. Mà bây giờ, mọi nơi vẫn vô cùng bình tĩnh, hiển nhiên là Tiêu Phàm còn chưa đến chỗ đó. Có lẽ chỉ có thể để lần sau lại tìm hắn. Tam trưởng lão thầm nghĩ trong lòng. Ta đã nói, hắn chắc chắn không lên tới đây được, chỉ còn thời gian bằng một phần mới nén nhang. Tử trưởng lão càng không chút kiêng kỵ mà cười. Đột nhiên, một tiếng nổ vang trời truyền đến, ngay sau đó, một luồng năng lượng vô cùng hùng mạnh truyền đến từ phía dưới, trong chớp mắt đó, nụ cười của tứ trưởng lão cứng đơ lại. Xảy ra chuyện gì? Đám người trong quảng trường bên vách núi Tu La Sơn bị khí thế vô cùng đáng sợ kia hấp dẫn, cảm giác da đầu đều sắp nổ tung. Rất nhiều người chỉ cảm thấy run rẩy từ trong lòng, cứ có cảm giác rợn tóc gáy. Ngay giây phút vừa rồi, từ dưới Tu La Sơn, đột nhiên phát ra một hơi thở đáng sợ, sát khí ngập trời. Tại sao ta lại có cảm giác có một đội quân lớn đang giết lên đây? Có người hoảng sợ nói. Có tu sĩ tinh mắt nhìn thấy. Trong khu rừng kia, thậm chí có từng bóng người đang nhanh chóng xuyên qua khu rừng, lao về phía Tu La Sơn. Bởi vì tốc độ quá nhanh mà chỉ thấy từng cái bóng mờ. Không thể nào, người của ta đến báo, tất cả những người đi theo hắn đều ở lại phía sau, bên cạnh hắn không thể còn có người. Sắc mặt tứ trưởng lão trầm xuống, trên mặt hiện lên vẻ khó tin. Người của tứ trưởng lão âm thầm chú ý đến Tiêu Phàm mọi lúc mọi nơi. Những người bên cạnh Tiêu Phàm đều bị giữ chân ở phía sau, hẳn là không còn ai đi theo hắn mới đúng. Vậy mà bây giờ, trong rừng rậm lại đột nhiên xuất hiện nhiều tu sĩ như vậy, sao hắn có thể không kinh ngạc cho được? Hừ, dù ngươi lại có thêm nhiều người hơn thì thế nào, thời gian chỉ còn lại chưa đến một phần mười nén nhang. Tứ trưởng lão cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại, trong lòng hừ lạnh một tiếng, xem như tự an ủi bản thân. Tuy vậy, trong lòng hắn cũng không chắc chắn, Tiêu Phàm có thể nhanh chóng vượt qua hàng phòng tuyến cuối cùng hắn bố trí như vậy, lỡ như kịp thời chạy đến đây thì sao? Hình như không phải người. Lúc này, đại trưởng lão đột nhiên nhíu mày, híp mắt nhìn chằm chằm dưới núi. Hồn điêu, là hồn điêu, nhị trưởng lão bỗng cả kinh kêu lên. Hồn điêu, những người khác cũng kinh ngạc, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Ở Tu La Điện của Chiến Hồn Đại Lục hình như không có ai là hồn điêu sư mà. Sao trên người Tu La Điện chủ thế hệ này lại có nhiều hồn điêu như vậy được? Hơn nữa, sau khi cảm nhận được hơi thở hung mạnh mà những hồn điêu kia phát ra, tất cả mọi người đều không thể bình tĩnh. Bởi vì những hồn điêu kia đều có thực lực chiến thần cảnh. Nhiều hồn điêu như vậy, dù là ở thiên địa lao ngục cũng là một thế lực không nhỏ. Ở Chiến Hồn Đại Lục, nếu như có một đội quân hồn điêu như vậy, chẳng phải có thể quét ngang thiên hạ sao? Rất nhiều người dù bản thân sống tại thiên địa lao ngục nhưng vẫn sẽ biết một chút bí mật của Chiến Hồn Đại Lục. Bởi vì cứ 7 năm một lần, tu sĩ Tu La Điện của Chiến Hồn Đại Lục sẽ được đưa tới thiên địa lao ngục. Tứ trưởng lão, người của ngươi đều không đến đây, không lẽ đều đi vây bắt Tiêu Phàm rồi? Theo ta thấy, ngươi có khả năng sẽ thất bại đấy. Tam trưởng lão khẽ mỉm cười nói.
nhiều hồn điêu cấp thần như vậy, Tiêu Phàm nhất định tiêu hao rất nhiều thần lực. Ta không tin hắn khống chế nhiều hồn điêu như vậy mà còn có thể kiên trì lên đến đây. Tứ trưởng lão hừ lạnh nói. Tứ trưởng lão nói không sai. Hồn điêu cấp thần tiêu hao lượng thần lực nhiều kinh khủng. Huống chi, Tiêu Phàm còn giải đậu thành binh. Việc này, trong thời gian ngắn, Tiêu Phàm vẫn làm được. Dù Tiêu Phàm có phải tiêu hao gần một nửa thần lực, hắn cũng không thấy tiếc. Tứ trưởng lão lạnh lùng nhìn chằm chằm khu rừng, thỉnh thoảng ở đó sẽ truyền đến những tiếng nổ. Trong lòng tứ trưởng lão lạnh lùng nói thêm, dù ngươi có vượt qua cửa ải này, cũng vẫn còn cửa ải cuối cùng. Lúc này, trong rừng rậm, Tiêu Phàm mang theo mấy trăm hồn điêu cấp thần tiến vào. Còn lại không nhiều thời gian, Tiêu Phàm cũng không muốn đánh nhau với người của tứ trưởng lão. Bây giờ, hắn chỉ muốn phá vỡ vòng vây của những người này để tiếp tục tiến lên. Vài giây trước, trong khu rừng, cách Tiêu Phàm mấy trăm dặm, có mấy trăm tu sĩ đang ẩn núp, phải thừa nhận rằng vì giữ chân Tiêu Phàm, tứ trưởng lão cũng thật sự liều mạng. Tứ trưởng lão cử nhiều người như vậy để chặn đường vài người, các ngươi nói xem có phải là chuyện bé xé ra to không? Đúng đấy, không phải là Tu La Điện chủ của Chiến Hồn Đại Lục sao, chúng ta có nhiều người như vậy, đừng nói là giữ chân hắn, dù là giết hắn cũng không khó. Tứ trưởng lão làm như vậy nhất định là có nguyên nhân của hắn. Dù sao, bây giờ cũng không còn nhiều thời gian nữa. Đã đợi một ngày rồi, cũng không thiếu chút thời gian này, mọi người vẫn nên cẩn thận một chút. Cẩn thận cái gì, Tu La Điện chủ cũng không phải bất tử, theo ta thấy, bọn hắn chưa chắc xông được tới nơi này, có khi. Trong rừng rậm, mấy tu sĩ đang truyền âm nói chuyện thì đột nhiên im bặt. Từ đằng xa, một luồng hơi thở điên cuồng thổi tới, cả khu rừng đều bị thổi đến đổ nghiêng ngả. Cái gì, nhiều người như vậy, cảm nhận được khí thế hung mãnh như thủy triều kia, mọi người đều bị chấn động. Những người còn chào phúng Tiêu Phàm trước đó đều trợn tròn mắt. Không phải chỉ có một mình Tiêu Phàm đi lên sao, sao giờ lại có tới mấy trăm người như vậy? Chẳng lẽ những người ở phía trước đều bị Tiêu Phàm giết chết? Giết, mau tìm ra Tiêu Phàm, những người khác có thể bỏ qua, chỉ cần không để Tiêu Phàm đi qua là được. Chặn Tiêu Phàm lại, có vài người nhanh chóng tỉnh táo lại, nhao nhao xông ra từ trong rừng rậm, xông về phía đoàn người Tiêu Phàm. Muốn cản mấy trăm người lại là điều không thể. Bây giờ, việc duy nhất có thể làm chính là ngăn Tiêu Phàm lại. Chỉ là, sau khi bọn hắn lao ra, nhìn thấy gương mặt của mấy trăm người kia thì đều trợn tròn mắt. Sao có thể có nhiều Tiêu Phàm như vậy? Có người kinh hãi hô lên. Những người kia đều có gương mặt giống với Tiêu Phàm như vậy, vậy thì làm sao cản Tiêu Phàm lại đây? Nhất thời, đám người của tứ trưởng lão không biết phải làm sao. Bọn hắn cũng không nhận ra ai là Tiêu Phàm thực sự, cũng không thể ngăn tất cả lại được. Nếu như ở bên ngoài, muốn bọn họ cản tất cả hồn điêu lại cũng không khó khăn gì. Dù sao, tu vi của bọn hắn đều đạt tới chiến thần cảnh hậu kỳ, mà đối phương chỉ là vài tu sĩ chiến thần cảnh trung kỳ trở xuống mà thôi. Nếu những người này muốn chạy trốn, bọn hắn cũng không thể giết hết, lỡ như Tiêu Phàm nhân lúc hỗn loạn chạy mất, cũng không phải chuyện khó khăn gì. Nhưng quan trọng là, đây là trong rừng rậm, còn là Tu La Sơn, bọn hắn cũng không dám thoải mái đánh. Có lẽ tứ trưởng lão nằm mơ cũng không ngờ tới, hắn định dùng chiến thuật biển người để ngăn chặn Tiêu Phàm, bây giờ, Tiêu Phàm cũng dùng biện pháp tương tự để đối phó lại hắn. Tiêu Phàm cũng đã nghĩ đến điểm này nên mới chế tạo nhiều hồn điêu như vậy. Khi những người kia còn thất thần, Tiêu Phàm đã dẫn theo mấy hồn điêu xông tới, bước chân của hắn luồn lách huyền ảo, chớp mắt đã xông ra khỏi vòng vây. Lãng phí nhiều thần lực như vậy, vậy thì giết một trận cho sảng khoái, giết một kẻ, bớt một kẻ. Tiêu Phàm vừa nghĩ vậy, những hồn điêu kia lập tức điên cuồng xông lên. Về phần Tiêu Phàm thì cấp tốc xông về phía sườn núi. Thân hình như ma quỷ vậy. Từ quảng trường trên sườn núi, đám người tứ trưởng lão nhìn trận chiến trong rừng rậm, hơi híp mắt, sau đó quay đầu nhìn nén hương phía xa, trên mặt lập tức nở một nụ cười. Sơn chủ đến, cũng ngay lúc đó, một tiếng quát nhẹ vang vọng khắp Tu La Sơn. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía trước quảng trường. Ở đó, vài bóng người nhanh chóng bay vút tới, chỉ trong vài nhịp thở đã đột ngột xuất hiện giữa quảng trường. Dẫn đầu là một lão giả, thoạt nhìn nhợt nhạt, thiếu sức sống nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén. Ha ha, đã đến giờ, có vài người đến muộn thì nên hủy bỏ tư cách,
Tứ trưởng lão thấy thế liền không chút kiêng kỵ mà cười. Sợ là khiến ngươi thất vọng rồi. Tứ trưởng lão vừa dứt lời, một giọng nói lạnh nhạt đột nhiên vang lên dọc theo quảng trường. Sắc mặt tứ trưởng lão sững sờ, vội quay đầu lại nhìn dọc theo quảng trường, những người khác cũng đồng loạt kinh ngạc nhìn qua. Một tiếng bùm vang lên, chỉ thấy một bóng người rơi xuống từ phía chân trời, nặng nề đập xuống quảng trường. Giờ phút này, cả quảng trường đều lặng ngắt như tờ. Dọc theo quảng trường, một nam tử mặc áo đen, khuôn mặt nhợt nhạt giống như một lão giả đã sắp gần đất xa trời lãnh lùng nhìn chằm chằm vào tứ trưởng lão, trên mặt lộ ra sát ý lãnh như băng. Kia là Tiêu Phàm, đám người cảm thấy hơi kỳ quái. Đây rõ ràng là một lão giả, hoàn toàn khác với Tiêu Phàm trong ấn tượng của họ. Nghe nói khi hắn đuổi tới chân núi đã tốn mất thời gian nửa chén trà, có thể trong thời gian nửa chén trà còn lại lên tới đây, nhất định phải đánh đổi một cái giá rất đắt. Vì truyền thừa của Tu La Vương mà hắn cũng thật liều mạng. Bao nhiêu năm qua đều không có người nhận được truyền thừa của Tu La Vương, nếu như hắn không chiếm được, vậy thì cái giá này cũng quá đắt rồi. Theo ta thấy, có thể là khi hắn tu luyện xảy ra vấn đề. Với bộ dạng này, dù hắn có tham gia tranh đoạt truyền thừa của Tu La Vương cũng chẳng có nghĩa lý gì. Đám người không chút kiêng kỵ mà thảo luận, rất nhiều người nhìn Tiêu Phàm với ánh mắt không tốt. Người đã tới muộn, đã bị hủy bỏ tư cách, tứ trưởng lão cười lạnh nhìn Tiêu Phàm. Hai người kế thừa dưới tay hắn đều bị Tiêu Phàm giết chết, hắn tuyệt đối không để Tiêu Phàm tham gia tranh đoạt truyền thừa của Tu La Vương. Nếu không, hắn không cách nào nuốt trôi cơn giận trong lòng. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta đến muộn? Tiêu Phàm chậm rãi đi vào trong quảng trường, lạnh nhạt nói, không lẽ ngươi là Tu La Sơn chủ, có quyền quyết định tư cách tham gia tranh đoạt truyền thừa của Tu La Sơn? Ngươi, tứ trưởng lão nhìn Tiêu Phàm, sát khí nặng nề tỏa ra, lạnh giọng nói, hương đã cháy hết, tới muộn chính là tới muộn, sẽ bị hủy bỏ tư cách, đây là quy định. Nén hương kia đã cháy hết rồi à? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường. Đám người nghe vậy, nhao nhao nhìn về lư hương cách đó không xa. Tàn hương trong lư hương vẫn còn bốc khói xanh, nhưng đã không còn đốm lửa. Hẳn là vừa cháy hết, nhưng cũng có thể tính là chưa cháy hết. Có người trong đám đông nói. Không ít người cũng gật đầu tán thành, Tiêu Phàm lên đến đây vào giây phút cuối cùng, có thể xem là đến muộn, cũng có thể xem là đến đúng lúc. Tiêu Phàm có thể tham gia tranh đoạt truyền thừa của Tu La Vương hay không còn cần xem ý của các trưởng lão và sơn chủ. Không cần nghĩ cũng biết, tứ trưởng lão chắc chắn sẽ không để Tiêu Phàm tham gia, bằng không, hắn cũng không phải tốn nhiều công sức như thế để ngăn cản Tiêu Phàm. Mà tam trưởng lão thì chắc chắn sẽ để Tiêu Phàm tham gia, nếu không, trước đó, hắn cũng không cần thiết phải tranh cãi với tứ trưởng lão làm gì. Về phần suy nghĩ của sơn chủ, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, mọi người cũng không đoán được. Nhưng cũng vào thời điểm mọi người đang do dự, một tia sáng từ trên quảng trường bắn về phía Tiêu Phàm. Nhị trưởng lão, ngươi làm gì vậy? Tam trưởng lão hét lớn, không chút do dự lao về phía nhị trưởng lão. Chẳng ai ngờ được vào lúc này, nhị trưởng lão lại ra tay với Tiêu Phàm. Nếu như là tứ trưởng lão quá tức giận mà ra tay thì họ còn hiểu được. Nhưng nhị trưởng lão làm vậy là có ý gì chứ? Hắn còn chưa bước vào quảng trường đâu. Nhị trưởng lão cười to, nắm đấm của hắn chỉ cách Tiêu Phàm còn mấy trượng. Đám người nghe vậy mới sực tỉnh, bây giờ, Tiêu Phàm đang đứng ở Ria quảng trường, quả thực chưa hoàn toàn bước vào quảng trường. Nếu như muốn nói Tiêu Phàm đến muộn cũng là hợp lý. Bởi vì lần trước, khi truyền thừa của Tu La Vương mở ra, người kế thừa đều phải lên đến quảng trường. Ha ha, tam trưởng lão, không lẽ ngươi còn muốn ra tay với nhị trưởng lão hay sao? Tứ trưởng lão cũng cười ha hả, vốn dĩ, hắn định tự mình ra tay ngăn cản Tiêu Phàm, đây chính là cửa ải cuối cùng mà hắn từng nói. Thật không ngờ nhị trưởng lão còn nhiệt tình hơn hắn, có điều, nghĩ lại cũng thấy bình thường. Thuộc hạ lãnh thương của nhị trưởng lão là bởi vì Tiêu Phàm mà chết, lãnh đồng càng hận Tiêu Phàm đến thấu xương. Nếu như có thể cản Tiêu Phàm ở ngoài quảng trường là có thể hủy bỏ tư cách của Tiêu Phàm. Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng tứ trưởng lão cũng tiêu tán không ít. Hắn vốn vận dụng thực lực của nhất mạch bọn hắn để ngăn cản Tiêu Phàm, mà bộ dạng xem trò vui của nhị trưởng lão lại khiến hắn vô cùng khó chịu. Nhưng vào thời khắc quan trọng này, nhị trưởng lão lại tự mình ra tay. Hắn thấy, nhị trưởng lão đã ra tay,
dù không phải đối thủ của Tiêu Phàm nhưng ngăn cản Tiêu Phàm trong chốc lát thì vẫn có thể. Tứ trưởng lão vừa dứt lời thì không chút do dự lao về phía Tiêu Phàm. Có điều, hắn là đi ngăn cản Tam trưởng lão, không cho Tam trưởng lão có cơ hội cứu Tiêu Phàm. Ở rìa quảng trường, Tiêu Phàm cảm nhận được Mộ hơi thở bá đạo, hung mạnh đánh tới mình, vẻ mặt hắn lạnh lẽo, khinh thường mà nói, trưởng lão Tu La Sơn đều không biết xấu hổ đến vậy sao? Dứt lời, khí thế quanh thân Tiêu Phàm bùng lên, áo bào bay lên, như con rồng đang ẩn mình đột ngột xông ra biển lớn, từ trong thân thể còn phát ra tiếng gầm đầy phẫn nộ của thú dữ. Thấy một quyền của nhị trưởng lão sắp tới gần, Tiêu Phàm cũng đồng thời đánh ra một quyền. Đạt tới cảnh giới bây giờ, Tiêu Phàm đã không còn sợ bất cứ kẻ nào dưới thiêu thần cảnh. Mà tại Tu La Sơn này, cho dù là thiên thần cảnh cũng không thể phát huy toàn bộ sức mạnh, Tiêu Phàm cũng có thể đánh một trận. Khí thế của Tiêu Phàm ngày càng mãnh liệt, nắm đấm cuồng bạo va chạm với nắm đấm của nhị trưởng lão, bầu trời như bị hai dòng lực lượng phá vỡ. Ngay cả Tiêu Phàm cũng không thể không thừa nhận, thực lực của nhị trưởng lão cũng không yếu hơn linh hồn phân thân của Tiếu Thương Sinh bao nhiêu, Tu La Sơn được xưng tụng là nơi nhân tài vô số cũng không sai. Đáng tiếc, hắn cũng không còn là Tiêu Phàm lúc trước. Từ khi tăng cường sức lực huyết mạch, nếu chỉ bàn về sức mạnh, cho dù là người đá siêu cấp mà phân thân linh hồn cẩu Tiếu Thương Sinh điều khiến kia hắn cũng không sợ. Thật mạnh, vậy mà có thể chặn công kích của nhị trưởng lão lại. Người Tu La Sơn đều kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, tất cả đều bị sức mạnh của Tiêu Phàm làm cho rung động. Nhưng ngay sau đó, mọi người đều trợn mắt há mồm, có không ít người hít hơi lạnh. Dưới ánh mắt đầy rung động của đám người, cánh tay của nhị trưởng lão đột nhiên nỏ tung. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm lại đánh ra một quyền, đánh thẳng vào lồng ngực nhị trưởng lão. Một tiếng nổ vang lên, lồng ngực nhị trưởng lão nổ tung, xương cốt trong cơ thể đều bị đánh vỡ, thân thể như con diều đứt dây đập xuống đất. Đồng thời, thân thể Tiêu Phàm lại bước về phía trước một bước, vững vàng rơi xuống trên một tảng đá trong quảng trường. Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão đang định xông lên đều ngừng lại, hai người chỉ cảm thấy linh hồn của mình cũng đang run rẩy. Ngay cả bọn họ cũng sợ hãi trước sức mạnh khủng khiếp của Tiêu Phàm. Nhất là tứ trưởng lão, sự ác độc trong con người hắn đều co rút lại. Hắn đang nghĩ, nếu vừa rồi người xông lên là hắn, vậy có phải hắn cũng sẽ có kết cục như nhị trưởng lão không? Khoảnh khắc ấy, cả quảng trường đều câm như hến, chỉ nghe rõ được tiếng tim đập thình thịch của các tu sĩ. Bọn hắn biết Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm lại mạnh đến vậy. Phần lớn những người ở đây đều còn đang chìm đắm trong một quyền vừa rồi của Tiêu Phàm. Dù là thần vô tâm cùng Sơn chủ Tu La Sơn đều tỏ ra trầm trọng. Tiêu Phàm bình tĩnh đứng đó, đôi mắt đen nhánh liếc qua tứ trưởng lão. Chỉ một ánh mắt liền khiến tứ trưởng lão thấy da đầu tê dại, thân thể cũng hơi run rẩy. Nhị trưởng lão chết rồi, thật lâu sau đó mới có người tỉnh táo lại, hét lên. Cái gì, những người khác đều hoảng sợ kêu lên. Nhìn chằm chằm vào đống đổ nát trong sân. Có một thân thể máu thịt be bét đang nằm đó, đáng tiếc là không còn hơi thở, hiển nhiên là đã chết. Một quyền đánh chết nhị trưởng lão. Rất nhiều người nhìn Tiêu Phàm, ánh mắt thay đổi liên tục, bọn hắn cảm thấy mình đã đánh giá cao thực lực của Tiêu Phàm, nhưng bây giờ xem ra, vẫn là đánh giá thấp hắn. Đây chính là nhị trưởng lão, vậy mà lại bị một quyền đánh chết. Tứ trưởng lão nuốt nước miếng, sắc mặt trắng bệch. Hắn nhìn Tiêu Phàm mà như nhìn thấy ma quỷ. Một lần nữa, trên quảng trường chìm trong yên lặng, một lúc lâu sau mà vẫn không có ai lên tiếng, mọi người đều nhìn Sơn chủ Tu La Sơn. Theo bọn hắn nghĩ, nhị trưởng lão bị giết, Sơn chủ hẳn là sẽ không thờ ơ. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Sơn chủ Tu La Sơn chỉ hơi nhíu mày, cũng không có ý trách cứ Tiêu Phàm. Thần vô tâm híp mắt nhìn Tiêu Phàm, không biết đang nghĩ gì. Nhưng nhìn qua thì thần vô tâm không có vẻ gì là sợ hãi cả. Chỉ có hai người lãnh đồng cùng lãnh lưu cảnh tỏ ra sợ hãi, bọn hắn năm lần bảy lượt làm khó Tiêu Phàm, giờ chỉ sợ Tiêu Phàm đòi nợ cũ. Mặt khác, Tả Giang Lê đứng đằng xa lại hai mắt tỏa sáng, nhìn Tiêu Phàm đầy tán thưởng, thậm chí còn có một chút tham lam. Thật lâu sau, Tiêu Phàm mới bước từng bước lên quảng trường, tứ trưởng lão cùng tam trưởng lão đều nhường ra một con đường. Ánh mắt tam trưởng lão có chút phức tạp, thỉnh thoảng lại nhìn thoáng qua Tả Giang Lê một chút. Đã đến giờ, lúc này, một giọng nói bình tĩnh vang lên,
Tu La Sơn chủ bước lên một bước. Đám người thấy thế, nhao nhao nhìn về phía Tu La Sơn chủ, sâu trong đáy mắt là sự cung kính từ tận đáy lòng. Tiêu Phàm cũng cẩn thận quan sát Tu La Sơn chủ, cho dù với ánh mắt bây giờ của hắn cũng nhìn không thấu Tu La Sơn chủ, đối phương giống như một đầm nước đọng vậy. Thiên thần cảnh sao? Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm, nếu là trước kia, khi đối mặt với thiên thần cảnh, hắn còn có chút lo lắng. Nhưng bây giờ, Tiêu Phàm đã có thể nhìn thẳng vào đối phương, có lẽ thiên thần cảnh đáng sợ, nhưng ở thiên địa lao ngục, cũng không thể phát huy toàn bộ sức mạnh của thiên thần cảnh. Chỉ là Tiêu Phàm hiếu kỳ, mình một quyền đánh chết nhị trưởng lão, Tu La Sơn chủ lại vẫn bình tĩnh như nước, không tìm mình gây sự, việc này có hơi kỳ quái. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tu La Sơn chủ đột nhiên tạo ra một dấu tay rườm rà, chỉ chốc lát, cả quảng trường đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ngay sau đó, trên quảng trường đột ngột xuất hiện một đường vân phức tạp, khi đường vân chuyển động, quảng trường cũng có một chút biến hóa. Chỉ thấy tảng đá xanh kia chậm rãi tách ra hai bên, không bao lâu sau, một cái khe xuất hiện giữa sân rộng. Mà đây cũng mới chỉ là bắt đầu, sau đó còn có từng khe hở xuất hiện, đến cuối cùng, có tất cả 9 khe hở xuất hiện. Từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy trong khe hở kia có từng dãy bậc thang. Hiển nhiên, 9 khe hở là 9 lối vào dẫn đến sâu trong lăng mộ Tu La Sơn. Nửa ngày sau, quảng trường cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Một lối vào thật sâu hiện ra trước mắt mọi người. Tại cửa lối vào còn có ánh sáng lấp lóe, nhìn qua rất kỳ diệu. Các ngươi có khoảng một tháng, lối vào sẽ đóng lại, sống hay chết, tự mình nắm chắc. Tu La Sơn chủ lạnh nhạt nói. Thân hình hắn hơi lay động, sắc mặt có chút nhợt nhạt. Hiển nhiên là vừa rồi, khi mở lối vào, hắn cũng tiêu hao không ít thần lực. Đám người gật đầu, sau đó tập trung nhìn vào các người kế thừa. Bao gồm cả Tiêu Phàm trong đó, chỉ còn lại 6 người kế thừa. Mà lại có 9 lối vào, mỗi người đều có lựa chọn khác nhau. Chỉ là những người kế thừa này đều không đi vào, phần lớn đều nhìn Tiêu Phàm, dường như kiêng dè Tiêu Phàm, không dám đi vào. Nhất là Lãnh Lưu Cảnh với Lãnh Đồng, hai người họ càng không dám đi vào. Nếu như Tiêu Phàm cũng đi vào lối vào mà bọn họ lựa chọn, đoán chừng mọi người đều ở lại trong đó luôn. Có điều Tiêu Phàm cũng không có động tác gì, chẳng những không lựa chọn lối vào, người lại còn đi tới bên vách núi, lẳng lặng nhìn Tu La Sơn chủ như đang chờ đợi điều gì. Đi theo ta, cùng lúc đó, thần vô tâm đột nhiên mở miệng nói chuyện. Hắn nhìn Tiêu Phàm một chút, dẫn theo 20 người, chọn lối vào ngay giữa trung tâm mà đi, nhưng từ đầu đến cuối, Tiêu Phàm cũng không nhìn hắn lấy một cái. Sâu trong mắt thần vô tâm hiện lên sự lãnh lẽo. Loại cảm giác bị người xem thường này khiến hắn vô cùng khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn được người nâng niu trong lòng bàn tay. Đi vào, một khắc sau, Tả Giang Lê cũng dẫn theo 20 người đi vào một lối vào khác, dường như cũng không lo lắng Tiêu Phàm đuổi theo. Không lâu sau, nữ tử duy nhất trong mấy người kế thừa, Tả Thiết, cũng dẫn người của mình đi vào. Lãnh Đồng cùng Lãnh Lưu Cảnh nhìn nhau, cuối cùng vẫn không dám tự tiện đi vào. Lãnh Đồng híp mắt, thầm nghĩ, dù các người đi vào trước thì đã sao, trong tay ta có bản đồ cấu tạo lăng mộ, cuối cùng, truyền thừa của Tu La Vương vẫn thuộc về ta. Các ngươi không đi vào, chẳng lẽ còn đang chờ ta sao? Tiêu Phàm đột nhiên quay đầu lại, nhìn Lãnh Lưu Cảnh cùng Lãnh Đồng. Hai người Lãnh Đồng với Lãnh Lưu Cảnh hơi giật giật khóe miệng, nếu có thể, hai người chỉ hận không thể xông lên, một tát đánh chết Tiêu Phàm. Đánh tiếc, bọn hắn không dám. Lấy thực lực của Tiêu Phàm, bọn hắn hoàn toàn đánh không lại. Hai người siết chặt nắm đấm, cảm giác cực kỳ uất ức. Từ nhỏ đến giờ, bọn hắn chưa từng sợ ai như thế. Nhưng khi đối mặt với Tiêu Phàm, bọn hắn lại cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Nhất là khi Tiêu Phàm một quyền đánh chết nhị trưởng lão, trong lòng bọn hắn đến giờ vẫn còn thấy sợ. Tứ trưởng lão, có thể để người của ta lên đây chưa? Tiêu Phàm nhìn sang tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão đâu có nghĩ Tiêu Phàm sẽ chuyển mục tiêu sang hắn, nhất thời không biết làm sao, đành nhìn về phía Tu La Sơn chủ. Xem ra ngươi không muốn. Không đợi hắn mở miệng, Tiêu Phàm đã nói tiếp, từng bước đi về phía tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão bị dọa sợ đến lùi lại vài bước, lúc này, Tu La Sơn chủ mới nói, Tiêu Phàm, đủ rồi. Giọng nói rất lạnh nhạt,
lại mang theo sự nghiêm khắc không cho người khác bác bỏ. Dường như chỉ cần Tiêu Phàm tiếp tục nhắm vào tứ trưởng lão, hắn cũng sẽ ra tay. Tiêu Phàm dừng lại, lạnh nhạt nhìn Tu La Sơn chủ nói, đủ rồi. Xin hỏi, vừa rồi, khi hắn ngăn cản ta, người đang làm gì? Lời này vừa nói ra, mọi người đều tỏ ra hoảng sợ, tiểu tử này đang chất vấn Sơn chủ sao? Phải biết rằng, bao năm qua, nhìn khắp cả thiên đạ lao ngục cũng không có ai dám nói chuyện với Tu La Sơn chủ như vậy. Cho dù là các đời Tu La Điện chủ, dám giết sốc không kiêng kỵ tại Tu La Sơn, cuối cùng đều bị Tu La Sơn chủ trấn áp. Trước mặt Tu La Sơn chủ, cho dù là cường giả chiến thần đỉnh phong cũng không dám phản kháng. Mấy người lãnh đồng thấy thế, kinh ngạc, đồng thời cũng vui mừng. Nếu như Tiêu Phàm chọc giận Tu La Sơn chủ trong lúc nóng giận giết chết Tiêu Phàm, chẳng phải là không thể tốt hơn sao? Tu La Sơn chủ nghe vậy, trên gương mặt già nua cũng lạnh như kết băng, giọng nói càng thêm lạnh lùng, nhất mạch của các ngươi có thể tham gia tranh đoạt truyền thừa đã là nhân từ với các ngươi, ngươi còn muốn thế nào nữa? Nhân từ, Tiêu Phàm dường như nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ, nếu lời này từ miệng của người khác nói ra, tại hạ cũng không thấy có vấn đề gì, nhưng mà Tiêu Phàm bỗng xoay chuyển, ánh mắt cũng trở nên ác liệt, từ trong miệng Tu La Sơn chủ ngươi nói ra, ngươi không thấy rất buồn cười sao? Dám nói với điện chủ như thế, ngươi muốn chết sao? Sơn chủ Tu La Sơn còn chưa mở miệng, bỗng nhiên rất nhiều người Tu La Sơn căm tức nhìn Tiêu Phàm, sát khí nặng nề. Toàn bộ quảng trường đều trở nên lạnh lẽo. Những người này đều trung thành với Tu La Sơn, chỉ cần Sơn chủ Tu La Sơn nói một câu, tuyệt đối tất cả đều sẽ không do dự xông lên. Chỉ có số ít người lộ ra vẻ lo lắng cho Tiêu Phàm, những người này cũng đã từng là người Tu La Điện của Chiến Hồn Đại Lục, tự nhiên hy vọng Tiêu Phàm có thể lớn mạnh một chút, cũng có thể gia tăng sức mạnh tu sĩ Tu La Điện ở Tu La Sơn. Hừ, Sơn chủ Tu La Sơn hừ lạnh một tiếng. Phía trên quảng trường, khí lạnh lập tức phả xuống, trong nháy mắt mặt đất đông kết thành hàn băng, lấy hắn làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía. Thời gian mấy hơi thở, hàn băng hoàn toàn thấm nhuần quảng trường, hàn khí tập kích người trong không khí, người ở trong quảng trường đều không khỏi dùng mình một cái. Đồng thời, Tiêu Phàm cảm nhận được một luồng áp lực to lớn, dường như toàn thân hoàn toàn không thể động đậy. Thẹn quá thành giận sao? Lực huyết mạch trong cơ thể Tiêu Phàm chấn động nhẹ một chút, bỗng nhiên luồng áp lực kia không còn sót lại chút gì, điều này khiến Sơn chủ Tu La Sơn hơi bất ngờ. Nhưng trong lòng Tiêu Phàm thì không ngừng cười lạnh, Sơn chủ Tu La Sơn lại muốn dùng lực trong huyết mạch chấn động mình, nếu như là hắn. Rất nhiều người cảm nhận được sát ý trên người Sơn chủ Tu La Sơn, tất cả đều lạnh cả tim, bọn hắn biết, Sơn chủ Tu La Sơn nổi giận thật rồi. Ánh mắt của đại bộ phận ở đây nhìn về phía Tiêu Phàm giống như đang nhìn một người chết, hiển nhiên bọn hắn chưa từng thấy Sơn chủ Tu La Sơn xuất thủ, nhưng có thể uy hiếp thiên địa lao ngục vạn năm, đây chính là bằng chứng chứng minh thực lực tốt nhất. Những lời như vậy ta đã từng nghe rất nhiều, ra tay đi. Thần sắc Tiêu Phàm vẫn như cũ. Bề ngoài hắn khinh thường Sơn chủ Tu La Sơn, nhưng trong lòng hắn cũng có chút nghiêm túc, chí ít. Sơn chủ Tu La Sơn phát huy thực lực hẳn là phải mạnh mẽ hơn một chút so với huyết linh minh côn. Ngươi đã muốn chết, lão hủ cho ngươi toại nguyện. Ngữ khí của Tu La Sơn chủ bình tĩnh trở lại, trong lòng của hắn lại thêm một câu, hắn có thể chịu được huyết mạch uy áp của ta, có lẽ máu của hắn hẳn là có hy vọng rất lớn mở phong ấn mộ địa ra, giết hắn rồi có thể dùng máu của hắn để mở mộ huyệt ra. Lời vừa dứt, bỗng nhiên Tu La Sơn chủ biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện trở lại. Đã là ở trước người Tiêu Phàm, tay vẫn luôn hóa thành móng vuốt vồ tới phía ngực của Tiêu Phàm. Xuất thủ quả quyết, nhanh mạnh, Tiêu Phàm giật mình, thực lực của lão này vượt qua dự liệu của hắn, đặc biệt là tốc độ rất nhanh, càng khiến cho Tiêu Phàm hãi hùng khiếp vía. Nhưng phản ứng của hắn cũng cực nhanh, chân đạp Thái Huyền Thần Du Bộ rất nhanh biến mất tại chỗ, cho dù như vậy, hư không vẫn mang theo một vùng mưa máu như trước. Tiêu Phàm xuất hiện ở bên ngoài mấy chục trượng. Nhìn lồng ngực của mình mà không khỏi nhíu mày, ở trên lồng ngực của hắn, đang có một luồng sức mạnh quỷ dị từng bước xâm chiếm lấy sinh cơ của bản thân. Lúc này sinh cơ trong cơ thể hắn vốn là còn lại không nhiều, nếu như bị sức mạnh này nuốt chừng, coi như không còn. Tiêu Phàm nhanh chóng vận chuyển tử vong áo nghĩa, tiêu diệt luồng sức mạnh hủy diệt kia, nhưng có vẻ sức mạnh này khó đối phó hơn so với hắn tưởng tượng.
đây chính là thực lực của thiên thần sao? Trong lòng Tiêu Phàm thầm nghĩ, thần sắc cũng trở nên ngưng động. Vậy mà không chết, có người trong đám người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, một kích vừa rồi, ai cũng không xem trọng Tiêu Phàm, thật không ngờ hắn lại tránh được. Chỉ là tránh được mà thôi, tránh khỏi một kích này, nhưng chưa hẳn có thể tránh được một kích sau. Lại có người khinh thường nói. Lúc này, Sơn Chủ Tu La lại biến mất tại chỗ, tốc độ kia, căn bản không kém gì Tiêu Phàm, thậm chí càng nhanh hơn mấy phần. Người cũng biết Thái Huyền Thần Du Bộ, bỗng nhiên Tiêu Phàm giật mình, nhưng lần này hắn đã có chuẩn bị, Tu La kiếm bỗng nhiên xuất hiện trong tay, nhẹ nhàng vung lên. Sinh tử hoàng tuyền lộ, một con đường lớn tối tăm mờ mịt xuất hiện, sinh tử áo nghĩa không ngừng xoắn lấy hư không, đáng sợ dị thường. Sơn Chủ Tu La để lại một đạo tàn ảnh tại chỗ, trốn ra khỏi sự xoắn giết của sinh tử hoàng tuyền lộ, nhưng mà hắn lại không có dự định dừng tay như thế. Đốt, chỉ thấy tay Tu La Sơn Chủ nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt từng đạo hỏa diễm màu đen dày đặc hư không, hóa thành một biển lửa, bao phủ Tiêu Phàm ở trung tâm. Ngọn lửa kia, cho người ta một loại cảm giác rất lạnh như băng, nhưng lại có thể cắn nuốt linh hồn của con người. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy linh hồn lực của mình đang nhanh chóng bị sói mòn. Thiên hỏa sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, ý niệm chuyển động, vô tận hỏa diễm cuồn cuộn từ trên người hắn quét sạch mà ra, so với hỏa diễm màu đen kia, vô tận hỏa diễm càng thêm lóa mắt và bá đạo. Chỉ một thoáng, hai loại thiên hỏa điên cuồng đụng vào nhau, khiến cho toàn bộ hư không đều tràn ngập một loại khí tức hỏa diễm bá đạo. Tu sĩ ngoại giới đã không nhìn thấy mọi thứ bên trong biển hỏa diễm. Nhưng ai cũng có thể tưởng tượng được chiến đấu kịch liệt. Giờ phút này, trong biển hỏa diễm, toàn thân Tiêu Phàm bao phủ một lớp áo giáp hỏa diễm, giống như hỏa thần lâm thế, loại cảm giác biến mất của chấn động linh hồn. Thiên thần cảnh chỉ tu xác thịt và linh hồn, chỉ cần xác thịt và linh hồn cường đại đến cảnh giới nhất định, thì có thể không quan tâm tới áo nghĩa. Đương nhiên Sơn Chủ Tu La không thi triển ra toàn bộ sức mạnh của thiên thần cảnh. Nhưng hắn vẫn có thể làm được tình trạng không để ý áo nghĩa như cũ, cái này gần như đã khiến hắn đứng ở thế bất bại. Tiểu tử, không thể không nói, trong tất cả Tu La Điện chủ ta đã từng gặp, thực lực của ngươi mạnh nhất, nhưng giữa chiến thần cảnh và thiên thần cảnh, lại là một khoảng cách lớn, dù là giới này không có cách nào toàn lực phát huy, cũng không phải ai cũng có thể vượt qua. Tu La Sơn chủ lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm. Không thử một chút làm sao biết chứ? Tiêu Phàm híp hai mắt nói, mặc dù chặn được công kích linh hồn của thiên hỏa, nhưng hắn vẫn không dám khinh thường như trước. Phải biết, Tu La Sơn chủ chính là cường giả thiên thần thực sự, sức mạnh xác thịt của hắn có lẽ nhận lấy rất nhiều hạn chế, nhưng linh hồn lực chưa hẳn không thể phát huy thực lực của thiên thần cảnh. Dù là chỉ cần ngắn ngủi phát huy ra sức mạnh linh hồn của thiên thần cảnh, hắn cũng đã có thể lập tức giết chết tu sĩ chiến thần cảnh. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Thần phục Tu La Sơn nhất định cho ngươi một vùng thiên địa rộng lớn hơn. Sơn chủ Tu La Sơn hừ lạnh một tiếng nói. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, động thủ đi. Tiêu Phàm không muốn nhiều lời với Sơn chủ Tu La Sơn. Hắn cố ý khích giận Tu La Sơn chủ, đúng là vì chính danh nhất mạch Tu La Điện, nhưng hắn cũng muốn thăm dò ranh giới của mình như vậy, thậm chí hắn còn có mình mục đích khác. Hơn nữa với thực lực của hắn. Sơn chủ Tu La Sơn muốn giết hắn, cũng rất khó, chỉ ít hắn muốn đi, Sơn chủ Tu La Sơn cũng không có khả năng giữ hắn lại được. Người đã ngoan cố không thay đổi, vậy cũng đừng trách lão hủ lòng dạ độc ác. Ngữ khí Sơn chủ Tu La phát lạnh, thân thể lại chuyển động. Sơn chủ Tu La nhìn thấy Tiêu Phàm không có ý thần phục, sát ý lập tức cũng càng phát ra lăng lệ. Thiên phú của Tiêu Phàm hắn cũng đã từng gặp, quả thật nếu để hắn tiếp tục trưởng thành. Lần sau muốn bắt hắn chắc chắn càng thêm phiền toái. Người khác không biết vì sao Sơn chủ Tu La vẫn luôn dung túng Tiêu Phàm, chỉ có mình Sơn chủ Tu La hiểu rõ, Tu La vương tộc bọn hắn muốn có được Tu La vương truyền thừa, thì phải dựa vào lực trong huyết mạch của nhất mạch Tu La Điện. Lúc đầu hắn còn muốn chờ Tiêu Phàm tự mình tiến vào mộ huyệt, đạt được Tu La vương truyền thừa mới giết Tiêu Phàm. Nhưng hắn không ngờ, Tiêu Phàm lại dám khiêu khích hắn. Tự nhiên Sơn chủ Tu La cũng nuốt không nổi cơn giận này. Trong biển hỏa diễm, hai thân ảnh đụng chạm vào nhau rất nhanh, nhất thời Tiêu Phàm bị Sơn chủ Tu La áp chế ở hạ phong, trên người hắn đã có nhiều vết máu. Mặc dù Sơn chủ Tu La không sử dụng vũ khí,
nhưng quyền trưởng của hắn lại càng hung hiểm hơn và hung mãnh hơn so với đao kiếm. Bộ mặt vốn dĩ già nua kia của Tiêu Phàm nhìn qua càng thêm thảm bại, thân thể cũng hơi lung lay sắp đổ. Nhưng cho dù nhìn qua Tiêu Phàm đã sắp tử vong, nhưng Sơn Chủ Tu La lại không khinh thường Tiêu Phàm, mỗi một kích của hắn đều cực kỳ chí mạng. Chẳng biết tại sao, Sơn Chủ Tu La cảm thấy đó cũng không phải cực hạn của Tiêu Phàm, trong cơ thể của hắn còn ẩn giấu đi một luồng sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Loại cảm giác này cực kỳ huyền diệu, không nói rõ được cũng không tả rõ được, là kinh nghiệm hắn tổng kết được từ trong vô số trận chiến. Chẳng lẽ hắn còn đang ẩn giấu sức mạnh? Nếu đúng là như vậy, vậy Tu La Điện chủ đời này này cũng có chút đáng sợ. Trong lòng Sơn Chủ Tu La thầm nghĩ, vì cảm nhận được thực lực chấn kinh của Tiêu Phàm. Con người thâm thúy nhìn quét Tiêu Phàm một chút, trong lòng nghiêm nghị nói, bất kể như thế nào, Tu La Vương truyền thừa chỉ có thể để thần vô tâm đại nhân đạt được, đây là ý của đại tộc trưởng, ai cũng không thể vi phạm. Nghĩ đến đây, Sơn Chủ Tu La công kích càng thêm hung mãnh, bất luận như thế nào, cũng không thể để Tiêu Phàm đạt được truyền thừa. Bốn phía quảng trường, tu sĩ Tu La Sơn nhìn chòng chọc vào trong vùng biển lửa, trước tiên bọn hắn muốn biết kết quả chiến đấu. Tu vi của tiểu tử kia chỉ là chiến thần cảnh hậu kỳ mà thôi, vậy mà lâu như vậy vẫn chưa chết. Thời gian một nén nhang rồi, chống cự lâu như vậy, cho dù chết cũng có thể lưu danh thiên cổ. Lão Hủ đã từng gặp mười mấy đời Tu La Điện chủ đời này hẳn là mạnh nhất, lại có thể kiên trì lâu như vậy ở dưới tay Sơn Chủ. Đám người thấp giọng bàn luận, có một ít tu sĩ thế hệ trước càng là phấn khích không thôi. Thực lực của Tu La Sơn Chủ cỡ nào, vậy mà giết không chết một kẻ tu sĩ chiến thần cảnh hậu kỳ, không phải Tu La Sơn Chủ không mạnh, mà là Tiêu Phàm quá mạnh. Trong lòng nhiều người rất không bình tĩnh, những kẻ châm chọc Tiêu Phàm không biết lượng sức mình kia cũng ngậm chặt miệng. Tiêu Phàm này, cho dù có thua bọn hắn cũng không thể châm chọc, những tu sĩ trước kia của Tu La Điện, cảm xúc càng là sôi trào. Nếu như Tiêu Phàm thắng, vậy những người Tu La Điện bọn hắn, địa vị như nước lên thì thuyền lên, về sau dù là người Tu La Vương tộc cũng chưa chắc dám giễu võ dương oai ở trước mặt bọn hắn. Lúc này, trong biển lửa, đột nhiên nổ vang một tiếng bùm, Tiêu Phàm bị Tu La Sơn Chủ đánh một quyền trúng lồng ngực, toàn bộ lồng ngực đều hoàn toàn sụp đổ xuống. Đồng thời, một luồng sức mạnh cực kỳ quỷ dị mà bá đạo phá hủy sinh cơ của Tiêu Phàm, khiến cho Tiêu Phàm căn bản không có bất kỳ sức phản kháng nào. Tiểu tử, nếu ngươi còn không lấy át chủ bài sau cùng ra, sẽ phải chết rồi. Thần sắc Tu La Sơn Chủ lạnh lùng âm hiểm nhìn Tiêu Phàm. Không ngờ Tiêu Phàm nhìn Tu La Sơn Chủ, trên mặt hiện lên một nụ cười tà, nói ta sợ ta toàn lực ứng phó, đầu già kia của ngươi chịu không được. Hừ, cuồng vọng, Tu La Sơn Chủ nổi giận gầm lên một tiếng, qua nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên hắn bị một tu sĩ chiến thần cảnh xem thường, hơn nữa còn là một tên tiểu tử, điều này làm sao khiến hắn không giận chứ? Nhưng nổi giận thì nổi giận, Tu La Sơn Chủ cũng không dám khinh thường Tiêu Phàm có thể kiên trì đến bây giờ, đã có thể chứng minh Tiêu Phàm bất phàm rồi. Chỉ một thoáng, ở giữa trường cương của hắn, đột nhiên bộc phát ra từng luồng gió sắc bén sáng loáng, ngay cả hư không cũng gần như bị cắt nát. Tiêu Phàm thấy thế, chân đạp Thái Huyền Thần Du bộ biến mất tại chỗ, muốn tránh thoát tất sát nhất kích kia. Sau đó, Tiêu Phàm chậm một chút như trước, bộ ngực của hắn bắn ra một luồng huyết kiếm, lồng ngực cũng suýt bị xé ra. Thái Huyền Thần Du bộ, không dừng ngươi sẽ, không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần. Giọng nói của Tu La Sơn Chủ ở sau lưng Tiêu Phàm truyền đến, một luồng tử vong uy hiếp bao phủ ở trong lòng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vốn dĩ cho là tốc độ của mình đã đủ nhanh, nhưng tốc độ của Tu La Sơn Chủ còn nhanh hơn hắn. Giờ hắn mới hiểu được, Thái Huyền Thần Du bộ này vốn là thuộc về công pháp của Tu La Vương tộc, Tu La Sơn Chủ biết cũng hợp tình hợp lý, mà rất có khả năng Minh La chỉ là ngẫu nhiên đạt được mà thôi. Giờ phút này, căn bản không có quá nhiều thời gian để Tiêu Phàm suy nghĩ, hắn tiếp tục nhanh chóng lui lại, sau đó, Tu La Sơn Chủ tựa như da thạch cao, gắt gao cuốn lấy Tiêu Phàm. Phụt, cuối cùng, Tiêu Phàm không thể trốn đi đâu được, bàn tay của Tu La Sơn Chủ lại đi lên bộ ngực của hắn, máu tươi phun ra cuồn cuộn. Nếu như thực lực của ngươi chỉ có như vậy, vậy ngươi có thể chết rồi. Cuối cùng trên mặt Tu La Sơn Chủ nở một nụ cười. Lời vừa dứt, kiếm khí giữa ngón tay của hắn bắn ra bốn phía, muốn xé nát cơ thể của Tiêu Phàm.
Hả? Đột nhiên, Tu La Sơn chủ sầm mặt lại, bất luận hắn dùng lực như thế nào, thân thể của Tiêu Phàm vẫn mảy may bất động như cũ. Cúi đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một cái tay của Tiêu Phàm gắt gao bắt lấy cổ tay hắn, căn bản khiến hắn không thể động đậy. Sớm biết, hắn chính là thiên thần cảnh, sức mạnh quét ngang chiến thần cảnh chính là chuyện dễ như trở bàn tay, sau giờ phút này, lại bị một tu sĩ chiến thần cảnh nắm lấy cũng không động đậy được. Hà cũng ngay tại lúc này, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, ngay sau đó, một luồng khí thế cuồng bạo hung mãnh từ trên người hắn tản ra, giống như vỡ đê hồng thủy. Còn người Tu La Sơn chủ hơi co rụt lại, ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, mặt mũi già nua kia của Tiêu Phàm đột nhiên trở nên tươi trẻ, thể nội càng truyền đến một tiếng rồng kêu, sinh cơ cuồn cuộn từ trên thân Tiêu Phàm tuôn ra bành trướng. Luồng sức mạnh này, khiến cho huyết dịch trong cơ thể của Tu La Sơn chủ đều hoàn toàn sôi trào lên, bốn phía biển lửa giận dữ gào thét không thôi, sau đó bắt đầu tăng vọt điên cuồng. Sóng khí mỗi một đợt mạnh hơn, lấy hai người làm trung tâm dập dờn hướng ra bốn phía, không ngừng sinh sôi. Khí tức thật mạnh, đoán chừng Sơn chủ làm thật, lần này, xem tiểu tử kia còn có thể chịu nổi không. Một chiến thần cảnh hậu kỳ muốn kháng cự công lực của một thiên thần cảnh, người đang nói đùa sao? Tu sĩ trên quảng trường cảm nhận được làn sóng lửa mênh mông kia, chỉ cảm thấy một sự hãi hùng khiếp vía, sau đó nhanh chóng thối lui ra bốn phía. Cũng may quảng trường cũng đủ lớn, bằng không sớm đã bị hai người hủy đi. Trong biển hỏa diễm, Tu La Sơn chủ cảm nhận được khí tức trên thân Tiêu Phàm, trực tiếp hét ra, sinh cơ thật mạnh, không phải công pháp ngươi có vấn đề, mà là ngươi áp chế tất cả sinh cơ ở cùng một chỗ. Không hổ là Tu La Sơn chủ, cường giả thiên thần cảnh. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, ta còn phải cảm tạ ngươi, khiến cho ta lại có lĩnh ngộ mới đối với sinh tử chi đạo, nhưng nói đi cũng phải nói lại, vừa rồi còn đúng thật là nguy hiểm. Vừa mới một tích tắc kia, Tiêu Phàm cảm thấy mình dạo qua một vòng ở trước mặt quỷ môn quan, thời khắc tay Tu La Sơn chủ cắm vào trong cơ thể hắn, Tiêu Phàm đúng là cho rằng mình sắp chết. Những ngày qua, Tiêu Phàm vẫn luôn dung hợp sinh tử áo nghĩa không đúng phương pháp, hắn bèn nghĩ ra một biện pháp, đó chính là tách hoàn toàn sinh mệnh áo nghĩa và tử vong áo nghĩa ra. Tiêu Phàm lựa chọn áp chế sinh mệnh áo nghĩa ở trong cơ thể mình, chỉ để lộ tử vong áo nghĩa, đây cũng là nguyên nhân nhìn qua Tiêu Phàm già nua như thế, hoàn toàn không phải là công pháp hắn tu luyện xảy ra vấn đề. Ở bên bờ sinh tử, cuối cùng Tiêu Phàm đã đột phá, để thân thể phát huy bản năng của mình, để sinh mệnh áo nghĩa của mình dung nhập với tử vong áo nghĩa. Không thể không nói, đây là cử động rất điên cuồng của Tiêu Phàm, hễ không cẩn thận thì sẽ có nguy hiểm tử vong. Bởi vì căn bản Tiêu Phàm không thi triển ra sinh mệnh áo nghĩa được, thời điểm lúc bản thân nguy hiểm, mới có thể kích phát sự xuất hiện của sinh mệnh áo nghĩa. Ngươi đang dùng ta mài kiếm, ngươi là tên điên, Tu La Sơn chủ đâu phải không biết dụng ý của Tiêu Phàm, trừng lớn hai mắt nhìn Tiêu Phàm nói. Lúc này, ánh mắt Tu La Sơn chủ nhìn về phía Tiêu Phàm cũng trở nên khác biệt, tiểu tử này, thật đúng là kẻ điên, nhưng đồng thời cũng là một tuyệt thế thiên tài. Dám dùng thiên thần cảnh hắn để mài kiếm, không cẩn thận là sẽ chết người đấy, dù là tại thượng giới, cũng chưa chắc có người có thiên phú như hắn vậy. Ta lĩnh ngộ là sinh tử áo nghĩa, phương pháp mau lẹ nhất, chính là lĩnh ngộ ở bên bờ sinh tử, chí ít, bây giờ ta thành công rồi, không phải sao? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Lúc này, khí thế trong cơ thể hắn vẫn đang không ngừng kéo lên như trước, sinh tử áo nghĩa sau lưng hắn ngưng tụ thành một đạo âm dương thái cực đồ. Dáng vẻ già nua kia, đã chậm rãi hồi phục bộ dáng tuổi trẻ, một lớp da rẻ già nua nhăn nheo chóc ra, lộ ra da thịt phấn nộn, giống hệt đứa trẻ mới sinh. Đồng thời, khí thế trên người Tiêu Phàm còn đang kéo lên, so với lúc nãy mà nói, phải mạnh mẽ thêm mấy lần. Trước đó hắn cũng không phải thật sự đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, chỉ là chiến thần cảnh hậu kỳ mà thôi, nhưng bây giờ, hắn đã thật sự đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong rồi. Ngươi chớ đắc ý, ngươi còn chưa thắng đâu. Khuôn mặt Tu La Sơn chủ lạnh lùng, đường đường Sơn chủ Tu La Sơn, cường giả thiên thần cảnh, bị một kẻ chiến thần cảnh lấy mài kiếm, điều này khiến hắn làm sao không giận cho được. Cùng với một tiếng gầm thét của Tu La Sơn chủ, đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen trong tay kia của hắn, đối chiến lâu như vậy với Tiêu Phàm, bây giờ hắn mới dùng kiếm lần đầu tiên. Tiêu Phàm cũng không thể không lộ ra vẻ thận trọng, buông cổ tay Tu La Sơn chủ ra,
lách mình chuẩn bị lùi lại. Xoẹt, một tiếng kêu nhỏ, kiếm của Tu La Sơn chủ trực tiếp xé Tiêu Phàm ra, nhưng trong mắt hắn lại không có bất kỳ kích động nào, ngược lại lộ ra vẻ nặng nề. Bởi vì Tiêu Phàm mà hắn chém giết, chỉ là một đạo tàn ảnh, phải biết, vừa rồi hắn còn có thể áp chế Tiêu Phàm về mặt tốc độ. Nhưng lúc này mới chẳng bao lâu, tốc độ của mình lại không bằng hắn. Tốc độ của ngươi có vẻ như chậm một chút. Lúc này, bên ngoài mấy chục trượng đột nhiên xuất hiện một giọng nói, ngoại trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai chứ? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn Tu La Sơn chủ, Tu La Sơn chủ tức giận nói, không ngờ ngươi tu luyện đến Thái Huyền Thần Du Bộ đệ nhị trùng huyền ảnh rồi. May mắn mà thôi, Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Diệt, đột nhiên Tu La Sơn chủ bùng nổ hét lên một tiếng, chỉ thấy hắn đưa tay vung lên, hư không lập tức ngưng tụ một trường cương hỏa diễm màu đen kinh khủng, vây giáp tứ phương. Đồng thời, hỏa diễm màu đen điên cuồng quét sạch bốn phía, dung nhập bên trong trường cương kia, uy thế trùng thiên, cảm giác cả vùng trời đều sắp sụp đổ xuống. Bên cạnh đó, Tiêu Phàm càng cảm nhận được một luồng lực huyết mạch chấn áp, lực của huyết mạch trong cơ thể hắn cũng có hơi chấn động. Nghĩ bằng lực trong huyết mạch nghiền ép ta, trong lòng Tiêu Phàm cực kỳ khinh thường, hiện tại vô tận chiến huyết của hắn, chính là huyết mạch cấp bậc thần vương. Nhưng Tiêu Phàm không có ý định bại lộ sức mạnh của huyết mạch, một khi bại lộ, chẳng phải là bại lộ chuyện hắn đã đạt được Tu La Vương truyền thừa sao. Đối mặt trưởng cương hỏa diễm kia, ngược lại Tiêu Phàm không có bất kỳ e ngại gì, Tu La kiếm trong tay khẽ run lên, giống như huyết mạch cộng minh. Sinh tử hoàng tuyền lộ, một tiếng quát nhẹ, thân thể Tiêu Phàm đạp không mà lên, sinh tử hoàng tuyền lộ lại xuất hiện, bỗng nhiên đón lấy trưởng cương hỏa diễm kia. Bây giờ 10 thành sinh tử áo nghĩa dung hợp thành công, uy lực so với 9 thành, không biết phải mạnh gấp bao nhiêu lần. Dù sao sinh tử áo nghĩa vốn là dị biến áo nghĩa, uy năng không chỉ tăng lên một lần. Ở bên trong sinh tử hoàng tuyền lộ, càng hiện từng đám từng đạo kiếm liên nở rộ ở hư không, hóa thành sức mạnh đáng sợ xoắn nát hư không. Một kiếm này, dường như mở ra cả một tiểu thế giới, chỉ có điều tiểu thế giới này còn chưa đủ ổn định, đều có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Không hổ là dung hợp 10 thành sinh tử áo nghĩa, trong lòng Tiêu Phàm hơi kinh hãi, dung hợp 10 thành sinh tử áo nghĩa, uy năng vượt qua tưởng tượng của hắn. Nhất kiếm sinh thế giới, Tu La Sơn chủ kinh ngạc nhìn một kiếm kia của Tiêu Phàm, trong lòng dậy lên con sóng kinh hãi. Cũng khó trách hắn không bình tĩnh như thế, phải biết, nhất kiếm sinh thế giới, chính là sức mạnh cường giả thiên thần cảnh mới có thể nắm giữ, phải mạnh hơn rất nhiều so với nhất kiếm sinh liên. Thậm chí có thể nói, hai loại sức mạnh này căn bản không phải ở cùng một cấp độ. Ầm ầm, một kiếm của Tiêu Phàm, trực tiếp phá vỡ trường cương hỏa diễm màu đen, giống như xé mở một tờ giấy mỏng, lập tức hỏa diễm màu đen kia cuồng bạo mãnh liệt tứ phương. Đồng thời, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, triệu hồi ra lửa vô tận, bắt đầu điên cuồng nuốt chửng luyện hóa. Dừng tay, sắc mặt của Tu La Sơn chủ biến đổi, thiên hỏa này của hắn, chính là rất vất vả mới đạt được, và là một trong những thủ đoạn mạnh mẽ của hắn. Nếu như bị hỏa diễm của Tiêu Phàm nuốt chửng luyện hóa, với hắn mà nói chính là tổn thất rất lớn. Nhưng Tiêu Phàm lại không quan tâm, lửa vô tận dường như có thể nuốt chửng vạn vật, luyện hóa vạn vật, so với thiên hỏa khác mà nói, càng thêm ương ngạnh. Thân ngoại hóa thân, Tu La Sơn chủ hoàn toàn tức giận rồi, bỗng nhiên, một luồng sức mạnh khủng bố từ trên người hắn bộc phát ra, sau đó ngưng tụ thành ba đạo thân ảnh ở hư không. Mỗi một đạo thân ảnh đều tản ra khí tức vô cùng cuồng bạo, thậm chí còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với thực lực vừa rồi của bản thân Tu La Sơn chủ. Rất hiển nhiên, lúc trước hắn cũng kiêng kỵ Tiêu Phàm bộc phát ra luồng sức mạnh ẩn tàng kia đối phó hắn, vẫn luôn bảo lưu lấy thực lực, vừa rồi cũng không phải ranh giới cuối cùng của hắn. Hiện tại, nhìn thấy Tiêu Phàm muốn nuốt chửng thiên hỏa của hắn, Tu La Sơn chủ cũng không còn dám giữ lại bất kỳ cái gì nữa. Thân ngoại hóa thân, còn chưa đủ, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, sau đó lắc đầu. Hơi chuyển động ý niệm một chút, thân hình của hắn đột nhiên một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn người Tiêu Phàm giống nhau xuất hiện ở hư không, lạnh lùng nhìn đối diện Tu La Sơn chủ. Ngươi cũng biết thân ngoại hóa thân, Tu La Sơn chủ kêu lên dị thường, sau đó lại lắc đầu nói, không đúng, đây không phải thân ngoại hóa thân, là linh hồn phân thân,
chỉ dựa vào linh hồn phân thân ngươi cũng muốn ngăn cản thân ngoại hóa thân của ta. Trên mặt Tu La Sơn chủ lộ ra một vẻ khinh thường, còn có một vẻ ngạo nhiên, thân ngoại hóa thân, chính là một loại công pháp đặc thù có thể không ngừng tăng sức mạnh lên. Hơn nữa, mỗi một bộ thân ngoại hóa thân, đều có bản thể chân chính là Tu La Sơn chủ dùng pháp bảo đặc biệt luyện chế thành. Mà linh hồn phân thân, vẻn vẹn chỉ là sức mạnh của linh hồn phân ra mà thôi, coi như Tiêu Phàm là chiến thần cảnh đỉnh phong, linh hồn phân thân của hắn lại có thể mạnh được đến đâu. Không thử một chút làm sao biết được, Tiêu Phàm vẫn nói câu kia. Bỗng nhiên, hắn mang theo ba bộ linh hồn phân thân đồng thời cử động, kịch liệt đụng vào nhau với Tu La Sơn chủ, linh hồn phân thân đối thân ngoại hóa thân, bản thể đối bản thể. Ầm ầm, hư không hoàn toàn cuồng bạo, hỏa diễm, kiếm mang, quyền cương, gào thét như là sóng lớn, vùng không gian này, hóa thành đại dương thần lực mênh mông. Hư không chấn động ầm ầm, trên quảng trường hoàn toàn bạo loạn, nếu như chất liệu quảng trường không phải ngay cả thiên thần cũng không thể đánh vỡ, đoán chừng đã sớm sụp đổ. À, đột nhiên trên quảng trường truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, hỏa diễm vô tận và thiên hỏa màu đen quét sạch tứ phương, không ít người bị hỏa diễm nuốt chừng, trong nháy mắt bị thiêu đốt thành cho tàn. Làm sao hắn còn chưa chết? Đám người trừng lớn hai mắt, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nếu như ngay cả Tu La Sơn chủ cũng không phải là đối thủ của Tiêu Phàm, vậy bọn hắn nơi này có ai còn có thể áp chế được Tiêu Phàm? Bọn người tứ trưởng lão, Lãnh Đồng tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi, con người của tam trưởng lão cũng lấp lóe không yên, trong lòng của hắn không khỏi lo lắng, Giang Lê chưa chắc là đối thủ của hắn, nếu như tam trưởng lão không dám nghĩ tiếp, hắn thậm chí kích động muốn xông vào thông đạo báo tin cho tả Giang Lê, thế nhưng căn bản hắn không thể tiến vào bên trong lối đi kia. Thân thể Lãnh Đồng không ngừng rung động, thực lực của Tiêu Phàm như vậy, muốn giết chết hắn, hoàn toàn là một chuyện rất đơn giản. Đột nhiên, thân thể Lãnh Đồng chuyển động, con người của hắn tách ra một luồng ánh sáng màu đen chói lóa, xé mở một vùng biển lửa kia, tiến về bên trong một cái lối đi trong đó. Đi, Lãnh Đồng hét lớn một tiếng, một đoàn 20 người khỏe mạnh bọc lấy phía sau hắn, hóa thành một luồng lấp lóe xông vào bên trong lối đi kia. Hắn đã không kịp chờ đợi để đạt được Tu La Vương truyền thừa, chỉ cần đạt được Tu La Vương truyền thừa, hắn mới có thể giết chết Tiêu Phàm, bằng không mà nói, hắn không thể nào là đối thủ của Tiêu Phàm. Đi, Lãnh Lưu Cảnh thấy thế, phất tay, hư không lập tức xuất hiện một dòng sông, đó là biểu hiện thủy chi áo nghĩa ngưng tụ đến cực hạn, hắn cũng mang theo 20 người xông vào bên trong một lối đi. Bọn hắn không dám tiếp tục trì hoãn, va chạm cấp này quá kinh khủng, nếu Tiêu Phàm không chết, đến lúc đó tìm được bọn hắn về tính sổ, cơ bản bọn hắn không có bất kỳ sức phản kháng nào. Hiện tại cơ hội duy nhất là đạt được Tu La Vương truyền thừa, thừa dịp Tu La Sơn chủ ngăn chặn Tiêu Phàm, đây là cơ hội duy nhất của bọn hắn. Tứ trưởng lão nắm chặt nắm đấm, thân thể của hắn đang kịch liệt run rẩy, hắn đang nghĩ, rốt cuộc mình có nên rời đi không, ngộ nhỡ Tiêu Phàm thắng rồi sao? Trong biển lửa, Tu La Sơn chủ và Tiêu Phàm tách ra, sắc mặt khó coi nhìn xem Tiêu Phàm nói, linh hồn phân thân của ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Tu La Sơn chủ không ngờ linh hồn phân thân của Tiêu Phàm lại có thể cứng trọi cứng với thân ngoại hóa thân của hắn, linh hồn phân thân của hắn đã mạnh như thế, vậy linh hồn bản thể thì sao? Trong lòng của hắn thầm có chút may mắn mình e ngại tỏa hồn châu của Tiêu Phàm, lúc này mới không dùng linh hồn công kích đánh giết Tiêu Phàm. Bằng không mà nói, hắn nhất định phải chịu thiệt thòi lớn, cho dù không cần tỏa hồn châu, linh hồn của Tiêu Phàm cũng không nhất định yếu hơn so với hắn. Có điều Tu La Sơn chủ nghĩ không hiểu, một tu sĩ chiến thần cảnh, vậy mà linh hồn có thể so với thiên thần, thậm chí còn mạnh hơn so với thiên thần bình thường. Cái này rất mạnh sao? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn Tu La Sơn chủ nói. Phù phù phù, đột nhiên, bên người Tiêu Phàm lại thoáng hiện mấy thân ảnh, lại là ba bộ linh hồn phân thân, sức mạnh của mỗi một bộ linh hồn phân thân đều không kém gì ba bộ trước đó. Không thể nào! Linh hồn của ngươi dù là thiên thần cảnh, cũng không có khả năng dung luyện nhiều linh hồn phân thân như vậy, trừ phi rút sức mạnh của linh hồn phân thân khác ra. Đầu Tu La Sơn chủ lúc lắc đung đưa như là trống. Mọi thứ, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, mình chính là chúa tể tuyệt đối của vùng thiên địa này mới đúng, làm sao có thể bị một tu sĩ chiến thần cảnh đánh bại. Đừng nói đánh bại, ngay cả là ngang cơ cũng không thể.
không tin, ngươi có thể thử một chút. Thần sắc Tiêu Phàm như thường, cường độ linh hồn của hắn sớm đã không kém gì thiên thần. Thôn vệ mấy ngàn áo nghĩa thần ngư, linh hồn của Tiêu Phàm đã bành trướng rất nhiều, nếu như không phải bản thân hắn không thể đột phá thiên thần cảnh, đoán chừng linh hồn đã bước ra một bước kia. Ta không tin, Tu La Sơn chủ nổi giận gầm lên một tiếng, lại để cho ba bộ thân ngoại hóa thân phóng tới Tiêu Phàm. Tốc độ của hắn cực kỳ hung mãnh, lại đụng vào sáu bộ linh hồn phân thân của Tiêu Phàm, nhưng sau mấy hơi thở, Tu La Sơn chủ lui ra đầy bụi đất. Rất hiển nhiên, hắn đã thử qua sức mạnh sáu bộ linh hồn phân thân kia của Tiêu Phàm, vậy mà đều không kém gì chiến thần cảnh đỉnh phong, thậm chí còn mạnh hơn nhiều so với chiến thần cảnh đỉnh phong bình thường. Tiêu Phàm này, căn bản là không thể địch nổi, trừ phi hắn có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, nếu không, cứ tiếp tục chiến đấu, kẻ chết không nhất định là Tiêu Phàm, mà chính là hắn. Hai người thật lâu không nói, sáu bộ linh hồn phân thân đứng ở hai bên Tiêu Phàm, cùng rằng có đối diện với ba bộ thân ngoại hóa thân kia của Tu La Sơn chủ. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đánh thắng được ta sao? Tiêu Phàm thản nhiên nói, ánh mắt lộ ra một vẻ lăng lệ. Sắc mặt khó coi của Tu La Sơn chủ, hiện tại hắn làm sao có thể đánh thắng được Tiêu Phàm, trừ phi hắn bất kể đại giới. Nhưng ngộ nhỡ nếu như không giết chết được Tiêu Phàm, chức vị Tu La Sơn sơn chủ này của hắn cũng sẽ chấm dứt, thậm chí còn có khả năng bị tộc nhân xử trí. Thực sự Tu La Sơn chủ nghĩ không hiểu, Tu La Điện chủ thế hệ này tại sao lại mạnh mẽ như vậy, đây quả thực là mạnh đến mức không biên giới. Nhưng Tu La Sơn chủ cũng nhìn ra ý tứ của Tiêu Phàm, có vẻ như hắn cũng không dự định tiếp tục động thủ. Ngẫm lại cũng thấy bình thường, trước đó Tiêu Phàm chọc giận hắn, chỉ là vì để hắn mài kiếm mà thôi, hiện tại Tiêu Phàm đã đạt được mục đích mong muốn, hắn tiếp tục chiến đấu đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Chưa hẳn, mặc dù Tu La Sơn chủ biết không nhất định đánh thắng được Tiêu Phàm, nhưng ngoài miệng hắn đương nhiên sẽ không tán thành. Ta biết. Ngươi còn có Tu La Ma Ảnh, thậm chí còn có đòn sát thủ khác, nhưng huyết mạch của ngươi không làm gì được ta không có cách nào sử dụng Tu La Ma Ảnh sao? Hoặc là nói, ngươi cảm thấy, đây chính là toàn bộ thực lực của ta. Tiêu Phàm cũng không vội, hắn thu hồi Tu La Kiếm, cười nhạt đối diện nhìn Tu La Sơn chủ, hoàn toàn không có ý tiếp tục xuất thủ, thậm chí còn ngăn cản lửa vô tận cắn nuốt thiên hỏa màu đen. Rút cục ngươi muốn như thế nào? Sắc mặt Tu La Sơn chủ âm trầm nhìn Tiêu Phàm nói. Nếu ta đoán không lầm, nhất mạch này của chúng ta, hẳn là mấu chốt mở Tu La Vương truyền thừa ra. Tiêu Phàm cười nói, con ngươi lại nhìn chằm chằm Tu La Sơn chủ. Tu La Sơn chủ không nói, nhưng trên mặt hắn đã biểu lộ tâm tư. Tiêu Phàm ngẩng mặt lên, tiếp tục nói, xem ra ta đoán đúng rồi, nhất mạch các đời Tu La Điện chủ này của chúng ta, sở dĩ có thể còn sống mà rời đi. Là bởi vì căn bản bọn hắn không có tác dụng đối với các ngươi. Hơn nữa, nếu như truyền thừa của Tu La Điện để ở thiên địa lao ngục, cũng không đạt được mục đích các ngươi mong muốn, bằng không mà nói, đoán chừng chiến hồn đại lục cũng không có nhất mạch Tu La Điện nữa, không biết ta nói có đúng không? Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Tu La Sơn chủ hừ lạnh một tiếng nói, hắn đột nhiên cảm thấy mình ở trước mặt Tiêu Phàm, lại không có bất cứ bí mật gì có thể giữ lại. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Tiêu Phàm đã từng thấy thần vô tận ở bên trong huyết hồ, hơn nữa còn sớm đã đạt được Tu La truyền thừa và rất nhiều tin tức khác. Nhiệm vụ của ngươi tới giới này có lẽ là vì đạt được Tu La Vương truyền thừa. Ngữ khí Tiêu Phàm vẫn bình thản như cũ, nói kỳ thật, ta không có bất kỳ hứng thú gì đối với Tu La Vương truyền thừa, ngược lại có chút hứng thú đối với chân bảo ở trong huyệt mộ, không biết chúng ta làm cái giao dịch được không? Thần sắc Tu La Sơn chủ bất động, không cần nghĩ cũng biết, hắn đã động lòng rồi. Thời gian hơn một vạn năm bị Tu La Vương tộc phái tới giới này, hắn cũng không thể mở Tu La Vương truyền thừa ra, để người kế thừa của Tu La Vương tộc có được, đoán chừng Tu La Vương tộc đã bất mãn rồi. Lần này nếu như còn không chiếm được Tu La Vương truyền thừa, đoán chừng hắn cũng không thể tiếp tục chờ đợi ở chỗ này. Mà một khi trở lại Tu La Vương tộc, địa vị của hắn có lẽ là cao tới ngàn trượng, đâu có giống ở nơi này. Tiêu Phàm thấy thế, biết Tu La Sơn chủ có chút dao động, lập tức rèn sắt khi còn nóng nói, như thế này đi, nếu như mở Tu La Vương mộ huyệt ra, Tu La Vương truyền thừa về tay các ngươi, không
Không đúng, có lẽ là về tay thần vô tâm kia, mà đồ vật bên trong chỗ đó thuộc về ta. Tu La Sơn chủ nhíu mày, trong lòng của hắn cũng đang ước lượng tính nặng nhẹ của việc này. Tiêu Phàm cũng không vội vàng, lặng lặng chờ đợi, dù sao hắn không quan trọng, bởi vì trong Tu La Vương truyền thừa, căn bản cũng không có cái gọi là Tu La Vương truyền thừa. Có thể, nhưng nếu ngươi nói không giữ lời, cho dù ném đi cái mạng này, lão hủ cũng sẽ kéo ngươi theo. Cuối cùng Tu La Sơn chủ cũng gật đầu nói. Tiêu Phàm nghe vậy, không những không giận mà còn cười nói, tự mình lập lời thề thiên đạo đi. Tu La Sơn chủ nhẹ gật đầu, hai người đều nhìn lên trời thề, nếu làm trái lời hứa, trời tru đất diệt, mãi mãi chịu thần kiếp. Tu sĩ bình thường không tin lời thề, nhưng loại lời thề đối với thần kiếp này, cũng không phải nói đùa, một khi vi phạm, trong lòng cũng sẽ sinh ra một vài bóng ma dù nhiều hay ít. Thề xong, Tiêu Phàm giống như đạt được âm mưu, điều này khiến Tu La Sơn chủ có dự cảm chẳng lành. Sơn chủ đại nhân, hay là ngươi rời khỏi Tu La Vương tộc, gia nhập Tu La Điện thấy thế nào, ta cho ngươi một chút chức vị phó điện chủ. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn Tu La Sơn chủ nói. Hừ, Tu La Sơn chủ hừ lạnh một tiếng, lấy tay vung lên triệu hồi thiên hỏa, không đáp ứng, cũng không cự tuyệt, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ khinh thường. Cơ hội chỉ có một lần, Tiêu Phàm thản nhiên nói, hắn biết muốn khiến cho một cường giả thiên thần thần phục, hầu như là không thể nào, hắn cũng chỉ là nói một chút vậy thôi. Chẳng qua nếu như Tu La Sơn chủ có thể gia nhập, vậy dĩ nhiên là việc không thể tốt hơn. Dứt lời, Tiêu Phàm cũng triệu hồi thiên hỏa trở về, quay người đi ra phía bên ngoài. Vì sao không có động tĩnh gì? Tu sĩ chờ đợi nửa ngày bên cạnh quảng trường, đột nhiên phát hiện cuộc đấu trong biển lửa giống như ngừng lại, đám người không khỏi nhìn vào phía bên trong, muốn xem trong biển lửa đã xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc, linh hồn lực của bọn hắn vừa mới tới gần hỏa vô tận và hỏa diễm màu đen đã bị luyện hóa không còn một mảnh. Chẳng lẽ Tiêu Phàm chết rồi? Có người hồ nghi nhìn chằm chằm trong biển lửa, xem ra ở phần lớn người cho rằng Tiêu Phàm muốn giết chết Tu La Sơn chủ là không thể nào, vậy cũng chỉ có bị Tu La Sơn chủ giết chết. Thật lâu, xung quanh quảng trường lâm vào tĩnh mịch, chỉ có ngọn lửa đốt cháy hư không kia phát ra một luồng âm thanh lách tách. Công tử, chúng ta tới rồi. Cũng chính lúc này, một tiếng hét lớn từ đằng xa truyền đến, không ít người ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy có hơn 10 đạo thân ảnh đẫm máu đi tới phía bên này. Nhất thời rất nhiều người Tu La Sơn lộ ra vẻ phẫn nộ. Nhất là tứ trưởng lão, hận không thể lập tức xông lên xé nát những người kia. Vậy mà bọn hắn không chết, còn sống nhiều như vậy. Có người kinh ngạc nhìn người đi tới. Rất hiển nhiên, những người này không phải ai khác, chính là đám người Trọc Thiên Hồng, mấy người tốn nhiều thời gian như vậy, rốt cục giết tới đây. 7 người Trọc Thiên Hồng, Chiến La, Tiếu Thiên Dương, Kiếm La, Sở Khinh Cuồng, Thanh Phong lão tổ và Xích Vân lão tổ đều còn sống, chỉ có điều vết thương chẳng chịt, nhìn thấy mà giật mình. Mặt khác, 13 người cổ ngạn của Cổ Nhược Trần cho Tiêu Phàm, lại chỉ còn lại 6 người, chết 7 người, mà kẻ sống cũng chẳng khỏe mạnh gì, có 2 người chỉ còn lại một hơi thở. Đám người có thể tới được nơi này, nhưng hầu hết tất cả người của tứ trưởng lão phái đi ngăn cản bọn hắn đều bị giết rồi, bằng không mà nói, bọn hắn cũng sẽ không thê thảm như vậy. Công tử đâu, Trọc Thiên Hồng quét mắt bốn phía, lại không nhìn thấy thân ảnh của Tiêu Phàm, lập tức sát khí nặng nề nhìn tu sĩ Tu La Sơn, phẫn nộ quát. Bây giờ các ngươi tới đây chính là thời điểm vừa vặn để nhặt xác Tiêu Phàm. Tứ trưởng lão cười lạnh nói, hắn thấy, biển lửa đã không còn động tĩnh, khả năng Tiêu Phàm còn sống hầu như là không có. Lão thất phu, ngươi dám nguyền rủa công tử, ta lấy mạng ngươi. Tính nóng của Trọc Thiên Hồng suýt bộc phát. Ánh sáng hung bạo bắn ra bốn phía đi tới phía tứ trưởng lão. Tiêu Phàm phách lối thì cũng thôi đi, xem ngươi là thứ chó má gì. Cũng dám quát lớn ở trước mặt ta, tứ trưởng lão khinh thường nhìn bọn Trọc Thiên Hồng. Từng ấy năm tới nay, hắn còn chưa hề phải nhận loại ngữ khí này, bị Tiêu Phàm áp chế thì cũng thôi đi, hiện tại thứ này cũng dám gào trước mặt mình. Hắn tính toán cái gì ta không biết, nhưng ta biết, ngươi sẽ là một người chết. Trọc Thiên Hồng còn chưa mở miệng nói chuyện, đột nhiên một giọng nói hững hờ vang lên, tiếng nói không lớn, nhưng lại quanh quẩn tại toàn quảng trường. Tiêu Phàm, tứ trưởng lão nghe được giọng nói kia, bản năng lộ ra vẻ sợ hãi, giọng nói kia, nghiễm nhiên chính là ác mộng của hắn.
Chẳng lẽ, đám người cũng kinh hãi nhìn trong quảng trường, nơi đó, thiên hỏa màu đen và hỏa vô tận chậm rãi biến mất, hiển nhiên là cuộc chiến đã phân ra được thắng bại. Thế nhưng giọng nói kia rõ ràng là của Tiêu Phàm đã không chết, vậy chẳng phải là Tu La Sơn chủ kia bị hắn giết rồi. Nghĩ đến đây, đám người hít một hơi lạnh, không ít người toàn thân đều hơi phát run, thậm chí lộ ra vẻ sợ hãi. Tứ trưởng lão lấy lại tinh thần, quay người chạy tới bên ngoài quảng trường, nhưng mà lúc này, một luồng ánh sáng nhanh hơn, trong nháy mắt đâm tới phía sau tim tứ trưởng lão. Dừng tay, lúc này, lại có một tiếng nói vang lên. Nhưng mà vẫn chậm một bước, luồng ánh sáng kia trực tiếp xuyên vào trong người tứ trưởng lão, một tiếng hét thảm truyền ra, thân thể của tứ trưởng lão thế mà bị vô số kiếm khí xé rách ra, hóa thành huyết vụ mênh mông tràn ngập hư không. Là tiếng của Sơn Chủ, những người khác nghe được tiếng nói kia, lập tức cũng ngạc nhiên kêu lên, chỉ cần Tu La Sơn Chủ không chết, thì bọn hắn còn có hy vọng. Bằng không mà nói, nếu Tiêu Phàm xuất thủ đối với Tu La Sơn, tuyệt đối những người bọn hắn không phải là đối thủ. Sơn Chủ đại nhân, xin lỗi nhé, người nói chậm một chút rồi. Lúc này, chỗ tứ trưởng lão thần hồn câu diệt, lại xuất hiện một thân ảnh, ngoại trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai chứ? Hừ, Tu La Sơn chủ hừ lạnh một tiếng, vẫn không tiếp tục động thủ đối với Tiêu Phàm, trong lòng chỉ có thể phát tiết khó chịu. Công tử, người hồi phục rồi, bọn Trọc Thiên Hồng nhìn thấy Tiêu Phàm, không chút do dự lập tức xông tới, nhưng nhìn qua vết máu trên người khiến bọn hắn có chút buồn bã. Bốn người Thiếu Thiên Dương, Kiếm La, Chiến La và Sở Khánh Cuồng cũng không chút do dự chạy tới, còn bọn người Thanh Phong Lão Tổ, Xích Vân Lão Tổ và Cổ Ngạn vẫn đứng tại chỗ. Vừa rồi hắn giết chết hình như là tứ trưởng lão của Tu La Sơn. Thanh Phong lão tổ cười nhạo nhìn Tiêu Phàm, trong đầu hồi tưởng đến cảnh tượng vừa rồi. Hắn đến Tu La Sơn, lúc đầu còn lộ ra vẻ lo lắng, nhưng hắn không ngờ Tiêu Phàm đến đây lại là một khúc ca khải hoàn, mà lại vô cùng phách lối, ngay cả tứ trưởng lão cũng bị hắn giết chết. Nếu như bọn hắn biết được, trước đó Tiêu Phàm một quyền giết chết nhị trưởng lão, không biết lại có tư vị gì. Không chỉ là giết chết, hơn nữa còn là lập tức giết chết. Xích Vân lão tổ cũng không nhìn được nuốt nước bọt một cái, nhìn Tiêu Phàm giống như nhìn quái vật. Không chỉ là lập tức giết chết tứ trưởng lão, mà mới đây có vẻ như hắn còn giao thủ với Tu La Sơn chủ rồi. Cổ Ngạn cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô. Trước đó hắn không nhìn Tiêu Phàm, thậm chí lúc đang trợ giúp Tiêu Phàm ngăn những người phía dưới kia lại, hắn còn muốn chứng minh giá trị của mình. Nhưng bây giờ hắn phát hiện giữa mình và Tiêu Phàm chênh lệch quá xa, hoàn toàn không phải ở cùng một cấp độ. Cổ Ngạn hắn cũng được coi là một thiên tài, tuổi còn trẻ, chưa đến 40 đã đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong, nhưng so sánh với Tiêu Phàm biến thái này có thể chiến đấu với thiên thần cảnh, có đáng là gì? Các ngươi tới chậm rồi. Tiêu Phàm hờ hững nhìn mấy người nói, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tu La Sơn chủ nghe nói như vậy, khóe miệng không khỏi co quắp một hồi. Cảm giác tiểu tử này cố ý tìm mình động thủ, là vì chờ người của hắn đến. Công tử, người của Cổ Ngạn, đột nhiên Trọc Thiên Hồng nhìn về phía Cổ Ngạn ở xa xa nói. Thân Tiêu Phàm có chút ngưng tụ, hắn nhìn lướt qua, tự nhiên cũng hiểu rõ được, Cổ Nhược Trần đưa cho hắn 13 người, lại chết hơn một nửa. Bỗng nhiên con người Tiêu Phàm trở nên lạnh lùng, việc này có thể dọa cho người của Tu La Sơn phát sợ. Nếu tiểu tử này nổi điên, đoán chừng bọn hắn đều gặp xui xẻo. Tiêu Phàm, người còn không tiến vào mộ huyệt. Lúc này, Tu La Sơn chủ mở miệng kêu lên, dường như hắn ước gì Tiêu Phàm lập tức tiến vào. Tiêu Phàm chậm rãi thu hồi ánh mắt, nói, việc này, chờ ta ra rồi từ từ tính. Công tử, những người kia bị chúng ta giết cũng tương đối rồi, quay ra ta làm thịt tất cả bọn hắn. Sát cơ của Trọc Thiên Hồng cũng lộ ra. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, suy nghĩ một chút vẫn nhìn về phía Cổ Ngạn nói, các ngươi cùng ta đi vào, hay là chúng ta đi theo công tử. Cổ Ngạn gật đầu nói, từ lúc hắn bắt đầu gọi Tiêu Phàm là công tử, kỳ thật trong lòng của hắn đã ủng hộ Tiêu Phàm, thật sự là Tiêu Phàm mang lại cho hắn đả kích quá lớn. Đây chính là Tu La Sơn chủ, Tiêu Phàm đánh với hắn một trận, vậy mà vẫn sống tiếp được, có vẻ như còn khiến Tu La Sơn chủ kiêng dè không thôi. Thực lực này, dù là Cổ Nhược Trần cũng không làm được. Vậy đi thôi, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía chín lối thông đạo trong quảng trường, chọn đại một đường,
đưa theo đám người tiến vào trong thông đạo. Cũng chính lúc Tiêu Phàm tiến vào trong thông đạo, chiến hồn đại lục lại phát sinh một chuyện đại sự. Nam vực, chiến hồn đại lục, trong một mảnh cổ lâm, mấy chục bóng người đang vội vàng chạy trốn, trên thân họ có dính rất nhiều máu tươi, dáng vẻ vô cùng chật vật. Sau nửa ngày, rốt cuộc mấy chục người cũng ngừng lại, thỉnh thoảng nhìn chung quanh với ánh mắt đề phòng. Lão đại, các ngươi đi trước đi, ta cản ở phía sau. Một tên mập trong đó thở hổn hển nói, thần sắc có chút tái nhợt nhưng trong con ngươi lại phóng ra sát ý, cực kỳ sắc bén. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, hắn chắc chắn sẽ nhận ra tên mập mạp này chính là Nam Cung Tiêu Tiêu. Mặt khác, Lăng Phong và mấy người Bắc Thần Phong đều xuất hiện tại đây. Trên người họ chồng chất vết thương, hiển nhiên là vừa mới trải qua một trận đại chiến. Dõi mắt nhìn khắp chiến hồn đại lục, người có thể khiến cho bọn họ chật vật thế này là cực kỳ hiếm có. Lăng Phong nhìn mọi người một chút, trên mặt những người kia đều lộ ra vẻ bối rối và sợ hãi. Lăng Phong thở dài, lắc đầu, không cần đâu. Nơi này cách Đông Vực không xa, chỉ cần đến được Đông Vực thì cho dù bọn chúng có đuổi theo, chúng ta cũng không phải sợ nữa. Mặc dù nói như thế nhưng Lăng Phong biết rõ, chuyện này cũng không đơn giản như vậy. Mọi người nghỉ ngơi khoảng thời gian uống cạn nửa chén trà, khôi phục thể lực một chút rồi tiếp tục tiến lên. Lăng Phong nhìn mọi người rồi nói. Những người kia gật đầu, sau đó, hầu hết tất cả đều ngồi bệt xuống đất ngay tại chỗ để nghỉ ngơi, còn một vài người thì cảnh giác nhìn chung quanh. Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu, Bắc Thần Phong đi sang một bên, vẻ mặt ai cũng vô cùng nặng nề. Người của Tiêu Thần Võ đã phát hiện chúng ta, sau này, nếu chúng ta muốn trở lại Nam Vực thì cực kỳ khó khăn. Nam Cung Tiêu Tiêu thở dài, vốn dĩ nghĩ là sẽ kiên trì được một năm nhưng bây giờ chỉ mới được 5 tháng thôi. Là do chúng ta xem thường Tiêu Thần Võ, đồng thời cũng quá hấp tấp nên mới bị bọn chúng phát hiện. Lăng Phong lắc đầu, trong mắt hiện lên tia sáng, hiện tại, chỉ còn Tiêu Gia và Thần Phong Học Viện là chưa chuyển đi, dù sao Tiêu Thần Võ cũng là tiên tổ của Tiêu Gia nên có lẽ sẽ không đối phó với bọn họ. Nam Cung Tiêu Tiêu gật nhẹ. Sắc mặt khó coi, lần này di rời người của Thần Châm Các là chúng ta đã quá mạo hiểm làm hại nhiều người phải chết, đây cũng là do chúng ta quá nóng vội. Hơn 5 tháng qua, đám người Nam Cung Tiêu Tiêu vẫn làm theo kế hoạch, để cho người của Tu La Điện bí mật di rời người thân và bằng hữu của Tiêu Phàm. Lúc đầu, mọi việc tiến hành cực kỳ thuận lợi nhưng cuối cùng cũng bại lộ chân tướng khiến người của Tiêu Thần Võ phát hiện. Rơi vào đường cùng. Đám người bọn họ chỉ có thể dẫn người của Thần Châm Các chạy trốn. Nhưng dù là thế, người của Tiêu Thần Võ vẫn đuổi theo không bỏ, giết chết rất nhiều người của Thần Châm Các. Đa số người của Thần Châm Các đều có tu vi từ chiến thánh cảnh trở xuống, làm sao có thể là đối thủ của chiến thần cảnh được, dù chỉ là dư âm khi chiến đấu thì cũng có thể giết chết họ. Nếu như không có đám người Nam Cung Tiêu Tiêu ra sức bảo vệ, thì người của Thần Châm Các cũng chẳng còn ai sống sót. Không phải chúng ta nóng vội, nếu không phải do chiến thần điện đột nhiên khuếch trương thì Tiêu Thần Võ cũng chưa chắc muốn nhất thống Nam Vực. Bắc Thần Phong ngẩng đầu nhìn chân trời rồi nói. Không bao lâu nữa, huyết ma bộ lạc có lẽ cũng sẽ hoàn toàn giáng lâm. Lãnh Tiếu Nhận vừa truyền tin tới, Dạ Cửu U có khả năng lớn sẽ trở về từ hư vô. Nam Cung Tiêu Tiêu nói. Mọi chuyện phát triển quá nhanh, thời gian không đợi người. Lăng Phong thở dài. Không bao lâu nữa, chín vực của chiến hồn đại lục sẽ bị huyết ma bộ lạc, chiến thần điện và Tiêu Thần Võ chia cắt hoàn toàn. Nơi chúng ta có thể sống yên ổn chỉ còn lại biển rộng mênh mông thôi. Nam Cung Tiêu Tiêu và Bắc Thần Phong cũng gật đầu đồng tình, thời gian hơn 5 tháng mà chiến hồn đại lục đã xảy ra biến hóa to lớn như thế. Chiến thần điện nhất thống thần vực, tây vực và linh vực, hơn nữa còn không ngừng khuếch trương theo hướng bắc vực và thiên vực. Tiêu Thần Võ vừa mới thống nhất Nam Vực, chẳng bao lâu nữa cũng sẽ thống nhất Địa Vực và Đông Vực, rất có khả năng là chỉ còn Bắc Vực là sót lại thôi. Bởi vì nơi thần kiếp địa giáng lâm chính là Bắc Vực, mà một khi thần kiếp địa giáng lâm, ba thế lực lớn chắc chắn sẽ thanh trừ đối lập trước tiên. Hồn tộc, linh tộc và các cổ tộc ẩn thế cũng chỉ còn hai lựa chọn, một là thần phục một thế lực nào đó, hai là bị ba thế lực lớn tiêu diệt. Nhưng mà cũng may là hồn tộc ở xa trên biển Đông, muốn tiêu diệt họ cũng không phải là chuyện dễ dàng như thế. Bắc Thần Huynh, người dẫn đám người Tuyết Lung Giác, Đoạn Tinh Nguyệt, Tần Mặc và Tần Mộng Điệp đi trước đi.
Lăng Phong đột ngột nhìn về phía Bắc Thần Phong rồi nói, đôi mắt sắc bén của hắn ta nhìn xuyên qua cổ lâm, tia sáng bắn ra chung quanh. Bây giờ chính là thời điểm quan trọng, Lăng Phong không thể không lựa chọn cách này, dù sao người đều là ích kỷ. Tuyết Lung Giác là người yêu của Nam Cung Tiêu Tiêu, Đoạn Tinh Nguyệt là người yêu của Ảnh Phong, mà Tần Mộng Điệp lại là người yêu của Bắc Thần Phong. Nếu như ngay cả người phụ nữ của mình mà họ còn không bảo vệ được thì bọn họ còn bảo vệ được ai? Không ngờ chúng tới nhanh như thế. Ánh mắt Nam Cung Tiêu Tiêu lạnh lùng, Bắc Thần huynh, làm phiền ngươi. Bắc Thần huynh, mau đi nhanh đi. Ta và lão đại sẽ dẫn người ngăn chúng lại, chỉ cần vào địa giới của Đông Vực. Bọn họ sẽ đến đón mọi người, bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ bằng Ngọc Phù. Lăng Phong vỗ vai Bắc Thần Phong. Sau đó... Bắc Thần Phong còn chưa kịp phản ứng, Lăng Phong và Nam Cung Tiêu Tiêu đã đạp không bay đi, cách đó không xa cũng có vài bóng đen bay vụt ra, đó là mấy con tử tinh lôi thú. Bắc Thần Phong nhìn bóng lưng bọn họ, cắn răng nói, các ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ đưa bọn họ đến nơi an toàn. Muốn đi sao? Không ai trong các ngươi được đi đâu. Lúc này, một tiếng gầm thét từ xa truyền tới. Đó là 20 người mặc chiến giáp màu đen đang gào thét lao tới nhưng lại bị Nam Cung Tiêu Tiêu và Lăng Phong dẫn người ngăn cản. 20 ánh mắt kia dường như nhìn xuyên qua rừng rậm, thấy mấy người đang trốn ở đằng xa. Bắc Thần Phong dẫn đám người Tần Mộng Điệp đạp không bay lên, nhanh chóng bay về phía Đông Vực. Lúc này, họ không thể không ích kỷ một lần mà dẫn theo người thân và người yêu của mình rời đi. Tiêu Thần Võ kêu các ngươi tới tìm chết à? Nam Cung Tiêu Tiêu khí phách đáp lại, tử tinh lôi thú phía sau hắn ta gầm thét, chỉ cần Nam Cung Tiêu Tiêu ra lệnh một tiếng thì bọn chúng chắc chắn sẽ không hề do dự mà xung phong liều chết lao lên. Thật ra, nếu như không phải vì bảo vệ mấy tu sĩ thần châm các thì đám người Nam Cung Tiêu Tiêu cũng không rơi vào thế bị động như vậy. Đối phương cũng nhìn ra nhược điểm của họ nên mới không ngừng đánh giết người thần châm các. Có lẽ bọn chúng muốn khiến mấy người Nam Cung Tiêu Tiêu tuyệt vọng và đau đớn nhìn từng người bên cạnh mình chết đi. Tên mập chết bầm, lần trước thiếu chút nữa ăn thua thiệt của ngươi. Lần này ta muốn cho ngươi nhìn từng người bọn chúng chết trước mặt ngươi. Nam tử khôi ngô dẫn đầu lạnh giọng nói. Hung quang trong con ngươi gã bắn ra chung quanh, uy thế ngập trời, gã có tu vi chiến thần cảnh đỉnh phong, cao hơn Nam Cung Tiêu Tiêu hai tiểu cảnh giới. Lôi hoàng. Bảo vệ họ cho tốt, Nam Cung Tiêu Tiêu hét lớn một tiếng, lôi điện quanh thân lấp lóe, lôi điện áo nghĩa cuồn cuộn hóa thành một con lôi long bắn ra bốn phương tám hướng. Không có gì phải nói với những tên này, biện pháp duy nhất để cứu tu sĩ thần châm các hiện tại chính là giết sạch đám người này. Giết, nam tử mặc chiến giáp màu đen hét lớn, không hề chần chờ mà phóng tới chỗ Nam Cung Tiêu Tiêu, mấy người bên cạnh gã cũng tiến lên. Giết. Lăng Phong cũng không hề yếu thế, ngọn lửa quanh thân cháy hừng hực như muốn chôn vùi toàn bộ hư không. Chỉ trong chốc lát, đông đảo cường giả chiến thần cảnh điên cuồng va chạm vào nhau, lôi hoàng và đám tử tinh lôi thú dẫn mấy tu sĩ thần châm các không ngừng lùi lại. Nhưng mà mấy tu sĩ mặc chiến giáp đen dường như cố tình muốn tới gần họ, với thực lực của những kẻ này, căn bản là không cần ra tay đối phó với mấy người thần châm các, dù chỉ là sóng năng lượng thôi cũng có thể giết chết họ. Đúng là một đám khốn kiếp. Nam Cung Tiêu Tiêu nổi giận, vì bảo vệ người của thần châm các, bọn họ không dám dùng hết toàn lực nên có chút bó tay bó chân. Nếu như không cần phải bảo vệ các tu sĩ của thần châm các thì với thực lực của Nam Cung Tiêu Tiêu, không nói tới việc chém giết được chiến thần cảnh đỉnh phong, nhưng chỉ áp chế chiến thần cảnh đỉnh phong thôi cũng không có vấn đề gì. Thực lực của Lăng Phong cũng không kém bao nhiêu. Hai người hợp lực cùng với mấy con tử tinh lôi thú kia cũng có thể chính diện giao phong với mấy tên kia. Nhưng hiện tại, bọn họ chỉ có thể phòng ngự mà không thể công kích. Dẫn họ đi mau, Nam Cung Tiêu Tiêu hét lớn, lôi điện trên người càng phóng ra mãnh liệt hơn, hóa thành một màn trời bằng lôi điện, chặn đường những kẻ kia. Tà Phượng Trừ Hải, Lăng Phong hét lớn, thiên phượng hỏa diễm đốt luyện hư không, bao vây 7, 8 cường giả chiến thần cảnh bên trong. Bây giờ, hai người chỉ còn cách liều mạng để tranh thủ thêm chút thời gian cho tử tinh lôi thú. Một đám tử tinh lôi thú cũng không dám chần chờ mà vội vàng dẫn mấy người của thần châm các bỏ chạy xa khỏi nơi này. Chạy đi đâu? Nam tử khôi ngô mặc chiến giáp hét lớn, gã muốn vòng qua ngăn cản của Nam Cung Tiêu Tiêu, rượt theo chu sát mấy người thần châm các. Đồng thời, những kẻ khác cũng không do dự phóng tới chỗ Nam Cung Tiêu Tiêu,
giúp nam tử Khôi Ngô mặc chiến giáp có thêm thời gian và không gian. Nghịch loạn ngũ thức, đệ tam thức, động cửu tiêu. Nam Cung Tiêu Tiêu dường như đã bắt đầu điên cuồng lên rồi, vất vả lắm bọn họ mới có thể dẫn mấy người thần châm các tới nơi này, làm sao có thể để người của Tiêu Thần Võ giết hết được. Người của Tiêu gia và Thần Phong học viện thì bọn họ không cứu được, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho mấy người thần châm các gặp bất kỳ sơ suất gì. Nam Cung Tiêu Tiêu giơ chiến thiên kích, một lôi long dài mấy trăm trượng xé rách không trung, trời đất đều rung động mãnh liệt. Trên không trung đột nhiên xuất hiện một khe hở, bắn ra vô số loạn lưu. Đồng thời, sấm sét trong thiên địa cũng không ngừng, dường như cả thiên địa đều đang chấn động. Đây chính là thần giai công pháp do Tiêu Phàm dạy cho Nam Cung Tiêu Tiêu, uy lực vô tận. Đây vẫn chỉ là nghịch loạn ngũ thức đệ tam thức mà thôi, có uy thế của động cửu tiêu. Một khi phát huy hai thức sau đó nữa thì cho dù là chiến thần cảnh đỉnh phong cũng phải tránh né và lùi bước. Tốc độ của hắn ta rất nhanh, như là muốn phong tỏa nam tử Khôi Ngô mặc chiến giáp, còn những kẻ kia, hắn ta không thèm để ý tới nữa. Chỉ cần giết chết nam tử mặc chiến giáp màu đen này thì những kẻ kia cũng mất đi thủ lĩnh, giảm nguy cơ của bọn họ xuống mức thấp nhất. Nam tử Khôi Ngô mặc chiến giáp hình như cũng đã nhận ra sức mạnh khủng bố của Nam Cung Tiêu Tiêu nên lộn nhào một cái trên không, trong nháy mắt đã rời xa cách đó mấy trăm trượng. Dù vậy, gã vẫn bị tia sét của từ chiến thiên kích của Nam Cung Tiêu Tiêu đánh trúng, máu tươi phụt ra, chỉ thiếu chút nữa là có thể chém ngang thân thể gã. Bây giờ ta không chơi với ngươi nữa, giết những tên kia đi, không được để sót tên nào đấy. Nam tử Khôi Ngô mặc chiến giáp cũng thật sự nổi giận, sức mạnh bộc phát của Nam Cung Tiêu Tiêu khiến gã có chút bận tâm. Những kẻ còn lại nghe thế thì bỗng nhiên tản ra chung quanh, tuy Nam Cung Tiêu Tiêu rất mạnh nhưng những kẻ này cũng không yếu, một mình hắn ta cũng không thể ngăn cản được nhiều người như vậy. Chết đi, Nam Cung Tiêu Tiêu nổi giận, thân thể như tia sét gào thét bay đi. Quét ngang chiến thiên kích, một kẻ không kịp tránh đã bị chiến thiên kích đánh trúng. Một tiếng nổ vang lên, đường đường là cửu biến chiến thần mà lại bị Nam Cung Tiêu Tiêu dùng một kích đánh bay, sau khi bay ra ngược mấy chục trượng rồi lại nổ tung. Những kẻ kia thấy thế thì sắc mặt có hơi trầm xuống. Bọn họ cũng biết sức mạnh của Nam Cung Tiêu Tiêu rất khủng bố nhưng khi thật sự chứng kiến, vẫn cảm thấy khá bất ngờ. Nếu bọn hắn bị một kích này cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Nếu ngươi dám giết họ, ta sẽ giết người của ngươi. Nam Cung Tiêu Tiêu cắn răng nói, hắn ta đã điên cuồng rồi. Vốn ở thế bị động khiến hắn ta rất khó chịu, bây giờ hắn ta cũng không thèm đếm xỉa gì nữa. Không phải các ngươi muốn giết người của chúng ta sao, vậy ta giết người của các ngươi thôi. Quả nhiên, lời vừa dứt, mấy tu sĩ chiến thần cảnh lập tức ngừng bước, nhìn về phía Nam Cung Tiêu Tiêu với ánh mắt đầy kiêng kỵ. Thực lực của Nam Cung Tiêu Tiêu, bọn hắn cũng nhìn thấy, nếu như hắn ta thật sự muốn giết ai đó thì những người ở này, ngoại trừ nam tử Khôi Ngô mặc chiến giáp thì những người khác có lẽ sẽ không phải là đối thủ của hắn ta. Trong lúc nhất thời, hai phe giằng co tại chỗ, Tử Tinh Lôi Thú đã nhân cơ hội này dẫn mấy người thần châm các chạy trốn. Còn lo lắng gì thế? Chẳng lẽ các ngươi bị hắn ta dọa sợ rồi sao? Nam tử Khôi Ngô mặc chiến giáp quát lớn. Lạnh giọng nói, những tên kia chỉ là tu sĩ chiến đế cảnh thôi, các ngươi có thể công kích từ xa bằng sóng năng lượng cũng có thể giết chết chúng mà. Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ chúng lại còn giết được ai sao? Thuộc hạ của gã nghe xong thì ánh mắt sáng lên, lấy lại tinh thần. Đúng vậy, chỉ là một đám chiến đế cảnh thôi, mạnh nhất cũng chỉ là tu sĩ chiến thánh cảnh, dù có Tử Tinh Lôi Thú bảo hộ thì làm sao có thể ngăn cản công kích sóng năng lượng của bọn hắn chứ? Nghĩ tới điều này, những kẻ kia không chút do dự mà đuổi theo từ bốn phương tám hướng. Sắc mặt Nam Cung Tiêu Tiêu tái xanh, hai mắt có đỏ lên, bất chấp tất cả. Hắn ta không đuổi theo, đôi mắt đỏ rực nhìn bảy, tám người bị Lăng Phong vây khốn. Thức thứ tư, Táng Thần Linh. Nam Cung Tiêu Tiêu phẫn nộ thét lên một tiếng, chiến thiên kích phát sáng lần nữa, lần này, sau lưng hắn ta dường như xuất hiện một chiến thần to lớn, uy thế tận trời. Trong chớp mắt, sức mạnh của Nam Cung Tiêu Tiêu tăng vọt, hắn ta giống như thiên thần lâm thế, chiến thiên kích từ trên trời cao chém xuống. Dưới một kích này, cho dù là thần thật sự thì cũng phải đền tội. Huống chi những kẻ kia chỉ là những chiến thần cảnh bị Lăng Phong vây khốn. Bảy, tám người kia cũng cảm nhận được khí tức bùng nổ của chiến thiên kích nên điên cuồng giằng co,
muốn tránh thoát khỏi trói buộc của Lăng Phong. Nhưng Lăng Phong làm sao có thể để chúng đạt được mục đích, hắn gắt gao vây khốn 7, 8 chiến thần cảnh kia, đây cũng đã là cực hạn của hắn. Nếu người của Tiêu Thần Võ không định buông tha bọn họ thì còn không bằng giết thêm mấy người để chôn cùng với đám người thần châm các. A, à, từng tiếng hét thảm thiết vang lên, sau đó đã bị lôi điện cuồng bạo bao phủ. Mấy chiến thần cảnh bị Lăng Phong vây khốn đã bị một kích trực tiếp giết chết, không hề lưu lại bất kỳ thứ gì, cho dù là thần lực chi tinh cũng bị nổ tan tác. Những kẻ may mắn không bị Lăng Phong vây khốn không khỏi run rẩy. Nam Cung Tiêu Tiêu bắt đầu hung ác khiến bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Giết, nhưng Nam Cung Tiêu Tiêu căn bản không định buông tha cho những kẻ còn lại, hắn ta quay người tiếp tục nhào về phía mấy bát biến chiến thần và cửu biến chiến thần kia. Đuổi giết bọn họ có tất cả 20 tên, hiện tại mới giết có 9 tên, còn tới 11 tên nữa mà. Trong đó có 5 tên đang lao về phía tử tinh lôi thú, còn nơi này, trừ nam tử khôi ngô mặc chiến giáp thì cũng còn 5 tên. Nam Cung Tiêu Tiêu muốn giết 5 tên này cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Giết bọn chúng, nam tử khôi ngô mặc chiến giáp cũng hoàn toàn phẫn nộ, người gã dẫn tới chỉ trong phút chốc đã chết 9, như thế cũng không dễ ăn nói với Tiêu Thần Võ. Phải biết rằng, người gã truy sát đều có tu vi chiến thánh cảnh trở xuống, vì giết một đám tu sĩ từ chiến thánh cảnh trở xuống mà hao tổn hết 9 chiến thần cảnh, điều này khiến gã không thể bình tĩnh nổi. Nếu truyền ra ngoài, đây đúng là trò cười lớn nhất từ trước tới giờ. 5 người truy đuổi tử tinh lôi thú nghe vậy thì lập tức bắn ra hung quang. Trong số người Nam Cung Tiêu Tiêu giết chết có bằng hữu, huynh đệ của bọn hắn. Bọn hắn không thể giết được Nam Cung Tiêu Tiêu để báo thù nhưng một đám tu sĩ chiến thánh cảnh trở xuống này lại không phải là đối thủ của bọn họ. Tốc độ của 5 người rất nhanh, trong nháy mắt đã chặn đường của mấy người thần châm các và mấy con tử tinh lôi thú. Năm kẻ đó không hề lưu tình mà xuất thủ. Ngươi dám giết người của ta, ta muốn nỗ lực của ngươi phải trả cái giá thêm thảm nhất. Nam tử khôi ngô mặc chiến giáp nghiến răng nghiến lợi, con ngươi lạnh lẽo nhìn chằm chằm Nam Cung Tiêu Tiêu và Lăng Phong như muốn nhìn thấy bộ dạng đau đớn của hai người. Có lẽ ngươi phải trả giá lớn là ngươi cũng không biết chừng. Vừa dứt lời, một giọng nói vang lên bên tai nam tử khôi ngô mặc chiến giáp. Nam tử khôi ngô mặc chiến giáp nổi hết da gà toàn thân, run lên một cái, quay người chuẩn bị bỏ chạy. Một tiếng phụt vang lên, nam tử khôi ngô mặc chiến giáp còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một thanh kiếm hẹp dài màu đỏ đâm xuyên ngực, tốc độ cực nhanh tới mức khó tin. Làm sao có thể như thế được, con người gã co rụt, gã cảm thấy sinh cơ của mình đang trôi đi dần dần. Gã muốn phản kháng nhưng lại phát hiện biển thần lực đã bị thanh kiếm kia đâm thủng. Căn bản không còn sức lực để phản kháng. Thậm chí, linh hồn của gã còn đang bị một sức mạnh nào đó thắt giết, nhanh chóng uể oải dần. Gã chậm rãi quay đầu nhìn phía sau lưng mình thì thấy một bóng đen quỷ dị phóng ra từ hư không, bóng đen đang dùng vẻ mặt lạnh nhạt nhìn gã. Lãnh huynh, sao ngươi lại tới đây? Nam Cung Tiêu Tiêu và Lăng Phong cũng bị sự xuất hiện đột ngột này làm cho khiếp sợ. Người tới chính là Lãnh Tiếu Nhận. Khó trách được tại sao Nam Cung Tiêu Tiêu và Lăng Phong kinh ngạc như thế, vừa rồi hai người bọn họ cũng không cảm ứng được sự tồn tại của Lãnh Tiếu Nhận. Thủ đoạn ẩn núp như thế đúng là khó có thể tưởng tượng. Không ổn, đột nhiên Nam Cung Tiêu Tiêu giật mình tỉnh táo lại, nam tử khôi ngô mặc chiến giáp đã giải quyết nhưng còn 5 tên chiến thần cảnh bao vây tử tinh lôi thú đâu rồi. Ngay lúc Nam Cung Tiêu Tiêu chuẩn bị xoay người để đi cứu mấy người thần châm các thì lại có vài thân ảnh xuất hiện từ hư không. Một kiếm đâm xuyên ngực 5 tên kia. 5 tên kia cũng hiện lên vẻ mặt khó tin khi nhìn ngực mình, bọn hắn hoàn toàn không biết người đứng sau mình đến gần từ lúc nào. Không, nam tử khôi ngô mặc chiến giáp dùng một tia sức mạnh cuối cùng gầm thét, con người chấn động mạnh, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Phụt, thanh kiếm hẹp dài màu đỏ trong tay Lãnh Thiếu Nhận khẽ chọc một cái, thân thể nam tử khôi ngô mặc chiến giáp lập tức chia thành hai nửa, chết tới mức không thể chết hơn. Lãnh Tiếu Nhận nắm lấy một viên tinh thể, hiển nhiên đó chính là thần lực chi tinh của nam tử khôi ngô mặc chiến giáp. Cho dù nằm mơ, nam tử khôi ngô mặc chiến giáp chắc cũng không ngờ bản thân lại mất mạng tại đây. Long Thần, Mộ Dung Tuyết, Ảnh Phong, Phong Lang, Vân Khê. Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn mấy người kia, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc, tảng đá lớn trong lòng hắn ta rốt cuộc cũng có thể buông xuống. Sau đó,
ánh mắt hắn ta lại chuyển về phía năm tên tu sĩ chiến thần cảnh kia, bọn chúng đã bị dọa tới tái mặt từ lâu rồi. Cả năm tên không hề chần chờ mà co chân bỏ chạy. Chết đi, Nam Cung Tiêu Tiêu và Lăng Phong làm sao có thể buông tha năm tên này được. Mấy ngày qua, bọn họ phải bảo vệ người của thần châm các nên nhiều lần phải uất ức trên tay chúng. Huống chi, những tên này cũng là kẻ thù của họ trong tương lai, không cần giữ mạng lại cho bọn chúng làm gì. Cùng lúc, Lãnh Tiếu Nhận cũng đồng thời xuất thủ, nếu như là chính diện đấu một trận thì năm tên kia có lẽ cũng còn sức đánh một trận nhưng bị giờ chúng đã bị dọa tới mất hồn nên cũng không biết nên phản kháng thế nào. Chỉ một lát sau, bốn tên đã bị ba người chém giết, chỉ có một tên thất tha thất thểu lao về phía chân trời. Ngươi chạy không thoát đâu, Nam Cung Tiêu Tiêu đằng đằng sát khí, lắc mình đuổi theo nhưng lại bị Lăng Phong giữ chặt, nhị bàn, không cần đuổi theo. Thần ảnh, ngay lúc đó, một tiếng quát nhẹ vang lên từ nơi xa, ngay sau đó, cả đám người thấy một tia chớp lóe qua hư không, tốc độ không phải là nhanh bình thường. Khi bọn họ lấy lại tinh thần, tất cả thấy tên chạy trốn kia đột nhiên nổ tung, ngay cả thần hồn cũng không kịp chạy. Đại ca, nhị ca, các ngươi sao rồi? Một bóng người mặc áo bào anh đang cưỡi một con linh điểu màu đỏ lửa bay tới gần, trừ Quan Tiểu Thất ra thì còn ai nữa đây? Tiểu Thất, sao ngươi lại tới đây? Nam Cung Tiêu Tiêu kinh hỉ hỏi. Ta đi chung với bọn họ. Quan Tiểu Thất thấy Nam Cung Tiêu Tiêu và Lăng Phong không sao thì cũng yên tâm, các ngươi không sao là tốt rồi. Nơi này không phải là chỗ để nói chuyện, vừa đi vừa nói đi. Phong Lang đột nhiên lên tiếng, đám người gật nhẹ rồi nhanh chóng lao về phía đông. Nhị ca, không phải ngươi có không gian bí cảnh sao, đưa những người kia trốn vào bên trong, như thế không phải dễ dàng hơn sao? Trên không trung, Quan Tiểu Thất khó hiểu nhìn Nam Cung Tiêu Tiêu. Những người khác cũng kinh ngạc nhìn Nam Cung Tiêu Tiêu, lần này cố ý kêu Nam Cung Tiêu Tiêu tới đây đón mấy người thần châm các là vì hắn ta có không gian bí cảnh, có nhiều người hơn cũng có thể đưa vào đó. Nhưng không ai ngờ Nam Cung Tiêu Tiêu lại không sử dụng không gian bí cảnh. Sắc mặt Nam Cung Tiêu Tiêu âm trầm, tia sát khí như có như không phóng ra từ trên người hắn ta. Lúc này, Lăng Phong mới lên tiếng, một hóa thân của tiêu thần võ công kích chúng ta trốn vào không gian bí cảnh mới may mắn tránh được một kiếp nhưng cuối cùng không gian bí cảnh lại bị hủy. Cái gì, cả đám người kinh hãi thốt lên, sắc mặt cực kỳ khó coi, đám người Nam Cung Tiêu Tiêu có thể sống sót đã là may mắn rồi. Một cái không gian bí cảnh thôi mà. Chỉ cần người không bị thương là được rồi. Nam Cung Tiêu Tiêu lắc đầu nói, thù này ta nhất định sẽ báo. Phong Lang huynh, Lãnh huynh, không phải chúng ta kêu các ngươi ở nơi đó chờ chúng ta sao? Sao các ngươi lại tới đây? Lăng Phong nhìn đám người rồi hỏi. Bọn họ không biết nếu như đám người Lãnh Tiếu Nhận không đến thì sẽ có hậu quả gì nhưng ít nhất chính là không giữ được mấy người thần châm các này. Mặc dù tu vi của những người này chỉ là chiến đế cảnh nhưng họ đều là luyện dược sư. Tu La Điện muốn mạnh hơn nữa thì tất nhiên không thể thiếu luyện dược sư, đây cũng là lý do bọn hắn liều mạnh bảo vệ mấy người thần châm các như thế. Các ngươi trễ hơn ước định nửa ngày nên mọi người không kịp chờ mà chuyện bên kia cũng đã sẵn sàng, vì thế thuận tiện đi xem, cũng may là đến đúng lúc. Phong Lang hít sâu một hơi rồi trả lời. Nam Cung Tiêu Tiêu và Lăng Phong cũng nghĩ mà sợ một trận. Cùng may là đám Phong Lang đến đây. Bây giờ chúng ta làm sao đây? Hay là trực tiếp tới chỗ hồn tộc? Lúc này, Lãnh Tiếu Nhận hỏi tiếp. Bây giờ chỉ còn Tiêu Gia và Thần Phong Học Viện là nằm trong tay Tiêu Thần Võ. Tiêu Thần Võ đã phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta nên muốn cứu họ ra là chuyện không thể. Sắc mặt Lăng Phong có chút khó coi. Tiêu Thần Võ hẳn là sẽ không đối phó Tiêu Gia và Thần Phong Học Viện đâu. Gã ta còn muốn dùng họ để uy hiếp công tử mà. Vân Khê mở miệng. Mọi người đều đồng ý với suy nghĩ này, những người kia chỉ là vài tu sĩ bình thường thôi, căn bản không có bao nhiêu tác dụng với Tiêu Thần Võ, cũng không có lực uy hiếp gì. Nhưng mà có thể dùng những người kia để uy hiếp Tiêu Phàm, họ là người thân trên đời này của Tiêu Phàm, trong đó còn có gia gia Tiêu Hạo Thiên của hắn nữa. Hiện tại, người linh tộc cũng đến đông đủ rồi. Các đại gia tộc như Diệp Gia và Lăng Gia ở Vô Song Thánh Thành cũng đã di rời tới Đông Vực, Nam Vực cũng không còn gì để lưu luyến nữa. Lăng Phong gật đầu nói. Không bao lâu nữa, có lẽ Tiêu Thần Võ sẽ ra tay với Đông Vực, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời đi thôi.
điện chủ phu nhân đã phái người của hồn tộc tới đón chúng ta rồi. Lãnh Thiếu Nhận bổ sung. Thật ra trong lòng hắn ta đã có dự định trước rồi, nói ra cũng chỉ là để trưng cầu ý kiến của mọi người thôi. Thần kiếp địa sắp giáng lâm, bọn họ ở lại chỉ càng thêm nguy hiểm mà thôi, thậm chí trong chín vực sẽ không có nơi nào để họ có thể sống yên ổn nữa. Mọi người gật đầu, bọn họ cũng biết truyền thừa điện, chiến thần điện và huyết ma bộ lạc rất cường đại, thời gian của bọn họ cũng không còn nhiều. Điều duy nhất họ có thể làm là cố gắng mạnh hơn nữa. Mặt khác, chính là chờ đợi Tiêu Phàm trở về. Mà giờ khắc này, Tiêu Phàm đã tiến vào thông đạo trong mộ huyệt bên trong Tu La Sơn. Lại nói tới Tiêu Phàm dẫn theo 13 người Chọc Thiên Hồng được lựa chọn tiến vào thông đạo trong huyệt mộ, vừa đi là đã mất một canh giờ, thông đạo tối tăm, ảm đạm, không thấy được điểm cuối. Thần sắc mọi người cực kỳ nghiêm túc, tất cả đều cảm thấy như có một loại sức mạnh kỳ lạ nào đó đang bao phủ xuống bọn họ, khiến cho họ cảm giác được một áp lực cực lớn. Một canh giờ tiếp theo, Tiêu Phàm thỉnh thoảng cũng nhíu mày, thông đạo này cứ như không có điểm cuối vậy. Đương nhiên, điều khiến hắn ngạc nhiên nhất là nơi này lại không hề có bất kỳ mối nguy hiểm nào, không phải đã nói là muốn có truyền thừa của Tu La Vương thì phải trải qua rất nhiều khảo nghiệm sao. Nhưng đoạn đường đi xuống này lại quá mức thuận lợi. Tiêu Phàm tất nhiên cũng biết trong huyệt mộ này không thể nào có cái gọi là truyền thừa Tu La Vương, nhưng hắn vẫn không dám coi thường độ nguy hiểm của huyệt mộ. Có lẽ thần vô tận cũng không ngờ Tiêu Phàm có thể đi vào nơi này, đưa ra việc mở Tu La truyền thừa trong trí nhớ mà cũng không nói tới ghi chép liên quan tới cách tiến vào huyệt mộ. Hắn chỉ biết trong này là kho báu cất giấu cả đời của thần vô tận, nếu như có được một, hai thứ thì hiển nhiên không thể tốt hơn. Công tử, người có cảm thấy hình như chúng ta vẫn luôn đi vòng quanh một chỗ hay không? Chọc Thiên Hồn đột nhiên lên tiếng kéo lại suy nghĩ của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nghe thế thì chân mày hơi nhíu, hắn chỉ muốn tìm cửa ra của thông đạo này nên không hề nghĩ tới phương diện này. Nhưng bây giờ Chọc Thiên Hồng nhắc nhở khiến hắn phát hiện một điểm kỳ lạ là thông đạo này quá quen thuộc, dường như bọn họ đã đi rất nhiều lần rồi. Lấy bản đồ cấu tạo Tu La Sơn mà Nhạc Thạch đưa cho hắn ra, Tiêu Phàm xem rồi suy nghĩ một chút. Mọi người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, Chọc Thiên Hồng càng kinh ngạc thốt lên, công tử, chẳng lẽ đây là bản vẽ vương mộ Tu La? Cứ coi như thế đi, Tiêu Phàm cũng không kiêng kỵ, tránh né bọn họ. Đã tiến vào trong Tu La Sơn rồi thì người khác có biết bản vẽ này hay không cũng không có quá nhiều ý nghĩa nữa. Nhưng đám người kia lại không nghĩ vậy, bọn hắn vừa nghe Tiêu Phàm thản nhiên thừa nhận như vậy thì không khỏi kích động. Có bản vẽ này, Tu La Vương truyền thừa không thuộc về công tử thì còn có thể là của ai đây? Kiếm La lại vuốt mông ngựa một cái. Kiếm La, đây là lời của ta mà. Chọc Thiên Hồng không nhịn được mà hung dữ chừng mắt Kiếm La một cái. Kiếm La cũng học dáng vẻ của Tiêu Phàm mà nhún vai rồi cười ngây ngô. Dựa vào bản vẽ này không thì muốn có được truyền thừa của Tu La Vương cũng chưa chắc dễ dàng, dù gì vừa rồi chúng ta thiếu chút nữa đã đi loanh quanh một chỗ rồi. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Đám người kia gật đầu, các đời người kế thừa Tu La được tiến vào trong Tu La Sơn đều không thể thành công có được truyền thừa của Tu La Vương, chỉ dựa vào một tấm bản đồ mà muốn lấy được thì đúng là không thể. Tu La Vương tộc từng ấy năm tới nay cho dù không thể hoàn thiện bản vẽ cấu tạo Tu La Sơn nhưng khẳng định cũng có thể phá giải một chút. Đột nhiên, Tiêu Phàm chỉ vào một vị trí trên bản vẽ rồi nói, Chọc Thiên Hồng nói không sai. Chúng ta vẫn luôn xoay quanh một chỗ, nơi này là một mê cung. Mê cung, đám người kinh ngạc, thần sắc có chút ngưng trọng, sau đó, tất cả đều phóng xuất linh hồn lực tỏa ra chung quanh. Vô dụng thôi, Tiêu Phàm lắc đầu. Nếu như sức mạnh linh hồn có thể tìm được lối ra vậy mê cung này xây lên làm gì chứ? Đám người gật đầu, lúc này mới phát hiện ra là linh hồn lực phóng xuất ra ngoài, còn chưa ra được khoảng cách 3 trượng đã bị một sức mạnh làm tan biến. Càng quỷ dị hơn là 4 bức tường của lối đi này còn có thể ngăn cản linh hồn lực thẩm thấu. Chẳng lẽ vách tường của ngọn núi này được xây bằng vật liệu bất phàm gì tạo thành à? Không cần suy nghĩ nữa. Vách tường này chỉ là một loại nham thạch cấp 9 mà thôi, có điều trên đó có điều khắc hoa văn chằng chịt, sai đó tạo thành một cái trận pháp, cho dù là thiên thần cảnh cũng khó có thể đánh vỡ nó. Tiêu Phàm liếc mắt một cái là đã nhìn thấu suy nghĩ của mọi người, giải thích cho họ. Tiếu Thiên Dương không tin nên đánh một quyền vào vách tường nhưng mà khi cánh tay của hắn ta vừa mới chạm tới vách tường,
vách tường đó đột nhiên phóng ra vài tia sáng nhỏ yếu, chặn sức mạnh của hắn ta ở bên ngoài. Cũng chỉ trong giây lát, tia sáng nhỏ yếu đột ngột rực rỡ lên một chút, một sóng năng lượng đánh thẳng về phía Tiếu Thiên Dương. Tiếu Thiên Dương làm sao có thể ngờ vách tường còn có thể bắn ngược sóng năng lượng, nơi này có nhiều người như vậy, hắn ta muốn tránh cũng không có chỗ. Một tiếng phịch vang lên, Tiếu Thiên Dương bị sóng năng lượng đánh trúng, thân thể lùi ra sau vài bước, lục phủ ngũ tạng trong người hắn ta sôi trào. Cả người hắn ta đâm mạnh lên vách tường phía sau, chấn hắn ta tới mức thất điên bát đảo. Nhưng mà đây chỉ là mới bắt đầu, sau đó, vách tường phía sau lại truyền tới một làn sóng năng lượng, đánh trúng lưng hắn ta. Lần này, Tiếu Thiên Dương vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể bày thành hình chữ đại ra, nện mạnh lên vách tường. Sức mạnh này yếu hơn so với đợt trước đó một chút, không đủ để làm Tiếu Thiên Dương bị thương nhưng hắn ta vẫn buồn bực muốn phun máu. Mình lại bị công kích bởi chính chiêu thức của mình, không hề có sức phản kháng. Chắc hắn ta nên vui vẻ chứ nhỉ, nhưng tại sao lại buồn bực thế này? Ha ha, đáng đời. Kiếm La nhịn không mà chê cười Tiếu Thiên Dương. Tiếu Thiên Dương có cảm giác muốn liều mạng với Kiếm La. Nhưng lại bị Tiêu Phàm ngăn lại, các ngươi có thể đánh nhưng công kích xong sẽ bắn ngược lên người các ngươi, để cho chúng ta đi xa một chút đã. Tiếu Thiên Dương và Kiếm La nghe xong thì không khỏi dùng mình, vừa đánh nhẹ một cái mà đã chấn tới mức khiến họ buồn bực. Nếu như hai người bọn họ thật sự đánh một trận vậy chẳng phải sẽ bị công kích của mình bắn ngược tới chết sao? Không nên xem thường mê cung này, ta tin không ít người đã chết trong chính tay mình tại nơi này trong nhiều năm qua đấy. Vẻ mặt Tiêu Phàm nghiêm túc hơn một chút. Mặc dù hắn biết đây là nơi nào nhưng trên bản vẽ cũng không ghi lại phương pháp phá giải mê cung, có lẽ lão tổ Nhạc nhân tộc lúc trước cũng không nghĩ tới có người sẽ xem hiểu mê cung. Vậy bây giờ chúng ta nên làm sao đây? Tiếu Thiên Dương lo lắng hỏi, vẻ mặt của những người khác cũng có chút nặng nề. Nếu ngay cả mê cung này mà cũng không ra được, vậy ta còn tranh đoạt truyền thừa Tu La Vương làm chi? Lúc này, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, trong giọng nói đầy sự tự tin. Đúng rồi, công tử chính là hồn điêu sư cấp thủy tổ mà, mê cung nho nhỏ này làm sao có thể ngăn cản được bước chân của công tử. Chọc Thiên Hồng vỗ trán, vẻ mặt mừng rỡ. Tiêu Phàm không nhịn được trợn trắng mắt, hắn phát hiện Chọc Thiên Hồng càng ngày càng biết cách nịnh nọt. Nhưng Tiêu Phàm đúng là đã nghĩ ra hai biện pháp, một chính là đi hết mê cung này một lần rồi cẩn thận suy tính. Làm ra một bộ hồn văn đồ tương tự, đến khi đó sẽ dễ dàng đi ra ngoài. Có điều phương pháp này rất tốn thời gian và sức lực, Tiêu Phàm trực tiếp bác bỏ. Sau đó, hắn lại nghĩ tới một phương pháp thứ hai. Sau một khắc, Tiêu Phàm vung tay lên, mặt đất đột nhiên xuất hiện vài con chuột nhỏ đần độn, chỉ có thể chuyển động. Công tử, mấy hồn điêu thú này có cấp bậc thấp quá. Chẳng lẽ công tử muốn để bọn chúng chạy tìm lối ra sao ạ? Tiếu Thiên Dương vẫn giữ vẻ mặt khó tin. Tiểu Tiếu à, tinh thần học hỏi của ngươi rất đáng được khen ngợi nhưng ngươi có thể hoài nghi người khác chứ đừng hoài nghi công tử. Coi chừng sau đó ngươi phải khóc đấy. Chọc Thiên Hồng vừa cười nói vừa nhìn Tiếu Thiên Dương. Tiếu Thiên Dương bĩu môi, mặc dù miệng không nói nữa nhưng trong lòng vẫn không tin Tiêu Phàm có thể làm mấy hồn điêu nhỏ tầm thường này tìm được lối ra. Tiêu Phàm khẽ cười, nói với mấy ngàn chú chuột nhỏ, tìm lối ra đi. Mấy ngàn hồn điêu thú hình chuột nhỏ nhận được mệnh lệnh của Tiêu Phàm thì lập tức phát ra âm thanh ồn ào rồi sau đó bỏ dọc theo hai bên lối đi. Dáng vẻ Tiêu Phàm như đã tính trước được mà ngồi tại chỗ, im lặng chờ đợi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 98.